Đối với người bạn ngày xưa đã từng hợp tác, quan hệ cũng xem như không tồi, Hạ Tưởng trong lòng cũng chỉ có chút bất đắc dĩ, chỉ có điều qua quá trình vô số lần giao tiếp với Phạm Duệ Hằng, hắn hoàn toàn nhận ra tầm nhìn thiển cận của Phạm Duệ Hằng, mà tính cách của Phạm Tranh mặc dù không xấu nhưng cũng không tốt. Phạm Tranh dường như hít sâu một hơi, chần chừ nửa ngày mới nói thêm. Chuyện quá khứ coi như không nhắc lại, Hạ Tưởng, tôi hy vọng về sau giữa chúng ta không xuất hiện sự thù địch, tôi vẫn rất quý trọng anh như bằng hữu. Hạ Tưởng cũng không biết phải trả lời Phạm Tranh như thế nào, hắn không thừa nhận khả năng giữa hắn và Phạm Tranh còn có khả năng giải hòa, mà Phạm Tranh gọi điện dường như thừa thãi mà vô dụng, nhưng rốt cuộc bằng hữu một hồi, vẫn khó mà nói lời khó nghe được, đành phải qua loa vài câu. Tôi cũng hy vọng như thế, nhưng có một điều tôi nghĩ chúng ta đều rõ rằng, Phạm Tranh, tôi chưa bao giờ chủ động khơi mào tranh chấp, hầu hết mọi lần, tôi đều bị động trả đòn. Bằng hữu là bằng hữu, nhưng bằng hữu không phải là thời khắc mấu chốt để bán đứng bạn bè. Quan điểm của tôi từ xưa đến nay là người kính tôi một thước, tôi kính người một trượng. Phạm Tranh trầm mặc một lúc, rồi chỉ nói một câu. Tốt, tôi hiểu rồi. Cũng không biết y còn gì để nói không, Hạ Tưởng gác máy, trong lòng có chút nặng nề. Nào có ai muốn bằng hữu ngày xưa trở mặt thành thù, nhưng cuộc sống chính là một hành trình bất đắc dĩ, bên trong hành trình có phản bội, có hợp tác, có chia tay, cũng có rất nhiều tình cảm không giải thích nổi. Mùng 7, Hạ Tưởng và Tào Thù Lê lên máy bay quay về Tương Giang, hắn không ngờ người đến sân bay tiếp đón, chính là Đàm Quốc Thụy. Đàm Quốc Thụy lúc này hẳn phải về thủ đô, bởi vì ông ta đến tỉnh Tương nhậm chức, cần ban tổ chức trung ương đi cùng, mới có thể hoàn thành trình tự nên có. Nhưng ông ta lại là người đầu tiên đến Tương Giang, chẳng lẽ là chủ động đi tiền trạm ở đây? Tương Giang khí hậu so với thành phố Yên ấm áp hơn nhiều, ngay khi bước xuống phi cơ, một luồng khí nóng ẩm ướt đập vào mặt khiến Hạ Tưởng hơi khó có thể thích ứng. Tuy nhiên thật ra hắn thích sự xanh hóa của Tương Giang, rốt cuộc là khí hậu ẩm ướt, mà lúc này ở phương Bắc đã trở thành một mảnh đất sơ xác tiêu điều, ý thu đậm đà. Khí hậu khác nhau, môi trường chính trị cũng không có chuyện phân chia vùng miền. Diệp Thiên Nam dĩ nhiên đã trở thành quá khứ, nhưng cục diện chính trị tỉnh Tương cũng sẽ không hòa hợp yên ấm, lại càng không tốt đẹp hơn. Trên chính trị, trong quan trường, vĩnh viễn không có thời điểm hòa hợp êm thấm. Vừa hạ cánh, ra khỏi sân bay liền gặp Đàm Quốc Thụy, vừa mới từ phương Bắc sơ xác tiêu điều trở về miền Nam ấm áp mềm mại còn chưa kịp thích ứng, đã khiến cho trong lòng Hạ Tưởng nhảy dựng lên. Lần đầu tiên hạ cánh, Đàm Quốc Thụy mang đến cho hắn một niềm vui bất ngờ. Lần thứ hai hạ cánh Đàm Quốc Thụy cũng mang đến nhưng chỉ sợ là vấn đề nan giải. Hạ Tưởng đoán đúng, một vấn đề khó cuối cùng của hắn ở tỉnh Tương. Đã đến rồi. Đàm Quốc Thụy đến tỉnh Tương trước, quả thật là muốn làm tốt tiền trạm, để bước tiếp theo là triển khai công tác thật tốt. Mặc dù hắn cho rằng Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Yến tuyên chuyển công tác sang Phó Tỉnh ủy tỉnh Tương, tiền đồ ảm đạm đi rất nhiều, nhưng vẫn nhiệt tình như cũ. Thậm chí nhiệt tình gấp trăm lần mà tham gia vào trong những người mới. Chưa đến giây phút cuối cùng, nhất định không được từ bỏ hy vọng lên cao, huống chi ông ta đã có tuổi, làm thêm một khóa phó thì có thể như thế nào. Ông ta cũng không phải chỉ còn một khóa cuối cùng khi 57 tuổi, ông ta vẫn còn có cơ hội thăng chức lên bộ trưởng. Một lần nữa tự tạo niềm tin Đàm Quốc Thụy lặng yên đến Tương Giang, trước tiên là muốn tiếp xúc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy tỉnh Tương một chút, ông ta đã biết Hạ Tưởng. Cùng với trưởng ban tuyên giáo tỉnh Tương Tạ Tín Tài, trưởng ban mặt trận thống nhất Phu Thủ Thành là quen biết cũ, lần này đến, hy vọng có một mở đầu tốt đẹp. Ngay từ đầu tất cả khá thuận lợi, vừa gặp được Tạ Tín Tài, lại gặp được Phu Thủ Thành, còn không ngờ khi trở về Tương Giang còn gặp mặt Lương Hạ Ninh, gặp lại thật vui, thậm chí còn được Lương Hạ Ninh giới thiệu với Trịnh Thịnh, và cũng đã gặp mặt Trịnh Thịnh. Trên cơ bản đã gặp được Trịnh Thịnh, toàn bộ tiến trình đã vượt ra ngoài mong đợi của Đàm Quốc Thụy. Khiến ông ta tin tưởng gấp trăm lần, tin rằng có thể làm ra một phen thành tích ở tỉnh Tương. Nếu ở phút cuối cùng ông ta không phải gặp Phó Tiên Phong, Đàm Quốc Thụy sẽ vui mừng tươi cười quay lại thủ đô, sau đó theo sắp xếp của ban tổ chức trung ương, chính thức đi nhậm chức. Nhưng lại một lần nữa gặp tai họa, bởi vì Đàm Quốc Thụy tâm huyết dâng trào, muốn gặp Phó Tiên Phong thì không nói làm gì, khi gặp mặt, đã nhắc tới vấn đề không thích hợp, bị Phó Tiên Phong lạnh nhạt một phen. Phó Tiên Phong lạnh nhạt khiến Đàm Quốc Thụy chịu đả kích lớn, thậm chí còn có khi nản lòng thoái chí, lại một lần nữa lòng tự tin bị hủy hoại, triển vọng ở tỉnh Tương đối với ông ta rất là bi quan. Hành động đầu tiên đã nếm phải thủ đoạn cay độc của Phó Tiên Phong,
Đàm Quốc Thụy tự nhiên không rõ Phó Tiên Phong không có được sự ôn hòa thuần hậu Cao Tấn Chu, thậm chí so ra cũng kém Phạm Duệ Hằng về mặt công chính bên ngoài. Ông ta gặp Phó Tiên Phong vấp phải trắc trở nên mới nhận ra, người ông ta có thể dựa vào ở tỉnh Tương duy nhất chỉ có thể là Hạ Tường, hơn nữa cũng chỉ có Hạ Tường mới có thể ứng phó tự nhiên trước những thủ đoạn xuất bài không theo lẽ thường của Phó Tiên Phong. Bởi vậy ông ta mới có mặt ở sân bay, một lần nữa tiến đến máy bay đón Hạ Tường. Hạ Tường nhiệt tình bắt tay Đàm Quốc Thụy, cảm tạ tấm thịnh tình của Đàm Quốc Thụy, Tào Thù Lê thì lên xe tiếp ứng của Tằng Trác. Ở trên đường, nghe được Đàm Quốc Thụy để lộ căn nguyên mâu thuẫn với Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng từ chối cho ý kiến cười cười. Bí thư Đàm, chủ tịch tỉnh phó đối nhân xử thế thế nào tôi khá rõ, kỳ thực con người anh ta cũng không tệ lắm. Lời Hạ Tưởng nói rõ ràng là có miễn cưỡng, Đàm Quốc Thụy biết là Hạ Tưởng không phải không muốn giúp ông ta, chính là thành ý của ông ta không đủ, trong lòng ông ta có chút căm tức, lúc đón máy bay tại tỉnh Yến, ông ta đã tặng Hạ Tưởng một phần đại lễ. Không ngờ Hạ Tưởng không chút cảm kích nào thì không nói, lại còn lòng tham vô đáy, Hạ Tưởng làm vậy khác nào một chính trị vô lại. Trong lúc ấy, nhận định cho rằng tỉnh Tương chỉ có một người là Hạ Tưởng có thể tín nhiệm được trong đầu nhất thời lại dao động. Hạ Tưởng để ý thấy Đàm Quốc Thụy khác thường và không vui, mỉm cười kín đáo. Bí thư Đàm, nói đến tôi còn muốn cảm tạ ông đã đến sân bay đón tôi tại tỉnh Yến, giúp tôi tiết kiệm không ít thời gian, khiến tôi đi được đường gần. Nhưng tỉnh Tương và tỉnh Yến khác nhau rất lớn, tỉnh Yến gần thủ đô, rất nhiều sự tình đều trong mức có thể khống chế, tỉnh Tương khí hậu tuy rằng ôn hòa hơn so với tỉnh Yến nhưng môi trường chính trị thì không mấy dễ chịu. Vẫn chỉ là kiếm cớ thôi, Đàm Quốc Thụy cười miễn cưỡng. Tôi cũng biết anh và chủ tịch tỉnh phó quan hệ không tồi, theo lý thuyết, tôi và chủ tịch tỉnh phó có mâu thuẫn, không nên gây phiền toái cho anh. Kỳ thực tôi tìm anh. Chỉ muốn mối quan hệ đang căng thẳng với chủ tịch tỉnh phó dịu đi một chút, dù sao tôi chỉ vừa tới tỉnh Tương mà đã có phân kỳ với chủ tịch tỉnh phó, làm công tác khai triển sau này có phần bất lợi. Ý kiến của ông sẽ được truyền đạt. Hạ Tưởng vẫn không nhả ra. Nhưng chủ tịch tỉnh phó nói như thế nào và làm như thế nào, tôi cũng không dám cam đoan. Đàm Quốc Thụy vẻ mặt thất vọng, ánh mắt khó giấu sự bất mãn. Hy vọng trong công tác chung sau này, có thể hợp tác thoải mái với chủ nhiệm Hạ. Hạ Tưởng cầm tay phải hơi miễn cưỡng của Đàm Quốc Thụy. Cảm ơn tình nghĩa của bí thư Đàm đã hai lần đón máy bay, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Cuối cùng mới được một câu ít nhiều khiến Đàm Quốc Thụy cảm nhận được một chút trấn an, sau khi đưa Hạ Tưởng tới tỉnh ủy, ông ta tức khắc trở về sân bay, bay về phía thủ đô. Về đến nhà, tất cả mọi thứ đều như cũ, Hạ Tưởng mệt mỏi ngồi trên sofa. Tào Thù Lê tùy ý nghiêng thân mình dựa vào hắn, vừa nói chuyện vừa bóp huyệt thái dương cho hắn. Đàm Quốc Thụy tìm anh, hình như gặp phải chuyện gì khó xử lý. Anh dường như cũng không giúp người ta giải quyết, lúc đi sắc mặt ông ta có vẻ không tốt lắm. Từ trước đến nay, Tào Thù Lê không mấy quan tâm về chính trị cũng hỏi về Đàm Quốc Thụy, ấn tượng của cô với Đàm Quốc Thụy quá sâu, trong khoảng thời gian ngắn giữa hai lần đón máy bay, không muốn nhớ kỹ cũng khó. Còn một điểm là, Hạ Tưởng mềm lòng, người bình thường đến nhờ vả, hắn còn rộng lòng giúp đỡ, lần này lại khiến Đàm Quốc Thụy thất vọng mà đi, liền khiến cho Tào Thù Lê hiếu kỳ. Hạ Tưởng hiếm khi được hưởng thụ thời gian của hai người, mắt hơi híp lại, mặc cho Tào Thù Lê bàn tay nhẵn nhụi nhỏ bé trượt trên trán và huyệt thái dương của hắn, mang đến thoải mái và khoái cảm. Ông ta và Phó Tiên Phong có xích mích, muốn anh ở giữa hòa giải, anh từ chối ông ta thẳng thừng, ông ta đương nhiên là có chút không vui rồi. Người có lỗi lớn còn có cơ hội được tha thứ, sao không đáp ứng nguyện vọng của người ta? Tào Thù Lê ngửa mặt hỏi, vẻ mặt hiếu kỳ khiến cô như một thiếu nữ ngây thơ vô hại. Hạ Tưởng lắc đầu mỉm cười. Bí mật, không thể nói cho em biết. Tào Thù Lê tức đến mỉm cười, lấy tay đẩy Hạ Tưởng. Anh nghĩ rằng em muốn nghe âm mưu quỷ kế của anh, chẳng qua lại rảnh rỗi đùa anh một chút thôi. Đừng cho là em không biết, anh muốn lấy giá cao. Còn muốn lợi dụng chỗ của Đàm Quốc Thụy, nên chưa đáp ứng để được giá cao hơn. Hạ Tưởng vui vẻ mỉm cười, lấy một tay cào mũi Tào Thù Lê. Cô bé Lê nhà ta từ khi nào đã trở nên có đầu óc chính trị như thế này? Không đơn giản, đạt tới trình độ thị trưởng rồi đấy. Tào Thù Lê hừ một tiếng, đứng dậy đi nấu cơm. Nói cho anh biết, rất nhiều sự tình em không phải không hiểu, chỉ là không muốn nhiều lời thôi. Những vấn đề chính trị có đôi khi là núi cao mây, có đôi khi cũng không khác tình cảm nam nữ lắm,
anh thích em nhiều một chút, em kênh kiệu hơn nhiều một chút, cho anh sốt ruột vì với mãi không tới thì càng được coi trọng, càng được yêu thương chiều chuộng, tình yêu như thế, chính chị cũng vậy thôi. Hạ Tưởng như có được niềm vui bất ngờ. À, quả không đơn giản, cô bé Lê Thành nhà triết học, những gì em nói quả thật đúng. Tuy nhiên sự tình cũng không thể vơ đũa cả nắm, ví dụ như năm đó, anh lừa được em rất dễ dàng, nhưng đến hiện tại, anh vẫn quý trọng em, yêu như hòn ngọc quý trên tay. Cái gì? Tào Thù Lê cầm cái xúc cơm từ trong bếp đi ra, hướng về phía Hạ Tưởng. Anh dễ dàng lừa em à? Đừng tự cao, anh chính là một tên tiểu tử nghèo, em không đành lòng thấy anh đến một đứa bạn gái cũng không có, cố ở bên anh vài ngày, thế mà không ngờ, anh thật đúng là kẻ xấu xa. Cái gì mà kêu xấu xa, trước kêu vừa gặp đã yêu, hơn nữa anh đối với em là thực lòng, anh nghĩ, cô bé tốt như vậy, nếu làm bạn gái người khác, mà người đó lại không biết quý trọng, mà ức hiếp em thì biết làm sao. Không có cách nào, đành phải khiến em làm bạn gái anh, chỉ có anh mới có thể mỗi ngày bảo vệ em, trân trọng em. Hạ Tưởng phát huy cái miệng lưỡi ngọt như mật, nói mấy câu vừa rồi, Tào Thù Lê lại cảm động, lườm hắn một cái nói. Xem ra mấy năm nay anh cư xử vẫn có phần gượng ép, em sẽ tha thứ cho anh một lần. Tha thứ cái gì, anh làm sai chỗ nào? Hạ Tưởng và Tào Thù Lê đấu võ mồm, kỳ thực là nhìn ra cô có tâm sự, hơi dầu dĩ, chắc chắn là có chuyện gì giấu hắn, vì muốn khiến cô mở lòng nên mới cố ý làm cô vui vẻ. Anh đừng giả bộ hồ đồ. Tào Thù Lê đi tới trước mặt Hạ Tưởng, cầm lấy cái xúc cơm gõ vào đầu hắn. Cốp cốp, anh thật không có lương tâm. Biết còn giả vờ. Sau khi đánh Hạ Tưởng, lại thấy có vẻ như hơi mạnh tay, vội vàng chạy lại day day, thổi thổi cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng quả thật không biết mình mắc lỗi gì, đành vò đầu bất đắc dĩ nói. Cho dù là giết người cũng có lý do của nó, rốt cuộc anh phạm phải sai lầm gì, mong bà xã bảo cho biết, sau này còn biết đường mà cố gắng. Anh không biết thật. Tào Thù Lê nhìn Hạ Tưởng tỏ vẻ nghi ngờ. Đương nhiên không biết. Bởi vì anh làm việc công luôn rất liêm khiết, vô cùng quy củ, không hề dễ phạm sai lầm. Hạ Tưởng tiếp tục kêu oan. Hừ, được rồi, tin tưởng anh một lần. Tào Thù Lê xoay người quay lại vào bếp, để lại cho Hạ Tưởng một bóng dáng yểu điệu thục nữ. Chị Liên hình như không nói cho anh, dạo này thường thích ăn chua, lại thích ăn cay, anh nói xem, chẳng lẽ là thai đôi. À, Hạ Tưởng bất chợt sững sờ, có lẽ nào. Liên Nhược Hạm thực sự mang thai. Vừa nghĩ đến việc lại làm cha, Hạ Tưởng không khỏi đau đầu thực sự, nhưng Tào Thù Lê hiển nhiên là không cùng tâm tư, cô vừa xào rau vừa nói. Đáng tiếc em không thể sinh thêm một đứa, nếu không em cũng sinh một bé gái, con gái là chi kỷ áo bông với em hơn là tiểu tử thối. Là phu nhân chính thức của Hạ Tưởng, Tào Thù Lê nếu lần nữa dễ bị người ta bàn tán. Nhưng tâm tư cô muốn con gái, Hạ Tưởng cũng không tán thành. Bởi vì theo hắn, từ khi cô bé Lê được gả cho hắn, dường như cho tới bây giờ không thấy cô thành chi kỷ áo bông với mẹ chồng, thậm chí áo may ô cũng không được. Liên Nhược Hạm biết rõ cần giải quyết cái thai, không nói cho hắn biết, cố ý giả bộ ngớ ngẩn, khiến cho Hạ Tưởng vô cùng tức giận, quyết tâm không chủ động liên lạc với Liên Nhược Hạm để trừng phạt. Tuy nhiên so với việc Liên Nhược Hạm mang thai, việc còn khiến hắn quan tâm hơn là mâu thuẫn giữa Đàm Quốc Thụy và Phó Tiên Phong rất phức tạp. Rất khó xử lý, hắn sở dĩ không đáp ứng Đàm Quốc Thụy, tất nhiên có đắn đo, là vì kế hoạch mai phục bước tiếp theo, cũng là vì liên lụy đến ích lợi khá sâu. Đồng thời Hạ Tưởng có phê bình khéo với Đàm Quốc Thụy, còn chưa chính thức nhậm chức, lại tạo ra tai họa ngầm trước mặt, thật sự là hành động không sáng suốt. Nhưng nghĩ lại, kỳ thực Đàm Quốc Thụy cũng là bất đắc dĩ. Nhưng sự tình luôn phải tìm ra một điểm đột phá thì mới thành. Không ngoài dự tính của Hạ Tưởng. Vừa mới ăn xong cơm chiều, Phó Tiên Phong đã gọi điện nói chuyện với hắn. Thế cục hiện tại tỉnh Tương, tuy rằng so với thời đại Diệp Thiên Nam thì vững vàng hơn nhiều, nhưng có mâu thuẫn giữa nhân vật số 1 và số 2 là tất nhiên. Hơn nữa bản thân Phó Tiên Phong lại không phải là người sẵn sàng vì cuộc sống người dân. Sau khi gần như tiếp nhận toàn bộ thế lực của Diệp Thiên Nam, Phó Tiên Phong hiện tại đã có phần đông người ủng hộ, có thể chống lại lực lượng của Trịnh Thịnh. Đương nhiên. Nếu anh ta còn có thêm Đàm Quốc Thụy ủng hộ, Phó Tiên Phong thậm chí sẽ hoàn toàn áp chế Trịnh Thịnh. Đàm Quốc Thụy hiển nhiên là cũng ý thức được điểm này, ông ta mới chủ động nói về tình nghĩa hợp tác với Phó Tiên Phong. Ông ta nghĩ ông ta biết rõ cách đối nhân xử thế của Phó Tiên Phong,
nhưng lại không biết những đề xuất của ông ta là những phương diện Phó Tiên Phong kiêng kỵ nhất, kết quả cuộc nói chuyện kết thúc không hề vui vẻ. Ban đêm ở Tương Giang, sự sầm uất mới bắt đầu, so sánh với thành phố phương Bắc vào đêm dòng người ngày càng thưa thớ, thành phố phía Nam vào đêm kinh tế vô cùng phát triển, rất nhiều đoạn đường sầm uất được coi là sức sống của bầu trời đêm. Nhớ tới thành phố Yến gần đây cũng đang rầm rộ mở điểm tăng trưởng kinh tế, cũng muốn bắt đầu từ kinh tế đêm. Ủy ban nhân dân thành phố cưỡng chế yêu cầu các chợ lớn kéo dài thời gian buôn bán, yêu cầu không được đóng cửa ngừng kinh doanh trước 10 giờ đêm, và còn kiến tạo một phố quán bar và phố buôn bán kinh tế đêm buôn bán trên phố. Điểm xuất phát của chính sách là tốt, chính quyền cũng có hành động thực tế, chủ động gánh vác phí điện dùng cho các chợ buôn bán ban đêm, nhưng bỏ qua một vấn đề căn bản nhất, cư dân thành thị phương Bắc không có thói quen ra phố vào ban đêm. Suy cho cùng, vẫn là khí hậu quyết định kinh tế ban đêm phương Bắc, mỗi khi vào thu, đêm lạnh như nước, ai chẳng muốn ở nhà ấm áp thoải mái, tránh đi ra đường bị gió lạnh thổi vào người. Huống chi sau khi vào đông, bên ngoài nước đóng thành băng, trong nhà ấm áp như mùa xuân, thì ai muốn bước chân ra ngoài. Phương Nam không thể so với phương Bắc, mùa đông phương Nam tuy rằng rét lạnh nhưng trong nhà không có hệ thống sưởi, vẫn lĩnh hội được không khí giá rét, bởi vậy ở trong nhà và bên ngoài đều lạnh như nhau. Bởi vậy cho dù là mùa đông, ban đêm thành thị phía Nam vẫn sầm uất như cũ. Ở phương Bắc, mùa đông, cho dù là thành phố Yến, sau khi qua 9 giờ, trên đường cái cơ bản là không thấy người đi đường. Đúng là vì vậy mà kinh tế đêm thành phố Yến tổ chức khá quy mô hoành tráng, chỉ tiếc không người ủng hộ, các chợ lớn kéo dài buôn bán, lượng tiêu thụ còn chưa đủ trả chi phí điện. Dĩ nhiên theo lâu dài mà nói, Ủy ban nhân dân thành phố muốn bồi dưỡng ý thức về kinh tế đêm cho người dân, nhưng thói quen khó sửa cũng như hai thành phố Chương Trình và Thiên Trạch, là hai thành phố cấp 3 rét lạnh nhất tỉnh Yến, một năm chỉ có gần nửa năm ấm, nói cách khác, quanh năm suốt tháng có một nửa thời gian là mùa đông, cho nên trong vài thập niên gần đây, vẫn luôn xếp hạng số 1 số 2 những thành phố cấp 3 lạc hậu, bần cùng nhất tỉnh Yến, cũng không trách là Chương Trình và Thiên Trạch cán bộ vô dụng. Nhân dân lười biếng. Nói đi cũng phải nói lại. Không phải do tính dân lười mà do ai ở cuộc sống thành thị rét lạnh vài năm cũng sẽ thành lười, mùa đông kéo dài, ai cũng thiếu động lực, ai cũng muốn ở nhà thoải mái mà không muốn đi ra ngoài làm việc. Từ tòa nhà người thân của ủy viên thường vụ đến trụ sở tỉnh ủy, chỉ mấy phút đồng hồ, Hạ Tưởng đi bộ như đi xe, cảm nhận được khí hậu ấm áp ở Tương Giang vẫn như cũ, tâm tư bỗng chốc phiêu về thành phố Yến. Sự khác biệt về khí hậu ở trình độ nhất định ảnh hưởng đến sự bất đồng về hình thức phát triển kinh tế. Không phải là sự thực con người tạo ra có khả năng thay đổi, trong quá trình thực hiện kinh tế đêm mạnh mẽ tại thành phố Yến, tỉnh ủy tỉnh Yến cũng ủng hộ nhiệt tình, trong đó Đàm Quốc Thụy chủ trì việc này. Kinh tế đêm vẫn chưa mang đến điểm sáng cho sự tăng trưởng kinh tế thành phố Yến, mà ngược lại, có mấy nhà đầu tư lớn đầu tư, dựng nên một quảng trường ngầm, một phố các quán rượu, một phố ẩm thực, VV, cuối cùng mất cả chỉ lẫn trài. Trong đó không ít nhà đầu tư là bằng hữu của Đàm Quốc Thụy. Đàm Quốc Thụy bị chuyển khỏi tỉnh Yến, những khảo lượng trên không phải không khiến ông ta thay đầu tư thất bại chịu tiếng xấu, đồng thời cũng là muốn làm nhạt sự kiện kinh tế đêm, nhưng Đàm Quốc Thụy không nghĩ như vậy, hơn nữa rất nhiều nhà đầu tư đều là những quan hệ do ông ta kéo tới từ thủ đô, vừa là quan hệ bằng hữu, lại là đồng minh lợi ích, ông ta không thể trơ mắt nhìn vốn đầu tư trôi nổi như vậy. Nhưng một khi ông ta rời khỏi tỉnh Yến, hiển nhiên người đi trà lạnh, ai sẽ là người giúp ông ta trong quan hệ đầu tư? Đàm Quốc Thụy không thể so với Hạ Tưởng, ông ta tại tỉnh Yến cũng không có nền móng, không thân thiết ai, nay còn chuyển đi, mất đi quyền lực, uy vọng lập tức bị đóng băng, sức ảnh hưởng không còn sót lại chút gì. Bởi vậy Đàm Quốc Thụy quyết định đem bộ phận quan hệ đến tỉnh Tương, tiếp tục đầu tư vào kinh tế đêm, tốt xấu gì ông ta cũng là phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tương, so với phó chủ tịch thường trực tỉnh Yến thì xếp hạng phải cao hơn rất nhiều. Đường đường là nhân vật số 3 tỉnh Tương, còn không thể tự ý quyết định vài cái dự án hay sao? Phó bí thư tuy rằng xếp hạng cao hơn phó chủ tịch thường trực, nhưng dù sao không phải người quản lý chính mọi sự vụ, tất cả công việc đầu tư đều từ phương diện chính quyền mà quyết định, ông ta không thể vi phạm, nhất định phải thảo luận cùng Phó Tiên Phong. Ông ta tưởng rằng lấy thành tâm có thể đổi lấy nhiệt tâm của Phó Tiên Phong, không hề nghĩ, Phó Tiên Phong đối với đề nghị của ông ta chẳng những lãnh đạm mà còn tuyệt đối không quan tâm. Thậm chí ông ta đề xuất tiến thêm một bước trong hợp tác, y còn không kiên nhẫn ngắt lời và bất lịch sự dừng lại cuộc nói chuyện.
khiến cho Đàm Quốc Thụy cảm thấy mất mát và cho rằng Phó Tiên Phong bỏ qua chính là muốn chèn ép ông ta. Nhưng Phó Tiên Phong ở tỉnh Tương chẳng những thế lực đã thâm căn cố đế, nói cho cùng anh ta còn là nhân vật số 2, Đàm Quốc Thụy mới đến, chỉ có thể cúi đầu, tuy rằng không cam lòng nhưng cũng bất đắc dĩ, tình thế mạnh hơn người, cuộc hội đàm trực tiếp với Phó Tiên Phong đã hỏng, ông ta đành phải bỏ gần tìm xa, tìm đến Hạ Tưởng mượn đường. Lại cũng thật không ngờ, Hạ Tưởng cũng lập lờ, thái độ không rõ ràng. Đàm Quốc Thụy nghĩ rằng Hạ Tưởng trong nháy mắt là quên chỗ tốt của ông ta, lại không biết Hạ Tưởng kỳ thật là kế hoãn binh thôi, hơn nữa Hạ Tưởng so với Đàm Quốc Thụy thì hiểu biết Phó Tiên Phong hơn, càng rõ ràng nguyên nhân Đàm Quốc Thụy chọc giận Phó Tiên Phong. Sắc đêm rất đẹp, người đi đường rất nhiều, khi Hạ Tưởng không vội vàng không hấp tấp đi đến trụ sở tỉnh ủy, cách thời gian Phó Tiên Phong gọi điện đến đã trôi qua nhiều giờ. Không phải hắn cố ý kéo dài, mà là hắn có một cuộc điện thoại muốn gọi. Gọi câu Phó Tiên Tiên. Ở hội nghị thành viên tổ chức kinh tế, Phó Tiên Tiên vốn cũng muốn tham gia, nhưng nhất thời có việc không đến được. Phó Tiên Tiên lại gọi điên đến, đề xuất Hạ Tưởng phải tham dự cuộc hội nghị này. Kỳ thật trong thiết tưởng ban đầu của Hạ Tưởng, Phó Tiên Tiên cũng có một vị trí nhỏ nhoi, nhưng suy xét đến nhân tố không quyết định của kế hoạch kinh tế, có hy vọng kiếm tiền, thì có khả năng thua lỗ. Liên tưởng đến Phó Tiên Phong có tính cách chỉ cho phép thắng không được bại, hắn đã tính lựa lời khuyên bảo Phó Tiên Tiên trước mắt an tâm làm tốt kinh doanh nhà họ Phó, đợi sau khi việc kinh doanh của nhà họ Phó trong tay cô đi vào quỹ đạo, thì trở ra tung hoành thiên hạ cũng không muộn. Phó Tiên Tiên không đồng ý, nói việc kinh doanh của cô ở Tần Đường đã hoàn toàn có thể buông tay, cô chuẩn bị lấy tiền riêng của mình để ra ngoài tung hoành thiên hạ, muốn đánh tiếp ra giang sơn rộng lớn, lời nói rất hung hồn, nhưng Hạ Tưởng biết rằng, Phó Tiên Tiên cũng có đầu óc buôn bán bao nhiêu, cũng giống như Vệ Tân, phỏng chừng làm chút kinh doanh sơ cấp còn thành, chứ buôn bán cao cấp hoạt động rất phức tạp, tính cách Phó Tiên Tiên tùy hứng cũng không thích hợp. Nhưng lúc đó Phó Tiên Tiên lại đồng thời nói cho hắn biết, nhà họ Phó chuẩn bị tiến quân vào tỉnh Tương với quy mô lớn, phải khai thác một mảnh đất rộng lớn ở tỉnh Tương. Việc nhà họ Phó muốn tiến quân vào tỉnh Tương hoàn toàn nằm trong dự tính của Hạ Tưởng, Phó Tiên Phong làm chủ tịch tỉnh ở tỉnh Tương. Dự kiến sau khi mãn nhiệm sẽ có khả năng được tiếp nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy, nói cho cùng Phó Tiên Phong sẽ ở tỉnh Tương ít nhất là 6 năm. 6 năm ở đây, cũng đủ để nhà họ Phó làm việc lớn ở tỉnh Tương, huống chi là một trong những nhân vật đại biểu cho thế lực gia tộc. Phó Tiên Phong rất giỏi về đầu cơ, sẽ không bỏ qua bất luận là cái gì, có thể đoán được tỉnh Tương cho đến một thời gian dài sau này, sẽ trở thành một trong những căn cứ địa của nhà họ Phó. Đến lúc này, sau khi tiếp chuyện điện thoại với Phó Tiên Tiên, Hạ Tưởng đã hoàn toàn có chủ ý, hắn phải bắt tay vào giải quyết xung đột nảy sinh giữa Phó Tiên Phong và Đàm Quốc Thụy, không để tỉnh Tương lại lần nữa lâm vào tình trạng lục đục chính trị, cũng coi như hắn đã đến tỉnh Tương một thời gian, cũng nên có chút cống hiến cho tỉnh Tương. Cửa văn phòng Phó Tiên Phong mở rộng ra, Hạ Tưởng không cần gõ cửa liền rảo bước tiến đến, Phó Tiên Phong đang cúi đầu lật xem văn kiện, thấy Hạ Tưởng liền đứng dậy đón chào. Chủ nhiệm Hạ đột nhiên đến đây, có phải có chuyện muốn nói? Phó Tiên Phong trên mặt có ẩn chút tức giận. Hạ Tưởng biết rằng Phó Tiên Phong tức giận không phải vì hắn, xua tay nói. Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là tôi vừa nhận được điện thoại của Tiên Tiên, cô ấy nói muốn tự mình tung hoành thiên hạ, tôi liền khuyên cô ấy vài câu. Muốn làm loạn sao, Tiên Tiên tuổi cũng không nhỏ, nhưng chung quy cũng không lớn hơn ai. Còn tưởng rằng đem việc kinh doanh của gia tộc giao cho thì có thể yên tâm nhưng hiện tại xem ra từ nhỏ đến khi trưởng thành cũng không làm cho người ta bớt lo. Phó Tiên Phong cảm thán một câu, rồi lắc lắc đầu, ra hiệu cho Hạ Tưởng ngồi xuống. Hạ Tưởng cũng không tiếp tục theo những lời Phó Tiên Phong nói, lập tức chuyển hướng đề tài. Việc sắp xếp chức vụ của ba đồng chí Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ và Bành Dũng, Chủ tịch tỉnh Phó còn có tinh thần chỉ thị gì không? Trong ba người, hai bí thư thành ủy, một phó thị trưởng thường trực, việc này lúc trước đã trưng cầu sự đồng ý của Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng lúc này đề cập lại một chút, cũng là bởi vì việc nhậm chức Đàm Quốc Thụy, đã thêm vào biến số. Kỳ thật nói đến vị trí của ba người Chu Duệ Nhạc, coi như là được lợi ích từ Diệp Thiên Nam, sau một loạt điều chỉnh nhân sự, thay đổi một vài vị trí, vốn là chuẩn bị chờ Diệp Thiên Nam đề cử, nhưng Diệp Thiên Nam lại ra đi vội vàng, không kịp nhắc đến người có triển vọng. Vì thế việc này phải để Hạ Tưởng ra tay. Thấy Hạ Tưởng nhắc lại chuyện xưa, Phó Tiên Phong nhướng lông mày lên. Tôi và Bí Thư Trịnh cũng đã nói chuyện, ý kiến cơ bản thống nhất, tôi khẳng định sẽ không ngăn trở.
sực nhớ ra điều gì, anh ta bất chợt sửng sốt. Chẳng lẽ Đàm Quốc Thụy có ý kiến khác? Bỗng nhiên Phó Tiên Phong tức giận, đập bàn đứng lên. Đàm Quốc Thụy thật là thái quá, vừa đến tỉnh Tương đã nói chuyện điều kiện với tôi, không ngờ, còn muốn nhằm vào đề danh nhân sự của cậu kiếm chuyện, thật đúng là tự đem mình ra làm đồ ăn. Nhưng mặc kệ Phó Tiên Phong có thừa nhận Đàm Quốc Thụy là một mâm đồ ăn hay không, thân là Phó Bí Thư tỉnh ủy, Đàm Quốc Thụy cũng có đủ quyền phát ngôn, phải là một mâm đồ ăn. Nhưng Hạ Tưởng không tức giận, ngược lại mỉm cười, bởi vì mục đích đầu tiên của hắn đã đạt được. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Hạ Tưởng quả thật nợ Đàm Quốc Thụy một ân tình, nhất định phải trả lại. Nếu nghĩ sâu xa mà nói, đề xuất của Đàm Quốc Thụy và điều kiện trao đổi của Phó Tiên Phong cũng quả thật rất có thành ý. Công bằng mà nói, thực ra Đàm Quốc Thụy để người quen của y đến Tương Giang đầu tư, khiến cho chính quyền tỉnh mở cửa tạo điều kiện thuận lợi. Cũng không tính đến lợi ích nhanh chóng ngay trước mắt, là hành động rất bình thường. Hơn nữa lấy thân phận Phó Bí Thư tỉnh ủy của hắn mà đề xuất, Phó Tiên Phong nhất định phải nể mặt. Bởi vậy Hạ Tưởng hiểu rất rõ rằng, vấn đề căn bản giữa Phó Tiên Phong và Đàm Quốc Thụy kỳ thực ở phía Phó Tiên Phong, không phải phía Đàm Quốc Thụy. Chẳng qua Đàm Quốc Thụy trước đó không thăm dò ý kiến của Phó Tiên Phong đã liều lĩnh đưa ra điều kiện, làm cho Phó Tiên Phong hiểu lầm Đàm Quốc Thụy cố ý gây sự trước. Bởi vì nhà họ Phó chuẩn bị tiến quân ồ ạt vào Tương Giang. Lãnh đạo cũng đã muốn bỏ vốn đầu tư vào các dự án kinh tế đêm. Đề nghị của Đàm Quốc Thụy lại nảy sinh mâu thuẫn với kế hoạch của Phó Tiên Phong, Phó Tiên Phong vui vẻ mới là lạ. Xem ra phía Phó Tiên Phong, thậm chí sẽ hoài nghi Đàm Quốc Thụy là cố ý lừa bịp y. Muốn cướp thịt từ trong miệng hổ. Với tính cách hoài nghi cùng cực hết thảy của Phó Tiên Phong, tất nhiên sẽ coi Đàm Quốc Thụy là đối thủ. Tất nhiên, với cơ sở của Đàm Quốc Thụy ở tỉnh Tương, chắc chắn sẽ không vừa lên nhậm chức liền liều lĩnh ngang ngược cản trở việc đề cử người của Hạ Tưởng. Ba người Chu Duệ Nhạc bổ nhiệm, không ngoài dự kiến còn có thể thuận lợi thông qua. Nhưng có hai nguyên nhân không thể không khiến Hạ Tưởng phải ra tay hóa giải tai họa ngầm giữa Đàm Quốc Thụy và Phó Tiên Phong. Thứ nhất, hắn nợ Đàm Quốc Thụy một ân tình, không trả cũng không được. Hắn không phải người có tính cách lúc cần thì quan tâm, lúc không cần thì mặc kệ. Thứ hai, trước khi rời khỏi tỉnh Tương, hắn hy vọng cố gắng tận hết khả năng vì ổn định và hài hòa cục diện chính trị tỉnh Tương. Trải qua sự kiện cầu đường tỉnh Tương và sau cơn bão táp mục nát hai thành phố Thần Đông, Hoài Dương, tỉnh Tương hiện tại rất cần một môi trường phát triển ổn định. Nếu như Đàm Quốc Thụy và Phó Tiên Phong lại tiếp tục xung đột tai họa ngầm, về sau nói không chừng còn có thể lại tiếp tục tái diễn cảnh khốn khổ mạnh ai nấy làm năm xưa. Cũng sắp đến đã hết hắm rồi, Tết cũng không còn xa nữa. Nếu không ngoài dự kiến, sang năm sẽ là năm điều chỉnh cán bộ cấp tỉnh rất nhiều. Vì nhiệm kỳ mới của năm sau tạo một cơ sở tốt, mở ra bố cục 10 năm sắp tới. Nếu đúng như dự đoán của hắn, đầu năm sau, muộn nhất là đến tháng 5, hắn sẽ rời khỏi tỉnh Tương. Chỗ kế tiếp của hắn chắc chắn là kết quả do Tổng Bí Thư tỉ mỉ sắp xếp. Bởi vì con đường địa phương mà hắn phải đi chỉ còn mấy năm, chức vụ đảm nhiệm tiếp theo là rất quan trọng trước khi bước đến Bộ Chính trị. Nơi đi đến nhậm chức tiếp theo, nhất định phải có nắm được chiến tích. Có lẽ hắn đóng góp cho tỉnh Tương cũng không ít, ít nhất có hơn 10 tham quan cấp sở bị hắn bắn dụng mũ quan. Quét sạch không khí quan trường tỉnh Tương, nhưng đồng thời cũng vì sự kiện Diệp Thiên Nam càng chọc giận thêm nhân vật sau màn. Với tư cách là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, Hạ Tưởng vẫn để lại cho tỉnh Tương không nhiều lắm, không có khả năng lại có một hồi gió lốc chống tham nhũng lại nổi lên nữa. Như vậy vừa hay mượn sự kiện xung đột của Phó Tiên Phong và Đàm Quốc Thụy, hắn phải lưu lại cho tỉnh Tương ít nhất một vẻ ngoài coi như cục diện chung sống hòa bình. Nếu muốn nói có hy vọng cá nhân gì lớn, Hạ Tưởng đương nhiên không hy vọng sau này khi Đàm Quốc Thụy đứng vững ở tỉnh Tương, sẽ chèn ép những người thân cận của hắn. Cho dù có Phó Tiên Phong ở đó, nhưng vẫn là ít nhiều lấy an toàn cho thỏa đáng. Nguồn gốc sự việc ở phía Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng có niềm tin có thể thuyết phục được Phó Tiên Phong, cũng đã nghĩ ra cách làm thế nào để tặng cho Đàm Quốc Thụy một bất ngờ. Sở dĩ ngay từ đầu không đồng ý với Đàm Quốc Thụy, cũng là muốn trước áp chế sau nới lỏng, cũng để dễ thu được hiệu quả mà hắn mong muốn. Trong chính trị phải có sự kết hợp thủ đoạn hư và thực. Để sau khi hắn rời đi thế cục tỉnh Tương vững vàng, và cũng để tạo cho những người thân cận của hắn một môi trường phát triển thật tốt, hắn chẳng những phải giải quyết suôn sẻ mâu thuẫn giữa Đàm Quốc Thụy và Phó Tiên Phong, còn muốn giữa Phó Tiên Phong và Đàm Quốc Thụy mọi việc đều thuận lợi. Mọi việc đều thuận lợi không phải lợi dụng,
là vì bảo vệ sự cân bằng ở tỉnh Tương, cũng là vì suy nghĩ cho lợi ích song hành của hai bên thành viên tổ chức chính trị và kinh tế. Nếu Hạ Tưởng không trả lời Phó Tiên Phong, mà là nói về phương diện kinh tế của Tương Giang, từ kinh tế thành phố Yến đang bị đình trệ tới kinh tế phồn vinh của Tương Giang. Đồng thời thông qua một loạt so sánh, cũng đạt được một kết luận. Cho dù là nơi Bắc Kinh phồn thịnh, kinh tế về đêm so ra vẫn còn kém Tương Giang xa. Nguyên nhân chính vẫn là khí hậu hình thành nên quan niệm. Bởi vậy, nhà đầu tư phương Bắc tiến đến phía Nam. Muốn bắt tay vào nền kinh tế về đêm, đều không phải là hành động sáng suốt. Bởi vì đầu tư có phiêu lưu, phải bắt đầu với những ngành sản xuất mình quen thuộc, mới là hành động chắc chắn. Không giấu gì Chủ tịch tỉnh Phó, có mấy người quen của tôi cũng muốn tới Tương Giang bỏ vốn đầu tư kinh tế đêm. Tưởng rằng có thể từ thất bại ở thành phố Yến tổng kết ra bài học kinh nghiệm, vừa đến Tương Giang liền có thể kiếm được mối lợi lớn ngay lập tức. Tôi đã suy xét thận trọng, tán thành việc bọn họ đến tỉnh Tương phát triển, nhưng không đồng ý bọn họ đầu tư kinh tế đêm. Phó Tiên Phong biết Hạ Tưởng rất có đầu óc thương mại, đối với tầm nhìn kinh tế có chỗ rất độc đáo. Hạ Tưởng vừa nói, y lập tức cảm thấy rất hứng thú. Nói như vậy, nhà họ Phó đến Tương Giang đầu tư kinh tế đêm, cũng sẽ rất phiêu lưu. Cũng không chắc, nếu như nhà họ Phó có thiên tài buôn bán có thể hiểu rõ thị trường. Hơn nữa nắm chính xác mạch thị trường, thì sẽ có thêm 3 phần may mắn. Nói không chừng cũng có thể kiếm lời lớn. Hạ Tưởng cười bí hiểm, cứ dùng kế lạt mềm buộc chặt, hắn không muốn để Phó Tiên Phong biết thực ra hắn là vì Đàm Quốc Thụy mà giải đường, là muốn để Phó Tiên Phong nhượng bộ. Phó Tiên Phong sau khi đã từng hợp tác nhiều lần cùng Hạ Tưởng, cảm nhận thật sâu sắc ở Hạ Tưởng luôn có quan điểm thương mại độc đáo và có thể nắm chắc năng lực thị trường chuẩn xác. Y vốn ý chí mạnh mẽ hừng hực muốn nhà họ Phó đến Tương Giang, lấy kinh tế về đêm làm điểm bắt đầu để mở rộng quy mô. Nhưng lời nói của Hạ Tưởng khiến niềm tin của y bị lung lay. Tổ chức kinh tế của anh tới tỉnh Tương dự định đầu tư vào ngành sản xuất nào? Phó Tiên Phong áp dụng sách lược vu hồi, không tiện nói thẳng ra suy nghĩ của mình, liền nói bóng gió. Hạ Tưởng thấy Phó Tiên Phong dao động, kín đáo mỉm cười. Phải căn cứ vào tình hình kinh tế địa phương rồi mới tiến tới nghiên cứu phân tích. Chuẩn bị cụ thể bước chân vào ngành sản xuất nào, tôi cũng không có can thiệp quá nhiều. Tuy nhiên, cố tình tạm dừng một lát, thấy Phó Tiên Phong vểnh lỗ tai lên, liền thắt nút. Qua vài ngày nữa các thành viên kinh tế sẽ tới Tương Giang khảo sát thực tế. Đến lúc đó không thể quên báo cáo công việc với Chủ tịch tỉnh Phó. Phó Tiên Phong cười ha hả. Đúng là chuyện tốt, có đầu tư đương nhiên là chào mừng. Tiên Tiên hình như cũng muốn đến. Mang Phó Tiên Phong buộc vào chiến xa kinh tế, là con đường hợp tác ổn thỏa nhất. Nó muốn làm rầm rộ, mặc kệ nó, để nó đi cùng với một vài thành viên kinh tế của tôi, có lẽ không thể kiếm được một món lời lớn, nhưng ít ra cũng có thể cam đoan nó không mất tiền. Phó Tiên Phong mỉm cười hài lòng, vốn giữa y và Hạ Tưởng đã vô cùng quen thuộc, bình thường trừ những trường hợp không chính thức, bắt tay hay lễ tiết gì gì đó đều miễn hết. Tuy nhiên hôm nay lại chủ động nắm tay Hạ Tưởng. Chủ nhiệm Hạ, có lòng rồi. Một từ hai ý nghĩa. Đã nói Hạ Tưởng với việc đầu tư kinh tế đêm của nhà họ Phó là có lòng, lại vừa nói chú ý có lòng với Phó Tiên Tiên. Hạ Tưởng cũng liền thản nhiên nhận, dường như không có một chút tư lợi nào vậy. Không có cách nào khác, trong chính trị, có lúc thật đúng là phải dụng tâm suy nghĩ. Cho dù đối phương là đồng minh, nhưng đối với Phó Tiên Phong mà nói, tuy là đồng minh cũng là một đồng minh cần phải đề phòng. Thứ hai, chính thức đi làm. Mọi thứ như cũ, rộn ràng nhốn nháo. Quét dọn vệ sinh, gặp mặt thăm hỏi, lại trở về sự bận rộn và trong quỹ đạo bình thường. Đối với đại bộ phận người trong cơ quan tỉnh ủy mà nói, thời gian sau Quốc Khánh vẫn như cũ. Không có nhiều thay đổi lớn, nhưng đối với cấp cao tỉnh ủy mà nói, một hồi điều chỉnh nhân sự từ trên xuống là lại một lần giật mở màn. Chiếc xe số 8, Đàm Quốc Thụy cùng đi ngay với lãnh đạo đạo ban tổ chức trung ương, chính thức đến tỉnh Tương nhậm chức. Với bí thư tỉnh ủy Trịnh Thịnh, Chủ tịch tỉnh Phó Tiên Phong dẫn đầu toàn thể ủy viên thường vụ xếp hàng nghênh đón, nghi lễ trọng thể mà sôi nổi. Buổi tối, tỉnh ủy tỉnh Tương tiến hành dạ tiệc long trọng chào đón Đàm Quốc Thụy đến nhậm chức. Trong bữa tiệc, không khí hòa thuận, dàn nhạc sôi nổi, Đàm Quốc Thụy tâm trạng rất vui vẻ, cùng mọi người liên tiếp cụng ly. Càng làm cho người ta chú ý chính là, Đàm Quốc Thụy và Hạ Tưởng uống liền ba chén, còn thì thầm vài câu.
hai người dường như nói tới đề tài gì đó rất vui vẻ, tươi cười kín đáo mà khó hiểu. Không ít người đều nhìn ra, trong dáng tươi cười của Đàm Quốc Thụy đối với Hạ Tưởng rất có ý cảm ơn. Đúng vậy, Hạ Tưởng giúp gã giải quyết một vấn đề nan giải lớn bằng trời, gã có thể không cảm kích Hạ Tưởng. Vốn tưởng rằng Hạ Tưởng cũng không để ý tới việc gã xin giúp đỡ, không ngờ chỉ vừa lên đảm nhiệm chức vụ đã đưa lại cho gã một niềm vui bất ngờ thật lớn. Phó Tiên Phong chẳng những phục tùng, lập trường của Phó Tiên Phong còn mềm đi, tỏ ý đồng ý cho người thân cận của y tiến tới Tương Giang đầu tư, hơn nữa còn mở rộng cửa chào đón. Đàm Quốc Thụy sao không biết là mưu tính sau lưng của Hạ Tưởng. Bất mãn và suy đoán ban đầu đối với Hạ Tưởng toàn bộ đã tan thành mây khói. Thay vào đó toàn bộ là biết ơn và khâm phục, bởi vì Hạ Tưởng đem sự việc xử lý rất khéo léo, làm cho Phó Tiên Phong và gã đều không mất mặt. Cũng để cho tâm tình của Đàm Quốc Thụy ban đầu uể oải đến tỉnh tương đã bừng sáng hơn. Khiến thái độ của gã đối với Hạ Tưởng quay ngược 180 độ. Cho là trước kia lúc ở tỉnh Yến đối với Hạ Tưởng rất soi mói rất hà khắc một chút. Kỳ thực ra con người Hạ Tưởng thật đúng là không tồi, là một người đáng giá để kết bạn. Đàm Quốc Thụy nhậm chức, tình hình tỉnh tương chính thức bước vào thời kỳ hoàn toàn mới. Bước tiếp theo, chính là do Hạ Tưởng phía sau màn thúc đẩy. Những cán bộ ở nơi khác cùng đến tham dự một buổi thảo luận về việc nhậm chức do ban tổ chức cán bộ thảo tiến hành. Nhưng trước khi tiến hành thảo luận cuối cùng về việc bổ nhiệm của ba người Chu Duệ Nhạc, ngày mùng 9, ở Bắc Kinh sẽ triệu tập một hội nghị toàn bộ, trong cuộc họp sẽ chính thức tuyên bố Cổ Thu Thật vào cục. Mà Cổ Thu Thật vào cục, một loạt sự điều chỉnh của các cán bộ viên chức cấp tỉnh, lại lần nữa giật màn mở đầu. Không ngoài dự đoán chính là, hội nghị toàn bộ đã triệu tập thực sự thành công, thật chu đáo. Mặc dù trước đó đã có không ít lời đồn rằng Cổ Thu Thật có triển vọng là trường hợp đặc biệt trong vài thập niên đời sống chính trị sẽ tiến vào bộ chính trị. Nhưng chưa tuyên bố trước, tất cả cũng chỉ có thể là suy đoán. Hội nghị chấm dứt là lúc Trung ương chính thức thông báo, đồng chí Cổ Thu Thật bổ sung làm ủy viên Trung ương Bộ Chính trị. Trải qua mấy tháng đấu đá sau hậu đài, trải qua vô số bàn tay dày công vận động thúc đẩy, thậm chí còn có Hạ Tưởng dồn hết sức mình dựa thế mượn lực. Rốt cục, Cổ Thu Thật đã danh chính ngôn thuận mà tiến vào Bộ Chính trị. Là vì Tổng Bí thư trong chính trị trong nước, một lần thắng lợi có biểu tượng giá trị và ảnh hưởng sâu sắc lớn lao. Một tuần sau, Trung ương lại tuyên bố, đồng chí Cổ Thu Thật không giữ chức Bí thư tỉnh ủy Hắc Liêu nữa. Ủy viên thường vụ, ủy viên chức vụ, bổ nhiệm đồng chí Tào Vĩnh Quốc làm ủy viên tỉnh ủy Hắc Liêu, ủy viên thường vụ. Đồng chí Hồ Tăng Chu làm ủy viên tỉnh ủy tỉnh Tây, ủy viên thường vụ. Phó Bí thư, quyền chủ tịch tỉnh. Dường như tất cả đều thuận lợi, nhưng sau đó thấy sự tình tỉnh Ninh và tỉnh Thiểm đề cử nhân sự, có liên quan tới việc bổ nhiệm Tôn Tập Dân, xuất hiện một bất ngờ ngoài ý muốn. Hơn nữa gián tiếp mang đến ảnh hưởng không nhỏ đối với bước tiếp theo của Hạ Tưởng. Vốn dĩ hai cái vị trí vàng chủ tịch tỉnh của tỉnh Ninh và tỉnh Thiểm, một trong số đó là để dành cho Diệp Thiên Nam. Kết quả Diệp Thiên Nam việc sắp thành lại hỏng, kết cục buồn bã. Căn cứ vào suy nghĩ đã sớm định ra từ trước, đề cử Kiều Thanh Văn làm chủ tịch tỉnh tỉnh Ninh, đề cử Tôn Tập Dân làm chủ tịch tỉnh Thiểm. Kế hoạch đã định ngay lúc đó là vì để ứng phó với khả năng Diệp Thiên Nam có thể được đề cử, nhưng Diệp Thiên Nam đã trở thành quá khứ rồi. Tuy nhiên dựa vào nguyên tắc cân bằng, cùng với việc sau khi đã tổng hợp ý kiến mọi nơi, ban tổ chức cán bộ Trung ương vẫn đề cử Kiều Thanh Văn và Tôn Tập Dân. Vốn tưởng rằng việc bổ nhiệm Kiều Thanh Văn sẽ gặp phải lực cản. Tôn Tập Dân là ứng cử viên được thế lực phản đối gắng sức nâng đỡ. Nhưng khiến cho mọi người khó hiểu chính là đề cử Kiều Thanh Văn đối phương không có bất kỳ ý kiến phản đối gì. Ngược lại đề cử Tôn Tập Dân nhóm Bình Dân và nhóm đối lập đều phản đối. Chỉ là phản đối thì thôi, Tôn Tập Dân lại chủ động đề xuất với ban tổ chức cán bộ Trung ương rằng bản thân kinh nghiệm lý lịch không đủ, không phù hợp điều kiện đề bạt. Xin ban tổ chức cán bộ Trung ương bỏ đề cử. Chuyện kỳ lạ. Nếu đổi lại là người khác có lẽ Ngô Tài Dương cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng đây là Tôn Tập Dân chủ động khước từ, thì không thể không làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Bởi vì Tôn Tập Dân đang đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh tại tỉnh Yến, tự nhận từ chức, trên mình có vết nhơ chính trị. Tuy là sự việc đã qua hơn 2 năm, nhưng nói chung nếu Tôn Tập Dân lại vùng lên, thì cũng cần có một giai đoạn quá độ. Trên cơ bản sẽ đảm nhiệm chức vụ một thời gian ở vị trí quan trọng ở văn phòng quốc gia ít bị công chúng chú ý. Dù sao cấp bậc và đãi ngộ đều có, nhưng thanh danh không có, quyền lực vừa phải, rời xa truyền thông.
nhưng trước mắt lại là cơ hội đảm nhiệm chức vụ chủ tịch của một tỉnh, không thể nói có một không hai, nhưng cũng là cơ hội ít thấy. Tôn Tập Dân bất ngờ khéo léo khước từ, khẳng định không phải đức tính cao thượng, lại càng không phải là mang lòng áy náy mà rất có khả năng là có dụng ý sâu xa hơn. Nhưng rốt cuộc là dụng ý gì, Ngô Tài Dương đương nhiên không thể tưởng tượng được. Dù sao Tôn Tập Dân và y không phải cùng một nhóm. Nhưng y biết, chỉ sợ là nhóm Bình Dân và nhóm đối lập cùng vận động có kết quả, mục đích này chẳng những không vì suy tính lâu dài, cũng vì đẩy ra một ứng cử viên khác thay đề cử Tôn Tập Dân. Quả nhiên không lâu sau, tân ứng cử viên ra sân khấu, khiến tất cả mọi người giật mình không ít, chính là Hạ Tưởng. 24 tiết trời đương nhiên là tham chiếu theo khu vực Trung Nguyên mà đặt ra, đối với Tương Giang mà nói cũng không thích hợp. Mùa thu ở Tương Giang, tuy có hơi một chút tiết thu, nhưng cũng không có không khí sảng khoái và mát mẻ của trời cuối thu. Cũng may khả năng thích ứng của Hạ Tưởng rất cao. Đương nhiên hắn cần thích ứng không phải là thời tiết, mà là môi trường chính trị. Môi trường chính trị tỉnh Tương, Hạ Tưởng đã hoàn toàn thích ứng, hơn nữa còn ứng phó thành thạo. Đàm Quốc Thụy nhậm chức, dưới sự khéo léo sắp đặt điều khiển của hắn, hóa giải được mâu thuẫn vô hình ẩn bên trong. Sau đó Hạ Tưởng còn ở giữa làm trung gian giới thiệu, để Đàm Quốc Thụy hướng về phía Phó Tiên Phong mà bày tỏ rõ lòng cảm ơn và thành ý. Phó Tiên Phong được Hạ Tưởng ngầm thúc đẩy và tác động ảnh hưởng, đối với Đàm Quốc Thụy ấn tượng cũng vì thế mà thay đổi hẳn. Việc bổ nhiệm nhân sự của Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ và Bành Dũng đã được lên lịch trình. Sau đó, trưởng ban tổ chức cán bộ Lương Hạ Ninh trưng cầu ý kiến Hạ Tưởng, bước đầu định ra Chu Duệ Nhạc đảm nhiệm chức thành ủy Võ Châu. Trần Thiên Vũ đảm nhiệm chức thành ủy Nhạn Thành, Bành Dũng đảm nhiệm phó thị trưởng thường trực thành phố Ba Lăng. Ba Lăng, Võ Châu và Nhạn Thành là ba thành phố xếp hạng thứ hai, thứ ba và thứ tư về tỷ trọng kinh tế ở tỉnh Tương. Có thể nói là tất cả đều là thành phố cấp 3 này đều có nền kinh tế phát đạt. Vị trí rất tốt, cũng là cơ hội tốt. Thành ủy các thành phố cấp 3 kể trên không phải tuyên chuyển công tác thì cũng là hết nhiệm kỳ, vừa may cho việc của Hạ Tưởng được thuận tiện. Cũng là Hạ Tưởng sau một năm đến tỉnh Tương, lần đầu tiên bổ nhiệm người thân cận của mình đến thành phố cấp 3 nhậm chức. Đồng thời đề cử Tăng Trác đảm nhiệm chức phó thị trưởng thành phố Võ Châu. Bởi vậy, Tăng Trác bước một bước quan trọng. Xuống đến thành phố cấp 3 từ đây trời cao biển rộng, mặc gã bay cao. Hạ Tưởng không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì ngồi ngay vào mấy vị trí then chốt. Không tránh khỏi có người mắt long lên, có người không phục. Người nào khác trước tiên không nói, Trịnh Hải Kỳ chính là một trong số đó. Hạ Tưởng cũng dự liệu là sẽ có lực cản nhất định. Không có lực cản mới không bình thường, có lực cản mới là trạng thái bình thường của quan trường. Dù sao vị trí thì có hạn. Vị trí tốt lại rất thưa thớt. Nhưng làm sao cũng thật không ngờ người đầu tiên đứng ra phản đối lại là Trịnh Hải Kỳ. Trịnh Hải Kỳ rốt cục là xuất phát từ tâm lý gì mà phản đối đề cử của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không thể hiểu hết, nhưng xét thấy giữa Trịnh Hải Kỳ và Trịnh Thịnh có quan hệ chặt chẽ, ý kiến phản đối của Trịnh Hải Kỳ vẫn là bắt đầu có tác dụng nhất định rồi. Ít nhất thái độ kiên định ủng hộ của Trịnh Thịnh, ít nhiều đã hơi lung lay. Văn phòng tỉnh ủy Đồng Phàm sau khi rót một chén trà nóng, nhẹ nhàng mang ra ngoài cửa. Trịnh Hải Kỳ cũng không biết là thực sự khát nước, hay là muốn làm ẩm cổ họng, bưng trà uống một ngụm. Anh Trịnh, lòng ham muốn của Hạ Tưởng có hơi quá lớn một chút. Trịnh Hải Kỳ buông chén trà, vẻ mặt ưu tư. Bỗng chốc nắm lấy hai vị trí thành ủy của hai thành phố cấp 3 phát triển. Sẽ làm lãnh đạo tỉnh ủy khác nghĩ như thế nào? Ngược lại không phải nói Chu Duệ Nhạc và Trần Thiên Vũ đảm nhiệm thì kinh nghiệm lý lịch không đủ, mà bọn họ lại chiếm giữ hai vị trí tốt nhất, khó để kẻ dưới phục tùng. Chu Duệ Nhạc và Trần Thiên Vũ lại không có chiến tích rạng rỡ gì. Thấy ánh mắt Trịnh Thịnh nhảy lên, đã có ý giao rộng, Trịnh Hải Kỳ liền tiếp tục châm lửa. Nếu anh Trịnh không có một chút ý kiến phản đối nào, sẽ làm cho các lãnh đạo tỉnh ủy khác nghĩ rằng anh rất nhượng bộ. Trịnh Thịnh rốt cục phất phất tay cắt ngang lời nói của Trịnh Hải Kỳ. Hải Kỳ, nói ít đi vài câu, Hạ Tưởng vì tỉnh Tương làm được rất nhiều cống hiến to lớn. Yêu cầu của hắn cũng không quá phận sự, đáng để tỉnh ủy chiếu cố thỏa đáng. Lời nói tuy như thế, nhưng đó không phải là lời phê bình. Biết rõ tính Trịnh Thịnh, Trịnh Hải Kỳ trong lòng hiểu được Trịnh Thịnh đã dao động. Sau đó khi ban tổ chức cán bộ đệ trình phương án nhân sự nộp cho Trịnh Thịnh xem trước, Trịnh Thịnh từ chối cho ý kiến mà đè ép xuống, kéo dài 3 ngày. Lúc này, ban tổ chức cán bộ trung ương đã phê chuẩn,
đã chuyển đến quy trình ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tỉnh Tương trả lời. Phía tỉnh Tương nhất định phải đưa ra câu trả lời chính thức cho phía ban tổ chức cán bộ trung ương. Nhưng Trịnh Thịnh vừa không đề nghị triệu tập cuộc họp để nghiên cứu, lại không đưa ra ý kiến sửa chữa cụ thể, Lương Hạ Ninh cũng không tiện ra mặt thúc giục, liền kín đáo nhắc nhở Hạ Tưởng. Thực ra không cần Lương Hạ Ninh nhắc nhở, Hạ Tưởng cũng biết vấn đề ra làm sao. Bởi vì đồng phàm kín đáo lộ ra với hắn là Trịnh Hải Kỳ ở sau lưng đã ngầm ra tay. Đồng phàm có lẽ là vì Hạ Tưởng tận hết sức lực nâng đỡ Tằng Trác lên chức rút ra kết luận Hạ Tưởng là một vị lãnh đạo tốt. Mà y cũng biết Trịnh Thịnh là người tốt, nhưng có khi nghe rất nhiều điều nhiễu bên tai. Hơn nữa Trịnh Thịnh đối với Trịnh Hải Kỳ lại rất dễ tin tưởng. Thêm nữa là đồng phàm biết rõ hiện tại Hạ Tưởng ở tỉnh ủy tỉnh Tương có trọng lượng và tầm quan trọng. Không thể để Trịnh Hải Kỳ ở giữa làm khó dễ đem đẩy Trịnh Thịnh về phía đối lập với Hạ Tưởng. Sau khi Hạ Tưởng biết được chân tướng sự việc, hơi suy nghĩ một chút, vẫn không trực tiếp tìm gặp Trịnh Thịnh nói rõ mà là thông qua cấp cao hướng Đàm Quốc Thụy chuyển lại một tin. Buổi chiều lúc tan tầm, Đàm Quốc Thụy bước khoan thai đi vào văn phòng của Trịnh Thịnh, bộ dạng cười tủm tỉm, nhìn qua rất hòa nhã dễ gần. Anh Trịnh, tôi có một công việc muốn gặp anh báo cáo một chút. Đàm Quốc Thụy không mời mà tới, cũng không mời tự ngồi nghiêm trang trên sofa, ban tổ chức cán bộ trung ương yêu cầu trả lời việc sắp xếp trao đổi cán bộ giữa các địa phương. Tỉnh ủy có phải muốn triệu tập cuộc họp hội nghị thường vụ thảo luận một chút về việc bổ nhiệm hay không? Kéo dài lâu lắm, không có lợi cho việc triển khai công tác của tôi. Tôi vừa mới tới tỉnh Tương, các phương diện công tác còn phải xin anh Trịnh quan tâm nhiều hơn. Trịnh Thịnh ánh mắt lơ đãng quan sát Đàm Quốc Thụy một chút, trong lòng nhảy dựng. Hay đây, Đàm Quốc Thụy rõ ràng là thay Hạ Tưởng lộ diện. Nhưng vừa bắt đầu đã ôm đồm nhiều việc quá, đem việc của Hạ Tưởng thành việc của chính mình để xử lý. Hơn nữa thái độ vẫn rất kiên định khiến cho gã trong lòng rất khó hiểu. Không phải nói Hạ Tưởng lúc ở tỉnh Yến bất hòa với Đàm Quốc Thụy, làm sao Đàm Quốc Thụy mới tới tỉnh Tương lại thay Hạ Tưởng ra mặt làm việc. Trịnh Thịnh cố ý kéo dài. Kỳ thực cũng không hoàn toàn là bị Trịnh Hải Kỳ xúi dục. Cũng là gã muốn cho Hạ Tưởng tự mình ra mặt khiến gã thích hợp để nhượng bộ hơn. Ít nhiều tỏ vẻ một chút, bởi vì tình hình tỉnh Tương hiện tại rất tế nhị. Diệp Thiên Nam đã qua, Đàm Quốc Thụy mới tới, tai họa ngầm lớn nhất mới trừ đi, lại lần nữa đưa về cục diện nhiều mưu tính. So sánh với việc từng hợp tác với Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong, Trịnh Thịnh trong lòng hiểu rõ. Phó Tiên Phong quá nửa là sẽ một lần nữa trở lại cùng gã tranh đấu gay gắt trên lập trường giai cấp. Bởi vậy lập trường của Đàm Quốc Thụy đặc biệt quan trọng. Không thể không nói, mánh khóe của Trịnh Thịnh phát huy hiệu quả. Đàm Quốc Thụy vừa đến liền biểu lộ lập trường giai cấp, khiến gã mượn áp chế đề cử đến xem xét khuynh hướng của Đàm Quốc Thụy đạt được mục đích. Chỉ tiếc, mục đích đạt được rồi, kết quả lại làm cho người ta thất vọng. Đàm Quốc Thụy không ngờ ngoài dự đoán của mọi người lại nhất trí với lập trường giai cấp với Hạ Tưởng. Trịnh Thịnh thất vọng rất lớn, cũng có khó hiểu và bất an. Tuy rằng bây giờ còn không rõ ràng lắm Đàm Quốc Thụy và Phó Tiên Phong quan hệ như thế nào. Nhưng nếu Hạ Tưởng ở giữa, bên trái liên kết với Phó Tiên Phong, bên phải liên kết với Đàm Quốc Thụy. Một chủ tịch tỉnh, một phó tỉnh ủy lại thêm một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, đủ để lay động quyền uy của gã. Diệp Thiên Nam đi rồi mà tình hình tỉnh Tương làm sao lại phức tạp như vậy? Trịnh Thịnh không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Tuy là hiện tại có Dương Hằng Dịch dựa dẫm vào gã, nhưng Hồ Định dường như vẫn là có quan hệ càng chặt chẽ hơn một chút với Phó Tiên Phong. Chẳng lẽ nói, gã muốn mượn việc trợ giúp đề cử nhân sự, hướng về phía Hạ Tưởng để thỏa hiệp hay sao? Vấn đề là, Hạ Tưởng rốt cuộc muốn sắm vai nhân vật gì ở tỉnh Tương? Cho dù là như thế nào? Hạ Tưởng càng sớm rời khỏi tỉnh Tương, đối với gã, đối với tỉnh Tương mà nói, đều là sự việc hết sức tốt đẹp. Trịnh Thịnh trầm ngâm một lát, trịnh trọng trả lời Đàm Quốc Thụy. Trên nguyên tắc thì tôi không có ý kiến gì. Quốc Thụy, anh và Hạ Ninh chuẩn bị tốt phương án nhân sự, ngày mai trên hội nghị thường vụ thảo luận một chút. Đàm Quốc Thụy cười ha hả. Được, sẽ y như tinh thần chỉ thị của anh Trịnh để xử lý. Vừa định đi, rồi lại nghe Trịnh Thịnh nói. Quốc Thụy, anh ban đầu tới tỉnh Tương thì với thái độ rất nhiệt tình hăng hái đầu tư vào công việc. Tôi rất tán thưởng tinh thần thật sự chăm chút vào công việc của anh. Sau này các công tác của tỉnh ủy còn cần anh ra sức phối hợp. Đàm Quốc Thụy sao lại nghe không hiểu thịnh tình lôi kéo của Trịnh Thịnh, liền khách sáo vài câu.
về sau còn cần anh Trịnh quan tâm nhiều đến công tác của tôi. Tôi đối với công tác đảng cũng không phải rất quen thuộc. Cần một thời gian để thích ứng, cho nên nếu có chỗ nào làm chưa tốt, xin anh Trịnh góp ý nhiều. Nói là khách khí, lại dường như là ám chỉ giống như y thích hợp giữ khoảng cách cùng Trịnh Thịnh. Trịnh Thịnh làm đủ nghi lễ, tự mình tiễn Đàm Quốc Thụy ra cửa. Trở lại trong văn phòng, sắc mặt hơi đổi. Ngày hôm sau, hội nghị thường vụ chính thức tổ chức, thảo luận và biểu quyết liên quan đến vấn đề bổ nhiệm nhân sự của ba người Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ và Bành Dũng. Mấy người bên trong bao gồm cả Trịnh Thịnh đều cho rằng đề cử sẽ thuận lợi thông qua, ai cũng không nghĩ lại xuất hiện bất ngờ ngoài ý muốn. Tuy rằng tham gia hội nghị thường vụ tỉnh ủy không phải là lần đầu tiên, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên tham gia hội nghị thường vụ tỉnh ủy tỉnh Tương, Đàm Quốc Thụy vẫn hơi hơi xúc động. Đương nhiên, y xúc động không phải bởi vì phòng hội nghị thường vụ của tỉnh Tương to hơn so với tỉnh Yến. Cũng không phải bởi vì trang hoàng xa hoa hơn, lại càng không phải vì ghế dựa rất thoải mái, mà là bởi vì vị trí của y càng về trước hơn càng rõ ràng hơn. Phó bí thư tỉnh ủy trong đảng xếp hàng cao hơn so với phó chủ tịch thường trực tỉnh không ít. Trong tỉnh ủy đứng sau bí thư, cùng với chủ tịch tỉnh là nhân vật thứ ba. Đàm Quốc Thụy ngồi ở trên chiếc ghế thứ ba, rất tự đắc dưới hai người trên 10 người. Lúc trước còn vì điều chuyển ngang mà trong lòng ngầm suy sụp bỗng nhiên biến mất. Đột nhiên lại lần nữa lộ ra sức mạnh và cảm xúc mạnh mẽ. Sức hấp dẫn quyền lực không có lúc nào không ảnh hưởng đến tâm lý suy tính hơn thiệt của người trong quan trường. Chỉ là một số ghế xếp hạng vẫn không đủ để khiến Đàm Quốc Thụy coi có 10 phần tự tin. Cũng bởi vì hắn ban đầu tới tỉnh Tương liền gặp được hai sự kiện lớn. Hơn nữa mỗi một việc đều vô cùng thuận lợi, so với lúc còn công tác tại tỉnh Yến triển khai công việc còn thuận lợi hơn. Khiến cho y đối với công tác của mình sau này ở tỉnh Tương tràn trề hy vọng và đầy ắp cảm xúc mãnh liệt. Trong lúc vô ý nhìn thoáng qua Hạ Tưởng ngồi bên cạnh, Đàm Quốc Thụy trong lòng liền cảm thấy suy ngẫm. Làm sao mà trước kia lại vẫn cảm thấy Hạ Tưởng không vừa mắt, luôn cảm thấy hắn bừa bãi mà cấp tiến. Hiện tại lại càng nhìn càng thấy hắn càng có phong độ trầm ổn. Chẳng lẽ trước kia là nhận thức về con người không rõ ràng? Hiện tại sau khi tiếp xúc mới phát hiện ra Hạ Tưởng kỳ thực vẫn là rất nhiều ưu điểm. Cũng là một người đáng để kết giao bạn bè. Gạt bỏ yếu tố lập trường chính trị, lòng người cũng có mặt khó hiểu. Đàm Quốc Thụy ban đầu mang theo tâm lý ủ rũ và mất mát đến tỉnh Tương. Sau khi vấp phải trắc trở với Phó Tiên Phong, càng thêm mất mát. Lại được Hạ Tưởng giúp đỡ đúng lúc một phen mà coi như lấy lại được tự tin. Ấn tượng của y đối với Hạ Tưởng đã thay đổi rất nhiều. Lại còn lý trí con người cũng có mặt tình cảm yếu đuối, hoàn toàn lúc này tình nghĩa của Hạ Tưởng như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khiến y ghi nhớ trong lòng. Tuy nhiên lại nói, Hạ Tưởng có phải thật lòng đưa than đến hay không, hay là có dụng ý khác? Nói cách khác, vấn đề ở chỗ cho dù dụng ý của Hạ Tưởng là như thế nào, hắn đạt được thiện cảm của Đàm Quốc Thụy cũng là sự thật. Hội nghị thường vụ thiếu Diệp Thiên Nam, bầu không khí tùy ý thoải mái hơn so với mọi ngày. Lại bởi vì tình hình tỉnh Tương dần dần vững vàng, mọi người tham dự cũng đều biểu lộ sự thoải mái. Nhưng cũng gián tiếp chứng minh, Diệp Thiên Nam quả thật rất giỏi. Gã rời đi có thể khiến không ít người như chút được gánh nặng. Cũng chứng minh sự tồn tại của gã là một ngọn núi cao bao nhiêu. Đồng chí Diệp Thiên Nam ở Bắc Kinh nếu có biết, nên mỉm cười gật đầu, chấp nhận sâu sắc. Theo thường lệ, hội nghị do Trịnh Thịnh chủ trì. Sau khi nói lời mở đầu ngắn gọn, Trịnh Thịnh liền thông báo đề tài thảo luận hội nghị ngày hôm nay. Căn cứ điều lệ trao đổi cán bộ giữa các địa phương, từ tỉnh Yến điều nhiệm 3 cán bộ ưu tú đến tỉnh Tương nhậm chức. Ban tổ chức cán bộ đã nghiên cứu, định ra phương án bổ nhiệm. Tiếp theo mời đồng chí Hạ Ninh phát biểu. Lương Hạ Ninh báo cáo phương án mà đã được Hạ Tưởng duyệt qua, Đàm Quốc Thụy đồng ý, Phó Tiên Phong gật đầu và Trịnh Thịnh ngầm đồng ý ra. Có lý do để tin tưởng, tính cả gã nữa có tổng cộng 5 ủy viên thường vụ tỉnh ủy tán thành phương án. Thảo luận trên hội nghị thường vụ, chẳng qua chỉ là làm cho đủ lệ, không có ai mà không có suy nghĩ đến mức phản đối phương án này nữa. Lương Hạ Ninh vừa nói xong, Trịnh Thịnh liền gật đầu nói. Phương án trên cơ bản phù hợp với trình tự, đề nghị các đồng chí phát biểu quan điểm. Nói như vậy, Trịnh Thịnh tỏ thái độ tuy rằng không rõ ràng nhưng mọi người có chút ý nghĩ chính trị đều hiểu, Trịnh Thịnh đối với phương án là thái độ tán thành, chỉ cần không liên quan tới quyền lợi to lớn của bản thân, lại là trao đổi cán bộ tỉnh Yến. Cũng rõ ràng trong đó có rất nhiều nội tình,
đa số ủy viên thường vụ bỏ phiếu tán thành. Nhưng sau đó lại xuất hiện một cảnh tượng không nên xuất hiện. Sau đó, Phó Tiên Phong bày tỏ. Tôi về cơ bản không có ý kiến gì, đề cử của ban tổ chức cán bộ phù hợp trình tự. Nhân vật số 1 số 2 đều ngầm đồng ý, quan điểm cơ bản đã định ra rồi, ai còn có ý kiến phản đối. Đàm Quốc Thụy lên tiếng cũng có sức ủng hộ. Thời điểm tôi ở tỉnh Yến, cũng đã khá hiểu những đồng chí đó, đều là cán bộ vô cùng ưu tú. Bọn họ khẳng định có thể làm ra những thành tích lớn hơn nữa trên cương vị công tác mới. Hạ Tưởng khẽ mỉm cười, lời ít mà ý nghĩa sâu xa. Tôi tán thành quyết định của ban tổ chức cán bộ. Đến nước này, bốn nhân vật đứng đầu tỉnh ủy đều giống nhau bày tỏ thái độ tán thành, người hơi có ý nghĩ chính trị sẽ lựa chọn phụ họa. Cho dù là trong lòng không phục, cho dù là không có cơ hội tranh thủ đề cử của chính mình, cho dù là trong lồng ngực bất mãn cực độ, cũng phải duy trì khả năng kiềm chế chính trị. Không đáng ra mặt nói lời phản đối, bởi vì phản đối vô dụng, không bằng im lặng, cũng nên tránh ý kiến thật. Nhưng riêng có người không hợp thời mà nhảy ra lên tiếng phản đối. Hơn nữa còn không phải chỉ là một người. Người thứ nhất phản đối là Dương Hằng Dịch. Ba đồng chí Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ và Bành Dũng. Chu Duệ Nhạc và Trần Thiên Vũ rất tốt, phù hợp với điều kiện đề bạt. Nhưng bổ nhiệm đồng chí Bành Dũng dường như không phù hợp với quy định bình thường. Đồng chí Bành Dũng là người phạm sai lầm rất lớn, một bước đảm nhiệm chức vụ phó thị trưởng thường trực, có phải là thiếu suy xét hay không? Dương Hằng Dịch là ủy viên thường vụ đầu tiên trực tiếp đưa ra ý kiến phản đối. Gã lên tiếng lập tức thu hút ánh mắt mọi người, ngay cả Hạ Tưởng cũng vô cùng kinh ngạc. Không rõ Dương Hằng Dịch đột nhiên phản đối là do bất mãn muốn phá hủy đồng minh bốn người ở tỉnh Tương, hay là có mục đích chính trị khác. Có tiếng phản đối cũng không sao, quan trọng ở chỗ sau tiếng nói phản đối ẩn chứa suy nghĩ chính trị gì ở bên trong. Hạ Tưởng còn đang trầm tư chưa khôi phục bình tĩnh, Hồ Định đã lên tiếng. Tôi cho rằng bổ nhiệm ba đồng chí Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ và Bành Dũng không hề có vấn đề gì về nguyên tắc. Nhưng thật ra đồng chí Tằng Trác đảm nhiệm vị trí phó thị trưởng, có phải bước chân hơi quá dài một chút hay không? Đồng chí Tằng Trác vẫn làm công tác ở Ủy ban Kỷ luật, chưa từng có kinh nghiệm công tác chính quyền. Đảm nhiệm chức phó thị trưởng đối với việc trưởng thành của đồng chí ấy về sau này, không nhất định có lợi. Xin ban tổ chức cán bộ lần nữa thận trọng nghiên cứu một chút. Tốt thôi. Trong đồng minh bốn người ngày xưa ở tỉnh Tương, sau khi trải qua sàng lọc hai người, một người phản đối Bành Dũng, một người phản đối Tằng Trác. Liếc mắt một cái là có thể khiến người ta kết luận, mỗi người có một phân công riêng, sớm có mưu tính trước, chính là một mục tiêu rõ ràng dứt khoát ngăn chặn Hạ Tưởng hành động. Ánh mắt Hạ Tưởng hơi nhướng lên, không nhìn Dương Hằng Dịch và Hồ Định, mà là vô tình liếc nhìn Trịnh Thịnh một cái. Ánh mắt Trịnh Thịnh bình tĩnh, vẻ mặt trầm tĩnh. Đối với ý kiến phản đối của Dương Hằng Dịch và Hồ Định gã từ chối cho ý kiến. Ánh mắt Hạ Tưởng liền dừng lại trên người Trịnh Hải Kỳ. Trịnh Hải Kỳ cũng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trình độ chính trị của y và Trịnh Thịnh không thể so với nhau. Trong ánh mắt toát ra kích động để lộ ý nghĩ thực trong lòng y. Hạ Tưởng quả thật hơi khiếp sợ, không phải khiếp sợ Dương Hằng Dịch và Hồ Định phản đối, mà là khiếp sợ bàn tay phía sau màn muốn mượn cơ hội chứng minh cái gì. Làm cho hắn không dự đoán được chính là Diệp Thiên Nam đi rồi, vốn có hy vọng khôi phục yên ổn và trật tự tỉnh ủy tỉnh Tương, lại vì một kẻ muốn mượn cơ hội lên trước đầu cơ, có khả năng một lần nữa lại lâm vào đối kháng nghiêm trọng. Hạ Tưởng không khỏi có chút bất đắc dĩ cũng thất vọng. Sau đó, trưởng ban tổ chức cán bộ Lương Hạ Ninh tỏ thái độ ủng hộ. Phó Chủ tịch tỉnh Hà Chí Năng, trưởng ban tuyên giáo Tạ Tín Tài, trưởng ban Vu Thủ Thành cùng với tư lệnh quân khu tỉnh Trương Hiểu đều gật đầu tán thành. Mà trưởng ban thư ký tỉnh ủy Trịnh Hải Kỳ và bí thư thành ủy Tương Giang Cổ Kiến Hiên, lần lượt biểu lộ thái độ hoài nghi. Tuy rằng tiếng phản đối không nhiều rõ ràng, nhưng trước đó Dương Hằng Dịch và Hồ Định đã lên tiếng phản đối, cũng hình thành một dòng thác phong trào. Gây ra một lực tấn công nhất định đối với việc đề cử mấy người Chu Duệ Nhạc. Ngay cả Phó Tiên Phong cũng có ánh mắt mập mờ, biểu lộ rõ ràng có bất mãn. Bởi vì Hồ Định luôn luôn cố gắng muốn dựa dẫm vào gã. Hiện tại lại nói ra ý kiến bất đồng, ngẫu nhiên mà nói ý kiến bất đồng thì không có gì, điều quan trọng là Hồ Định lại cùng Dương Hằng Dịch thái độ nhất tề hăng hái dựa dẫm vào Trịnh Thịnh. Hơn nữa sau đó người lên tiếng phản đối là Trịnh Hải Kỳ và Cổ Kiến Hiên, ý tứ muốn đối đầu càng rõ ràng. Bởi vì Trịnh Hải Kỳ là tâm phúc bên cạnh Trịnh Thịnh.
Mà Cổ Kiến Hiên cũng là phe phái của Trịnh Thịnh, tuy rằng Trịnh Thịnh vừa lên tới liền bày tỏ thái độ ủng hộ. Nhưng thân tín của y lại thêm phe phái đồng thời lên tiếng phản đối, sẽ không làm cho người không nghi ngờ sau lưng đích thực có dụng ý. Là thăm dò hay là kín đáo biểu đạt cái gì? Có lẽ Hạ Tưởng sẽ tin là Trịnh Hải Kỳ được Trịnh Thịnh ngầm đồng ý muốn mượn cớ sinh sự, biểu hiện một chút quyền uy và sự tồn tại. Nhưng Phó Tiên Phong xem ra chính là Trịnh Thịnh lợi dụng việc bổ nhiệm nhân sự lần này ngang nhiên khiêu chiến với gã. Phó Tiên Phong sắc mặt lạnh xuống. Trịnh Thịnh cuối cùng lên tiếng tổng kết. Mặc dù có một vài đồng chí đưa ra quan điểm bất đồng. Nhưng căn cứ vào nguyên tắc dân chủ, hội nghị thường vụ nhất trí biểu quyết thông qua phương án nhân sự của ban tổ chức cán bộ. Phương án thông qua là trong dự đoán trước, có phản đối cũng chẳng có gì lạ. Nhưng một lần đề cử nhân sự có lẽ đã bộc lộ rất nhiều vấn đề, cũng khiến nguyện vọng của Hạ Tưởng mong muốn thế cục tỉnh tương sau này đạt được cân bằng và hài hòa bị thất bại. Khiến hắn thất vọng không phải tiếng nói phản đối, mà là đằng sau tiếng nói phản đối. Nếu nói là Trịnh Hải Kỳ một tay thúc đẩy, như vậy rốt cuộc Trịnh Thịnh sắm vai nhân vật gì? Có thể nói, Trịnh Thịnh là thật lòng chủ động khơi mào rắc rối để biểu hiện quyền uy. Hay là chỉ mượn chuyện này nhắc nhở mọi người một chút y thân là nhân vật số một uy phong. Nếu được, vẫn nên cần thiết cùng Trịnh Thịnh một lần nói chuyện thấu đáo. Hạ Tưởng không hy vọng Trịnh Thịnh và Phó Tiên Phong lại lần nữa rơi vào đối kháng nghiêm trọng. Đến lúc đó chẳng những bất lợi đối với tình tương, cũng khiến hắn ở giữa rất khó lựa chọn. Sau khi hội nghị thường vụ bổ nhiệm thông qua, lập tức từ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy báo cáo với ban tổ chức trung ương. Ban tổ chức trung ương lại thông báo đến ban tổ chức cán bộ tỉnh Yến. Một tuần sau Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ và Bành Dũng liền cùng công chức của ban tổ chức trung ương liên quan tại tỉnh Yến đi tới tỉnh Tương nhậm chức. Khiến người khác không biết được chính là, ngay lúc mấy người Chu Duệ Nhạc nhậm chức đồng thời, thành viên tổ chức kinh tế của Hạ Tưởng cũng thừa cơ tới Tương Giang. Cùng lúc đó, Phó Tiên Tiên cũng đến Tương Giang. Thành viên kinh tế của Hạ Tưởng đến Tương Giang, nhân viên có Tể Á Nam, Lý Thấm, Nghiêm Tiểu Thì và Tùng Phong Nhi. Chính xác, Nghiêm Tiểu Thì đã được khuyến khích, cũng quyết định tới tỉnh Tương mở rộng thị trường. Tùng Phong Nhi và Nghiêm Tiểu Thì sau khi tìm hiểu cũng cho rằng tới tỉnh Tương rất có triển vọng. Cho nên liền họp ở một chỗ, 4-5 người chuẩn bị tài chính hơn 1 tỷ, trùng trùng điệp điệp tiến tới tỉnh Tương. Hạ Tưởng đầu tiên là đem tổ chức kinh tế thành viên đến tiến cử cho Phó Tiên Phong. Làm chủ tịch tỉnh, thu hút đầu tư cũng coi như là một lần lập chiến tích. Về sau lại giới thiệu bọn họ và Mai Hiểu Lâm quen biết. Về sau tổ chức kinh tế thành viên liền phân ra đi theo Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ và Bành Dũng nhậm chức phân công khảo sát thị trường ở các thành phố cấp 3. Tỉnh Tương, chào đón một lần sắp đặt cuối cùng của Hạ Tưởng. Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ và Bành Dũng không biết làm thế nào có thể diễn tả hết sự cảm kích của mình đối với Hạ Tưởng. Lần đầu đi nhậm chức, còn có thành viên nòng cốt đầy lợi hại đi cùng, là một khối chính tích lớn cỡ nào, đối với giai đoạn trước đứng vững vàng mở ra cục diện, là lực thúc đẩy rất mạnh, chẳng khác nào như chắp cánh đi nhậm chức. Nếu nhắc tới bên trong tỉnh ủy còn có Phó Tiên Phong ủng hộ, có Đàm Quốc Thụy ra sức ủng hộ, Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ và Bành Dũng tuy rằng đường xa mà đến, nhưng lại nhanh chóng dập tắt ý tưởng gây khó dễ, cũng như ý niệm không an phận trong đầu nhiều cán bộ. Không thể chọc ngoáy vào được, hàng ngũ của chủ nhiệm Hạ. Họ không chỉ có chủ tịch tỉnh Phó Chiếu Cố, còn có Phó Bí Thư Đàm Chiếu Ứng, thậm chí còn có. Trưởng Ban Lương cũng đích thân đưa họ đi nhậm chức. Lương Hạ Ninh gần đây rất bận, đầu tiên là đích thân đưa Chu Duệ Nhạc đi nhậm chức. Sau đó lại, ngựa không dừng vó, đưa Trần Thiên Vũ đi nhậm chức. Nếu nói trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đích thân đưa đồng chí bí thư thành ủy đi nhậm chức, tuy rằng làm người ta kinh ngạc, nhưng còn có thể lý giải được. Nhưng sau đó Lương Hạ Ninh lại hạ mình, đích thân đưa phó thị trưởng thường trực Bành Dũng đi nhậm chức, khiến cho nhiều kẻ phải trợn mắt há hốc mồm trước lực ảnh hưởng kinh người của Hạ Tưởng tại tỉnh Tương. Trưởng ban Lương làm vậy, có thể nói vẫn là do thể diện của chủ nhiệm Hạ cũng đủ lớn, đồng thời cũng khiến rất nhiều ủy viên thường vụ tỉnh ủy âm thầm kinh hãi. Nếu bí thư Trịnh muốn sai người tạo ra thế cục căng thẳng, sợ là sẽ thúc đẩy Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong liên kết với nhau, hơn nữa Đàm Quốc Thụy và Lương Hạ Ninh cũng gia nhập vào. Lúc đó bí thư Trịnh sẽ hoàn toàn không nắm được dù chỉ một chút phần thắng. Sau khi trải qua một màn đả kích ngấm ngầm hay công khai ở hội nghị thường vụ, không ít nhân vật có trọng lượng tại tỉnh ủy đều suy nghĩ, thế cục tỉnh Tương, sẽ đi theo con đường nào.
Tuy nhiên hành động đề cao ba người Chu Duệ Nhạc của Lương Hạ Ninh đã khiến một bộ phận lãnh đạo tỉnh ủy và lãnh đạo thành phố cấp 3 bất mãn. Họ cho rằng vài cán bộ cấp sở đường xa đến nhậm chức, không cần phải gióng trống khua chiêng, khiến cho việc nhậm chức thành ra quá sức long trọng như vậy, rõ ràng có sự cất nhắc bên trong. Vì thế, những cách nói không tốt xôn xao cả lên, khiến Hạ Tưởng đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phải chịu mọi tai tiếng. Có người nói Hạ Tưởng bồi dưỡng vây cánh, nâng đỡ thế lực, ý đồ an toàn phát triển ở tỉnh Tương. Cũng có rất nhiều người so sánh Hạ Tưởng như Diệp Thiên Nam thứ hai, việc sắp xếp nhân sự vào thành phố cấp 3 chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai, sẽ dẫm vào vết xe đổ của Diệp Thiên Nam, kéo bè kết phái ở tỉnh ủy, để đạt tới mục đích xấu xa. Tin đồn cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ, rõ ràng là có kẻ xúi dục sau lưng Hạ Tưởng, mục đích chính là hủy thanh danh của hắn. Hắn cũng biết rõ là người nào đã gây nên nhưng lại không có bất cứ hành động gì. Việc hành động bịa đặt và sinh sự sau lưng chính là hành động của một kẻ cấp thấp, chứng minh đối thủ đang chột dạ và không có kế gì để thi triển. Nhưng thật ra Phó Tiên Phong cũng ngồi không yên. Trong một đại hội toàn thể cán bộ, anh ta nêu ra một vài tin đồn không có căn cứ đồng thời mãnh liệt phê bình, vạch ra dụng tâm kín đáo của kẻ đã cố ý gieo rắc lời đồn, nhằm chửi bới, bôi nhọ hình tượng cán bộ lãnh đạo. Anh ta cho rằng đây là hành vi mang tính chất vô cùng ác liệt, thủ pháp vô cùng thấp kém, không thể tha được. Anh ta yêu cầu các cán bộ lãnh đạo phải nghiêm khắc với bản thân, không nên dễ dàng tin lời đồn, càng không thể bỏ qua tự trọng mà tung ra lời đồn. Đồng thời, anh ta cũng rất vui vẻ mà chính trọng nhắc nhở nếu có cán bộ đảng viên nào không có việc gì lại làm loạn, nói xấu cán bộ đảng viên, nếu bị phát hiện sẽ đều xét xử như nhau, tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Những lời nói của Phó Tiên Phong thực khiến một vài người kinh sợ, nhưng lại không ngăn chặn được lời đồn vẫn tiếp tục truyền bá. Hạ Tưởng trầm mặc không lâu, cuối cùng cũng đã ra tay. Hạ Tưởng ra tay, bình tĩnh chỉ một chiêu đã kìm chế được kẻ địch. Đầu tiên là Chu Duệ Nhạc vừa mới nhậm chức được nửa tháng đã trịnh trọng tuyên bố tập đoàn Tề Thị, quyết định đầu tư 500 triệu tệ vào khai thác hạng mục bất động sản ở Võ Châu. Bí thư Thành ủy Chu mới nhậm chức, vừa ra tay đã đưa ra con số 500 triệu tệ, mặc kệ anh ta sau lưng đã làm thế nào để tác động tới giới ngoại giao, dù sao đối với nền kinh tế phát đạt như Võ Châu mà nói, có lẽ 500 triệu đầu tư cũng không phải là con số kinh người, nhưng ít ra cũng chứng minh được thành ý và năng lực của bí thư Chu. Chu Duệ Nhạc rất thông minh đem 300 triệu trong hạng mục đầu tư giao cho Phó Bí thư Thành ủy và Phó Thị trưởng thường trực cùng phụ trách, ý định lợi dụng kinh tế đem hai người cột vào trên chiếc xe chiến đấu của anh ta. Chu Duệ Nhạc ở Võ Châu, nhanh chóng tháo gỡ cục diện, cũng giành được sự tán thành. Vừa được lãnh đạo tỉnh ủy ra sức ủng hộ, lại có nhân vật xuất chúng số một tương trợ, ai còn có thể nói được điều gì? Dù không phục cũng chỉ có thể nén xuống tận đáy lòng. Mà Trần Thiên Vũ đại diện cho Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Nhạn Thành, cùng Tập đoàn Giai Mỹ ký kết đầu tư, Tập đoàn Giai Mỹ quyết định đầu tư vào Nhạn Thành 600 triệu nhân dân tệ, xây dựng dự án khu đại học, cũng cố ý đấu thầu công trình và dự án trọng đại của thành phố. So với Chu Duệ Nhạc đầy chín chắn thì Trần Thiên Vũ có thể rất linh hoạt trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Anh ta nhậm chức không lâu liền cùng thị trưởng tiến hành một cuộc trò chuyện lâu dài. Kết quả mọi người trong tòa nhà thành ủy rất nhanh chóng phát hiện, thị trưởng người luôn luôn mạnh mẽ, cứng rắn nhưng đối với bí thư Trần mới nhậm chức lại vô cùng phối hợp. Ông ta chẳng những khiêm tốn hơn trước kia rất nhiều, còn ở khắp nơi nhắc tới tinh thần chỉ thị của bí thư Trần, nhất thời đưa Trần Thiên Vũ lên vị trí cao nhất, hoàn toàn giữ gìn quyền uy của nhân vật số 1 thành ủy, an tâm làm việc nên làm của nhân vật số 2. Đó có phải là do thị trưởng thay đổi tính cách? Căn bản là không phải. Trên phương diện chính trị, ích lợi đi trước. Thị trưởng không phải là bị Trần Thiên Vũ áp chế, cũng không phải bị anh ta thu phục, tuy nhiên do Trần Thiên Vũ dùng sách lược vừa đấm vừa xoa, ý thức được hợp tác là con đường duy nhất, và bí thư Trần cũng không phải là người ỷ thế hiếp người, càng không phải là nhân vật chuyên quyền độc đoán số một, ưu đãi cũng không độc chiếm, khiến cho ông ta dù đau vẫn quyết định lựa chọn hai bên cùng thắng. Mà Bành Dũng sau khi nhậm chức hơn tháng, cùng Thương mại Tiểu Thì, Bất động sản Thiên An, Thương mại Tiên Thiên Hạ đều ký kết một loạt hiệp nghị, đưa vốn vào đầu tư cao tới 1 tỷ. Chỉ một hành động đã làm chấn động thành phố Ba Lăng. Chẳng những thành phố Ba Lăng, ngay cả tỉnh ủy cũng bị chấn động không nhỏ. Lúc trước lãnh đạo tỉnh luôn có ý nghĩ ba người Chu Duệ Nhạc chính là nỗi hổ thẹn của lãnh đạo tỉnh, giờ mới biết được ba người Chu Duệ Nhạc không phải đến tỉnh Tương để đánh bóng danh tiếng, thăng chức nhờ có người can thiệp,
mà là thiết thực vì phát triển kinh tế của tỉnh Tương mà thật lòng ra mưu hiến kế. Không lâu sau, lời đồn Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ và Bành Dũng là do Hạ Tưởng có ý gây dựng thế lực, cách nói có ý đồ ở tỉnh Tương bồi dưỡng vây cánh dần lặng yên không một tiếng động mà tan thành mây khói. Nếu cho rằng Hạ Tưởng chỉ có chuẩn bị một kế hoạch, chỉ trực tiếp lấy sự thật phản kích lại đối phương là hoàn toàn sai lầm. Một tuần sau, ở Võ Châu, trong cuộc họp, Phó trưởng Ban Thư ký Thành ủy Trần Ký Hoa bị Ủy ban Kỷ luật thành phố bắt tại chỗ với tội danh nghi ngờ phạm tội có liên quan tới chức vụ. Mỗi người đều biết, Trần Ký Hoa là người chủ yếu đã gieo rắc tin đồn tại Võ Châu. Việc ba người Chu Duệ Nhạc thu hút đầu tư là đòn phản kích trực diện, Trần Ký Hoa bị bắt là nhằm gián tiếp đáp lại những kẻ khiêu khích còn lại, là một đòn cảnh cáo không chút lưu tình. Sau khi tin tức truyền tới tỉnh ủy, Trịnh Hải Kỳ sắc mặt lạnh hẳn đi, nổi giận đùng đùng đến văn phòng Trịnh Thịnh báo cáo tình hình. Không ngờ, Trịnh Thịnh lại không tức giận như anh ta nghĩ, ngược lại không mặn không nhạt nói vài câu, yêu cầu anh ta từ nay về sau đem tinh lực chủ yếu đặt vào công việc, mặt khác những việc không quan hệ tới công việc thì không nên quan tâm đến làm gì. Trịnh Hải Kỳ á khẩu không nói được lời nào. Chợt hồi tỉnh, anh ta ý thức được rằng, bí thư Trịnh đã thỏa hiệp, mà cũng không thể nói là thỏa hiệp, bởi vì từ đầu đến cuối bí thư Trịnh vốn không có đưa cho anh ta bất cứ chỉ thị nào. Nói là ngầm thỏa thuận cũng được, nói là một chút cũng không biết tình hình cũng xong, tóm lại, sự tình nếu làm lớn lên, thì cũng chỉ có một mình anh ta chịu tội. Trịnh Hải Kỳ mặt mũi bơ phờ trở lại văn phòng, sau khi ngồi xuống vẫn cảm thấy không thể hiểu được, nghĩ thầm, một loạt hành động trước đây của anh ta, rốt cuộc có lọt được vào mắt của bí thư Trịnh, có được bí thư Trịnh để vào trong lòng hay không? Bí thư Trịnh cuối cùng thấy thế nào khi Hạ Tưởng ở tỉnh Tương tiếp tục kiêu ngạo, cùng với Phó Tiên Phong và Đàm Quốc Thụy, tạo thành một tam giác từ từ trở thành một khối hùng mạnh. Trịnh Hải Kỳ đi rồi, Trịnh Thịnh một mình chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng một hồi lâu, rốt cục gọi điện thoại tới thủ đô. Thu thật, đối với bước đi tiếp theo của Hạ Tưởng, Tổng Bí Thư có ý tưởng gì cụ thể không? Sau khi Cổ Thu Thật đã thăng chức lên Ủy viên Bộ Chính trị, về cấp bậc đã cao hơn Trịnh Thịnh một bậc, nhưng Trịnh Thịnh và Cổ Thu Thật quen biết đã lâu, không thế nào thay đổi cách xưng hô theo chức vụ, hơn nữa Cổ Thu Thật cũng trẻ hơn Trịnh Thịnh vài tuổi. Giọng điệu Cổ Thu Thật vẫn thật thà như xưa, không có chút cảm giác trên cao nhìn xuống. Đã có suy nghĩ bước đầu. Sao, anh có đề nghị gì vậy? Trịnh Thịnh cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Cổ Thu Thật, mà lại hỏi tình hình của tỉnh Ninh và tỉnh Thiểm. Trương Phàm Sơn được đề cử làm chủ tịch tỉnh Thiểm, nằm ngoài dự đoán mọi người, Tổng Bí Thư có tỏ thái độ gì hay không? Trương Phàm Sơn đang giữ chức Phó trưởng Ban Bộ Thông tin chuyển lên đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, mức độ nâng cao cũng không nhỏ, hơn nữa tiền đồ càng thêm rộng lớn, rõ ràng có thể cho ra kết luận anh ta đạt được là do có người muốn bồi dưỡng nâng đỡ. Đồng thời, Trương Phàm Sơn không phải là Phó trưởng Ban trẻ tuổi nhất, hiện năm 45 tuổi. Nhưng nếu việc đề cử anh ta được Bộ Chính trị thông qua, anh ta sẽ trở thành một trong những cán bộ cấp chủ tịch tỉnh, bộ trưởng trẻ tuổi nhất trong nước. Hơn nữa tỉnh Thiểm cũng là một tỉnh lớn. Nhớ đến bối cảnh của Trương Phàm Sơn, anh ta là lực lượng trung kiên của phe phản đối, dụng ý được miêu tả đầy sinh động, nhằm vào đối kháng Hạ Tưởng. Không chỉ có phái bình dân đang thay đổi sách lược, phái phản đối cũng bắt đầu gắng sức bồi dưỡng lực lượng sau này. Cổ Thu Thật hơi trầm ngâm. Tổng Bí Thư còn đang cân nhắc. Trịnh Thịnh phỏng đoán, việc đề cử Trương Phàm Sơn có khả năng lớn sẽ được thông qua, nhưng ông ta không thực sự để ý tới Trương Phàm Sơn. Trương Phàm Sơn đi hay ở đối với ông ta cũng không liên quan quá lớn, cũng không ảnh hưởng tới sức chiến đấu của tầng lớp, nhắc tới Trương Phàm Sơn, chỉ vì muốn dẫn tới đề tài kế tiếp. Kiều Thanh Văn được đề cử lên làm chủ tịch tỉnh Ninh, là ứng cử viên của Phó Bí Thư tỉnh ủy, Thủ tướng không hề nhắc tới tên ứng cử viên mới này sao? Chủ tịch tỉnh Ninh ban đầu là định đề cử Diệp Thiên Nam, Phó Bí Thư tỉnh ủy cũng là dự phòng lui mà cầu, nhưng đều chưa dùng tới, Diệp Thiên Nam cuối cùng đạp hụt một bước, mà trực tiếp ngã sấp xuống, nhưng Diệp Thiên Nam đã là chuyện đã qua rồi, bởi vậy nên vị trí Phó tỉnh ủy của tỉnh Ninh vẫn còn đang để trống, vẫn đang được nhiều người để mắt tới. Một tỉnh, sự kiện thay thế vị trí Phó Bí Thư, hơn nữa Phó Bí Thư lại là chức vụ được phân công tác và quản lý tổ chức đảng và quần chúng. Là một chức vụ vô cùng tốt có thể bồi dưỡng được lực lượng quá độ lên tầng trung. Nghe nói, có người cố ý đề cử Chu Hồng Lai. Cổ Thu Thật đến tận đây hoàn toàn hiểu rõ ý định của Trịnh Thịnh, trong lòng cảm thấy hơi hỗn độn. Anh ta rất thưởng thức tài năng của Hạ Tưởng,
nhưng Trịnh Thịnh và Hạ Tưởng trước sau không thể hợp nhau khiến anh ta cảm giác vô cùng tiếc nuối. Tổng bí thư tạm thời chưa chọn được người thích hợp, phỏng chừng sẽ buông tay đối với vị trí phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Ninh. Cổ Thu thật không định chỉ ra ý tưởng đích thực của Trịnh Thịnh. Anh ta sẽ chờ Trịnh Thịnh tự mình nói ra. Trịnh Thịnh chần chừ một lát, có lẽ do dự mà không tiện mở miệng, nhưng cuối cùng là không kìm nổi đành nói ra. Tôi cho rằng, đồng chí Hạ Tưởng hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm chức vụ phó bí thư tỉnh ủy tại tỉnh Ninh. Bước tiếp theo của Hạ Tưởng so với chương trình đã dự đoán từ mấy tháng trước thình lình xảy ra đột biến, khiến Hạ Tưởng trở tay không kịp. Thời gian gần đây, tâm tình Phó Tiên Phong cũng không tồi. Không chỉ bởi vì trong nháy mắt Phó Tiên Tiên dường như đã trưởng thành lên rất nhiều. Sau khi tới Tương Giang, giống như thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Khảo sát thị trường, tỉ mỉ thu xếp, tự mình tìm ra báo cáo khả thi, hơn nữa còn, ngựa không dừng vó, ở Tương Giang, Võ Châu và Ba Lăng qua lại giữa các thành phố, quả thực giống như một kẻ cuồng công việc, một lòng chỉ muốn làm cho xong công việc trên. Mặc dù tài chính trong tay Phó Tiên Tiên không nhiều, bất kể cô chạy trước chạy sau vội vàng chỉ vì sự nghiệp của chính mình, chứ không phải vì gia tộc mà vất vả kinh doanh, nhưng Phó Tiên Phong vẫn vô cùng vui mừng khi thấy Phó Tiên Tiên trở lên chín chắn hơn. Tuy có hơi đau lòng khi thấy em mình mệt nhọc, nhưng một người có động lực để theo đuổi tình yêu và sự nghiệp, mới tìm được hạnh phúc thực sự. Phó Tiên Phong càng thêm cảm tạ Hạ Tưởng, bởi vì Phó Tiên Tiên tuyên bố cô muốn trở thành một thành viên trong tổ chức kinh tế của Hạ Tưởng, muốn phối hợp với Hạ Tưởng để phục vụ cho kế hoạch kinh tế lâu dài. Cô phải kiếm được số tiền thật lớn, phải trở thành một tỷ phú. Bất kể cô vì ai mà nêu cao khẩu hiệu và mục tiêu, chỉ cần cô có việc để làm một lòng hướng về phía trước, Phó Tiên Phong đều vô cùng vui mừng. Còn có điều khiến ông ta càng vui mừng hơn chính là, thái độ của Hạ Tưởng, Chu Toàn Bình, Đàm Quốc Thụy, đối với ông ta đã tốt hơn trước vài phần. Khi ông ta đem sản nghiệp của nhà họ Phó chuyển sang hình thức kinh doanh khác, và sau khi hào phóng đầu tư tại Tương Giang tặng cơ hội cho Đàm Quốc Thụy, Đàm Quốc Thụy tỏ ra 10 phần thành ý, ở tỉnh ủy thì ngầm phối hợp với ông ta, hơn nữa còn nhượng bộ thỏa đáng vài lợi ích. Nếu nói mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và ông ta càng thêm chặt chẽ, thì quan hệ giữa ông ta với Trịnh Thịnh lại càng lúc càng xa. Nếu sau này, ông ta cầm đầu cùng Hạ Tưởng và Đàm Quốc Thụy hình thành một tam giác ở tỉnh Tương, thì sau này ở tỉnh Tương, Trịnh Thịnh cho dù lôi kéo Dương Hằng Dịch và Hồ Định, cũng khó chiếm được thượng phong. Mọi chuyện trở lên thuận lợi, tự nhiên tâm tình của Phó Tiên Phong trở nên tốt hơn, cảm giác tiền đồ vô cùng sáng lạng. Điều càng khiến anh ta ngạc nhiên vui mừng hơn nữa chính là, ban đầu anh ta tính đem sản nghiệp của nhà họ Phó tới kinh doanh ở Tương Giang, dù sao Tương Giang cũng là thành phố phát đạt nhất tại tỉnh Tương, nhưng sau khi tiếp xúc với thành viên tổ chức kinh tế và thành viên tổ chức chính trị của Hạ Tưởng, Phó Tiên Phong lúc này bắt nhịp, cùng hợp tác với bất động sản Thiên An tiến quân tới thị trường bất động sản tại Ba Lăng, đem phát súng khai hỏa đầu tiên của Phó gia ở tỉnh Tương giao vào tay Tôn Hiện Vĩ và Bành Dũng. Đúng vậy, sau khi tiếp xúc với ba người Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ, Bành Dũng, Phó Tiên Phong đã kết luận, Chu Duệ Nhạc là người cẩn thận nhất, thích hợp đi trên con đường quan chức, nhưng không hợp với sở thích của ông ta. Trần Thiên Vũ điềm đạm, chắc chắn và tinh thần khai thác đều có đủ cả, nhưng anh ta xem ra, vẫn là hay lo nghĩ, quá thận trọng. Nhưng nói đi còn có nói lại, hai người đều thích hợp vững bước tiến lên vị trí cao hơn. Bành Dũng tuy rằng là quan bị giáng chức, mặc dù là cấp bậc thấp nhất trong ba người, nhưng ở trong mắt Phó Tiên Phong, Bành Dũng lại là người biết cách đối nhân xử thế nhất, làm việc tốt nhất, cũng là người tinh mắt nhất đương nhiên. Phó Tiên Phong cũng phán đoán, Bành Dũng nhất định là người có dũng khí và cơ trí, nếu gặp thời cơ sẽ biết nắm giữ. Sau này Bành Dũng có khả năng sẽ là người có thành tựu lớn nhất. Mà sau khi tiếp xúc với thành viên tổ chức kinh tế của Hạ Tưởng, ấn tượng của ông ta đối với Tề Á Nam lại rất bình thường, ngược lại đối với Tôn Hiện Vĩ, một người luôn vui vẻ lại có ấn tượng rất sâu đậm. Ông ta cảm thấy tính tình Tôn Hiện Vĩ rất hợp với sở thích của ông ta. Cuối cùng sau khi nói chuyện với Bành Dũng và Tôn Hiện Vĩ, Phó Tiên Phong đã yên tâm mạnh bạo đề xuất cùng hợp tác với Tôn Hiện Vĩ, mở thị trường ở Ba Lăng. Bởi vì Phó Tiên Phong kiên định cho rằng, Bành Dũng và Tôn Hiện Vĩ mà liên hợp, tuyệt đối là quần anh tụ hội, tuy rằng dùng thành ngữ này để hình dung có vẻ không được thỏa đáng, nhưng Phó Tiên Phong không thèm để ý thành ngữ có thỏa đáng hay không, ông ta chỉ thấy rằng, lấy trí tuệ chính trị của Bành Dũng, lại thêm đầu óc kinh doanh của Tôn Hiện Vĩ, việc kinh doanh của nhà họ Phó cùng với sự hợp tác của hai người thì tuyệt đối có thể yên tâm.
Phó Tiên Phong càng hiểu nhiều về thành viên tổ chức của Hạ Tưởng, trong lòng lại càng khâm phục tầm nhìn của Hạ Tưởng, sao hắn có thể phát hiện ra Hiện Vĩ một nhân tài còn ẩn giấu, còn có tầm nhìn chắc tuyệt, trong thời khắc mấu chốt đã kéo được Bành Dũng nhét vào bên trong thành viên tổ chức. Đó tuyệt đối là một lựa chọn sáng suốt. Nếu Hạ Tưởng tiếp tục dựa theo cách thức hiện tại, kiên định đứng chung một chỗ với ông ta, thì Phó Tiên Phong hoàn toàn tin tưởng không bao lâu nữa, toàn bộ Tỉnh Tương đều là thiên hạ của ông ta và Hạ Tưởng. Và khi Trịnh Thịnh được điều đi, ông ta tiếp nhận chức phụ bí thư, Hạ Tưởng có thể ở lại Tỉnh Tương tiếp tục đảm nhiệm chức phó bí thư tỉnh ủy. Sau đó là có thể kết hợp thay đổi tài nguyên chính trị của cả Tỉnh Tương. Mặc kệ là việc kinh doanh của nhà họ Phó hay là tiền đồ chính trị của đội ngũ Hạ Tưởng, cùng với thành viên tổ chức kinh tế của Hạ Tưởng ở Tỉnh Tương, đều có thể đạt được thành tích thật lớn. Tiền đồ gần như là một mảnh sáng lạng, Phó Tiên Phong vô cùng chờ mong đến lúc ông ta và Hạ Tưởng hợp tác chặt chẽ tại Tỉnh Tương. Cả ông ta và Hạ Tưởng đều nghĩ Hạ Tưởng cho dù phải rời Tỉnh Tương, ít nhất cũng phải sau 1 năm rưỡi nữa, thậm chí còn có thể sẽ ở mãi mãi tại Tỉnh Tương làm việc. Cả hai lại không ngờ rằng, đột nhiên có tin tức truyền ra liên quan đến việc Hạ Tưởng sắp được chuyển đi. Phó Tiên Phong đang ở văn phòng nghe Phó Chủ tịch tỉnh báo cáo công tác, suy nghĩ tới việc sắp xếp các bước đi tiếp theo tại Tỉnh Tương, thì điện thoại bỗng nhiên vang lên. Bởi vì có Phó Chủ tịch tỉnh đang báo cáo công tác, ông ta cũng ít nhiều phải chiếu cố tới thể diện của Phó Chủ tịch tỉnh, nên định không nghe điện thoại. Nhưng nhìn qua, lại phát hiện điện thoại từ thủ đô gọi tới, mà là điện thoại của Quốc vụ viện, ông ta liền hiểu có tình huống mới xuất hiện. Bởi vì nếu là tình hình chung, chú sẽ không gọi điện thoại đến văn phòng ông ta. Phó Tiên Phong giơ tay ngăn Phó Chủ tịch tỉnh đang báo cáo công tác lại, Phó Chủ tịch tỉnh rất thức thời cáo từ rồi rời đi. Vừa cầm lấy điện thoại, bên trong truyền đến tiếng nói trầm ổn của Phó Bá Cử. Tiên Phong, có người đề cử Hạ Tưởng đảm nhiệm chức Phó Bí Thư tỉnh ủy tỉnh Ninh. Phó Tiên Phong chợt giật mình kinh hãi. Sao có thể, lấy kinh nghiệm lý lịch của Hạ Tưởng, còn chưa đủ để đảm nhiệm Phó Bí Thư tỉnh ủy, hơn nữa, cậu ta mới đến Tỉnh Tương chưa được bao lâu. Ông ta đột nhiên ý thức được không phải ở chỗ Hạ Tưởng có đủ kinh nghiệm lý lịch hay không, cũng không phải là do thời gian Hạ Tưởng ở Tỉnh Tương dài hay ngắn, mà ở chỗ ai là người đề cử Hạ Tưởng. Ai đã đề cử Hạ Tưởng rời khỏi Tỉnh Tương? Nhưng Phó Bá Cử không trực tiếp trả lời vấn đề của Phó Tiên Phong, mà lại đầy thâm ý nói một câu. Đề cử Hạ Tưởng đảm nhiệm Phó Bí Thư tỉnh ủy ngược lại cũng không có gì, có thể xem như có người coi trọng Hạ Tưởng. Nhưng còn người đề cử Hạ Tưởng đảm nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Giám sát Ủy ban Kỷ luật Trung ương, mới thật sự có dụng ý lớn. Hạ Tưởng rời khỏi Tỉnh Tương, là tổn thất lớn đối với Phó Tiên Phong. Nhưng nếu đi tỉnh Ninh, còn ít nhiều khiến Phó Tiên Phong cảm thấy vui mừng, dù sao cũng chỉ đi một bước nho nhỏ là tới. Nhưng nếu bị người đẩy đến Bộ Giám sát Ủy ban Kỷ luật Trung ương đảm nhiệm chức Thứ trưởng, nghĩa là có người muốn phá hỏng con đường phía trước của Hạ Tưởng, so với Phó Bí Thư tỉnh ủy tại tỉnh Ninh. Dụng ý còn ác độc hơn. Trong lòng Phó Tiên Phong bỗng nhiên bốc lên một cơn tức giận khó có thể áp chế. Dựa vào cái gì phải điều động Hạ Tưởng? Vì sao lại muốn an bài cho Hạ Tưởng? Trong vô tình, chính Phó Tiên Phong lại không ý thức được, ông ta xuất phát từ lập trường cùng phía với Hạ Tưởng mà suy tư vấn đề. Nói cách khác, theo bản năng, ông ta đã xem Hạ Tưởng như người trong nhà. Đương nhiên, Phó Tiên Phong tức giận hơn phân nửa là bởi vì Hạ Tưởng rời khỏi Tỉnh Tương. Giấc mộng hình thành một tam giác vững mạnh của ông ta sẽ tan biến, kế hoạch của ông ta ở tỉnh sẽ gặp trở ngại. Phó Tiên Phong quyết định hành động, ông ta muốn tìm đến Trịnh Thịnh, thể hiện lập trường kiên định, chuẩn bị lấy danh nghĩa tỉnh ủy tỉnh Tương hướng Trung ương đệ trình đề nghị, giữ Hạ Tưởng lại tỉnh Tương. Mặc dù lúc này ông ta cũng không biết Hạ Tưởng có coi ông ta như người một nhà hay không, nhưng cũng không ngăn cản ông ta lúc này vì Hạ Tưởng mà tức giận bất bình. Lúc này, Phó Tiên Phong còn chưa hoàn toàn ý thức được thái độ Trịnh Thịnh lại biến hóa một cách tinh tế. Khác với cơn thịnh nộ của Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng sau khi biết được tin tức, vô cùng thản nhiên gọi điện thoại về thủ đô. Hắn gọi điện cho ông cụ họ Ngô. Sau khi nói chuyện với ông cụ họ Ngô hơn 10 phút, buông điện thoại, Hạ Tưởng mỉm cười đầy vô vị. Tuy nói thình lình xảy ra việc đề danh, quả thật khiến hắn trở tay không kịp, nhưng không thể không nói, hiện giờ mới chỉ có tin đồn truyền ra. Để ban tổ chức trung ương thực sự xét duyệt, còn cần một đoạn đường rất dài phải đi, càng không cần phải nói đến việc đệ trình lên thảo luận trước Bộ Chính trị. Một đoạn đường rất dài không phải do thời gian dài hay ngắn, mà là do thủ tục rườm rà và phải qua rất nhiều trạm kiểm soát, giai đoạn hiện tại chỉ mới là giai đoạn liên lạc,
thử phản ứng của khắp nơi. Nhưng Hạ Tưởng cũng rất nghi ngờ, người đề cử hắn đến bộ giám sát khẳng định là phái phản đối, việc có thành công hay không tạm thời không nói đến, nhưng ai là người đã để danh hắn đến tỉnh Ninh đảm nhiệm chức phó bí thư tỉnh ủy? Phái bình dân, không có khả năng này. Tổng bí thư, cũng sẽ không, bởi vì hắn có lý do để tin tưởng, nếu như có thay đổi với sự nghiệp của hắn, tổng bí thư tất nhiên sẽ cùng hắn bàn bạc. Ông cụ họ Ngô, hiển nhiên cũng không phải, vừa rồi trong điện thoại, ông cụ đã chứng minh điều đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, theo tin tức từ bên trong, có hai ứng cử viên cho chức phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Ninh, một người là hắn, người còn lại là Chu Hồng Cơ. Dường như ở đây còn có dụng ý sâu xa, chẳng lẽ nói, là có người cố ý đưa hắn và Chu Hồng Cơ đặt song song, ý định đề danh hắn trước, sau đó khiến hắn không được tuyển chọn, để đả kích sự tự tin của hắn. Tóm lại, mưu đồ sâu xa, dã tâm kín đáo. Thậm chí trong lòng Hạ Tưởng còn hiện lên trong đầu một ý niệm không an phận, là thủ tướng cố ý để danh hắn đảm nhiệm chức phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Ninh, mượn tiếng là cất nhắc, thực ra là hạ thấp uy tín của hắn, xem như đả kích hắn để đáp lại vụ Diệp Thiên Nam. Chỉ mong là hắn đã lấy lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Mặc kệ như thế nào, Hạ Tưởng cũng cho rằng, phải mất một thời gian nữa thì hắn mới phải rời khỏi tỉnh Tương, ít nhất cũng là nửa năm trở lên, bởi vì căn cứ vào tình hình mà phân tích, phải sau 5-6 tháng nữa vào cuối năm mới thực sự tới nhiệm kỳ mới của cán bộ cấp tỉnh, từ đó mà xây dựng bố cục 10 năm của bộ chính trị trong nước. Hắn càng có lý do để tin tưởng, nửa năm sau sẽ có một vài điều chỉnh đối với vị trí của lực lượng hậu bị cấp, từ đó mà kết hợp với sự điều chỉnh ở cấp tỉnh và cấp bộ, đạt tới chế ước và hòa bình. Nhờ đó, việc điều động của hắn cũng sẽ thuận lợi mà thay đổi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là vào trước tháng 5 năm tới. Hắn không quan tâm ai là người đã đưa ra tin đồn, hắn cũng không quan tâm ai là người đã để danh hắn tới bộ giám sát hoặc tỉnh Ninh, chỉ cần Tổng Bí Thư không lên tiếng, thì hắn cũng không cần phải vội. Hạ Tưởng quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, tiếp tục ở tỉnh Tương. Mặc cho gió đông nam tây bắc. Quả nhiên, hơn một tháng sau, hoàn toàn gió êm sóng lặng, dường như mọi chuyện lại trở về bình thường, các công tác ở tỉnh Tương vẫn vững vàng tiến hành theo trình tự. Tổ chức thành viên chính trị của Hạ Tưởng tiếp tục cầm quyền, tổ chức thành viên kinh tế tiếp tục đầu tư và khai thác thị trường, tiến triển vô cùng thuận lợi, đạt tới hiệu quả như mong muốn. Đang lúc Hạ Tưởng cho rằng hắn có hy vọng tiếp tục được giữ lại ở tỉnh Tương đến tháng 5 sang năm, thì có một việc xảy ra và có quan hệ vô cùng chặt chẽ tới hắn, ông cụ bệnh tình nguy kịch, làm xáo trộn nề nếp của hắn, khiến hắn phải đi thêm bước nữa, không thể tránh khỏi xuất hiện một sai lệch lớn. Sau khi Phó Tiên Phong cùng Trịnh Thịnh đàm phán mới đụng đến mâu thuẫn trong lòng Trịnh Thịnh, vừa muốn Hạ Tưởng tiếp tục được giữ lại làm việc ở tỉnh Tương, lại lo lắng Hạ Tưởng tham vọng quyền lực quá nặng, sẽ kéo bè kết phái, cuối cùng trở thành một Diệp Thiên Nam thứ hai. Sau khi biết Trịnh Thịnh đang lo lắng đến sự được mất, Phó Tiên Phong lại thầm cười Trịnh Thịnh không tự tin. Điều đó cũng khiến ông ta càng thêm nhận định Trịnh Thịnh không phải là đối thủ của ông ta, lại nghĩ đến Trịnh Thịnh mấy năm qua đều không làm gì được một Diệp Thiên Nam. Ông ta lại âm thầm lắc đầu, từ nay về sau liếc mắt cũng không cần xem trọng Trịnh Thịnh. Công bằng mà nói, Trịnh Thịnh đối với Hạ Tưởng có tâm tư phức tạp không tả nổi cũng có thể lý giải được, bởi vì Hạ Tưởng là Tổng Bí Thư nhận định đứng vào hàng thứ bảy. Trước mắt, xem cảm nhận về địa vị của hắn trong lòng Tổng Bí Thư cũng gần như đối với Cổ Thu Thật. Tổng Bí Thư đem Hạ Tưởng đặt bên người, cũng rất tín nhiệm và coi trọng hắn. Nhưng ngược lại, Hạ Tưởng mặc dù đang ở tỉnh Tương đầy khiêm tốn mà kiềm chế, đối với người ở bên ngoài xem ra có vẻ an phận thủ thường, nhưng trong lòng Trịnh Thịnh hiểu rõ, hào quang của Hạ Tưởng rất lớn, lực ảnh hưởng quá mức kinh người, hắn ở tỉnh Tương tuy rằng xếp hạng chưa lên tới hạng 3, nhưng cũng là cây cầu giữa Phó Tiên Phong, Lương Hạ Ninh và Đàm Quốc Thụy. Hơn nữa giữa hắn và Trương Hiểu có giao tình, một mình Hạ Tưởng có thể liên hợp với Chủ tịch tỉnh, tỉnh ủy Phó Bí Thư, Trưởng ban tổ chức cán bộ và ủy viên thường vụ quân đội, thực là một lực lượng lớn bình thường không coi nhẹ. Nhưng nếu tỉnh Tương đã không còn Hạ Tưởng, có lẽ Phó Tiên Phong và Đàm Quốc Thụy sẽ liên kết, nhưng Đàm Quốc Thụy, Trương Hiểu và Phó Tiên Phong cũng không hợp nhau, liên minh sẽ tan rã, lúc đó bên trong tỉnh Tương cũng sẽ không có người nào có thể uy hiếp đến ông ta nhân vật quyền uy số 1. Hạ Tưởng ở tỉnh Tương thực sự cũng đã tạo ra thành tích thật lớn, vì hắn đã san bằng tốt thế lực Diệp Thiên Nam. Cũng thúc đẩy hai cơn lốc chống tham nhũng,
khiến uy vọng của ông ta bay lên tới tận đỉnh núi. Trong mắt dân chúng bình thường, toàn bộ chiến tích đều thuộc về một mình ông ta, nhưng trong con mắt của các vị cấp cao, của Tổng Bí Thư, những người có nội tâm sâu kín, đều cho rằng Hạ Tưởng tài cán hơn so với ông ta. Trong lòng Trịnh Thịnh tự nhiên cũng rất bất an. Giữ Hạ Tưởng ở lại Tỉnh Tương, lấy thông minh và trí tuệ chính trị của Hạ Tưởng, chưa chắc sẽ liên hợp Phó Tiên Phong mà khiêu chiến quyền uy bí thư của ông ta, nhưng khẳng định sẽ làm ông ta như có hổ ở bên, đứng ngồi không yên. Hơn nữa trong công tác, giữa ông ta và Phó Tiên Phong khó tránh khỏi xung đột, đến lúc đó lập trường Hạ Tưởng sẽ là vô cùng quan trọng. Ông ta cũng không muốn vì một câu nói của Hạ Tưởng, mà ở hội nghị thường vụ ông ta phải bại trận dưới tay Phó Tiên Phong. Không giữ Hạ Tưởng ở lại Tỉnh Tương, thì ông ta lại không biết nên nói lại thế nào với Tổng Bí Thư, vì rõ ràng chính ông ta đã đề nghị đưa Hạ Tưởng rời khỏi Tỉnh Tương. Hơn nữa theo góc độ khác mà phân tích, Hạ Tưởng ở Tỉnh Tương, ngược lại có thể trở thành mảnh đất hòa hoãn giữa ông ta và Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng bình thường cũng không ủng hộ Phó Tiên Phong để mâu thuẫn gay gắt với ông ta. Nói cách khác, Hạ Tưởng ở lại, cũng có lợi làm cho bầu không khí chính trị trở lên hài hòa ở Tỉnh Tương. Trong lòng Trịnh Thịnh vô cùng mâu thuẫn, sau cuộc trò chuyện qua điện thoại với Cổ Thu Thật, ông ta đã có chút hối hận về đề nghị của mình đối với Hạ Tưởng, nếu chẳng may Tổng Bí Thư nghĩ không tốt về ông ta thì khác nào chữa lợn lành thành lợn què. Trịnh Thịnh lại thay đổi quyết định, nghĩ có lẽ nên bình tĩnh nói chuyện, thẳng thắn cùng Hạ Tưởng giao lưu về cái nhìn của mình đối với thế cục Tỉnh Tương. Nghĩ tới đây ông ta tự mình gọi một cuộc điện thoại tới văn phòng làm việc của Hạ Tưởng, không ngờ Hạ Tưởng lại không ở đó. Người nghe điện thoại là thư ký mới nhậm chức của Hạ Tưởng Quách Thiên Kỳ. Bí thư Trịnh, chủ nhiệm Hạ vừa có chuyện khẩn cấp phải về thủ đô. Anh ấy muốn tôi báo cáo với anh một tiếng, bởi vì đi quá vội, nên không kịp tự mình báo cáo với anh. Quách Thiên Kỳ vô cùng cung kính nói. Việc gì mà khẩn cấp như vậy? Trịnh Thịnh trong lòng buồn bực nghĩ. Tuy nhiên hắn không mang theo thư ký, hẳn là không phải chuyện công. Gần đây nhất cũng không nghe nói Ủy ban Kỷ luật Trung ương không mở cuộc hội nghị nào. Ngẫm nghĩ một chút, Trịnh Thịnh vẫn thấy nên gọi vào di động của Hạ Tưởng. Đàm Quốc Thụy tới Tỉnh Tương thấm thoát đã hơn 2 tháng, đối với công tác khai triển các hạng mục thì vô cùng mãn nguyệt, so với ở tại tỉnh Yến, cảm giác còn tốt hơn rất nhiều, khiến cho cảm giác suy sụp của ông ta trước kia hoàn toàn không thấy nữa. Tinh thần hăng hái mà hòa mình vào trong vai diễn phó bí thư tỉnh ủy. Lại nói đến sau khi ông ta tới Tỉnh Tương, điều đầu tiên nên làm hẳn là phải cảm tạ Hạ Tưởng. Không đề cập tới việc Hạ Tưởng vừa ra tay liền giúp ông ta hóa giải mâu thuẫn xung đột với Phó Tiên Phong, và còn trên phương diện đầu tư, vì hắn giới thiệu ông ta tới gặp thị trưởng Mai Hiểu Lâm của thành phố Tương Giang, để ông ta tới Tỉnh Tương, ở trên hai phương diện chính trị và kinh tế, ông ta đồng thời đạt được đột phá, nói không chút khoa trương. Hạ Tưởng chính là ngọn đèn đường sáng nhất kể từ sau khi ông ta đến Tỉnh Tương. Đàm Quốc Thụy thật lòng cảm kích Hạ Tưởng. Những mâu thuẫn của ông ta và Hạ Tưởng trước kia đều đã qua, làm người khi làm việc hẳn là nên vứt bỏ thành kiến, suy nghĩ tới tương lai. Ông ta thực sự hy vọng ông ta và Hạ Tưởng có thể dắt tay cùng tiến tới Tỉnh Tương. Tuy nói ông ta và Hạ Tưởng không đứng cùng một chiến tuyến, nhưng với điều kiện tiên quyết là không đề cập tới ích lợi trung tâm, cố tìm điểm chung. Gác lại những điểm bất đồng dù không nhiều, mà hợp tác cũng là thái độ bình thường trong quan trường. Mặc dù có tin truyền ra Hạ Tưởng khả năng sẽ rời Tỉnh Tương, nhưng Đàm Quốc Thụy vẫn hy vọng Hạ Tưởng sẽ vẫn ở lại Tỉnh Tương làm thêm 1,5 năm nữa, bởi vì trong giai đoạn hiện tại ở Tỉnh Tương, ông ta cảm thấy Hạ Tưởng đúng là một bằng hữu không thể thiếu. Tối nay đúng lúc không có việc gì, nghĩ muốn cùng Hạ Tưởng uống vài chén, giao lưu tình cảm giữa hai người cũng có thể xem là một chuyện tốt. Đàm Quốc Thụy cũng không gọi điện thoại, mà trực tiếp đứng dậy, gõ cửa phòng làm việc của Hạ Tưởng. Sao vậy? Hạ Tưởng không ở trong văn phòng, đã khẩn cấp bay tới thủ đô. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Đàm Quốc Thụy vô cùng khiếp sợ, không biết có phải có biến cố mới xảy ra, hay là vì việc muốn đưa Hạ Tưởng rời khỏi Tỉnh Tương. Không đúng, Hạ Tưởng không mang theo thư ký, một mình rời đi, hẳn phải là việc tư mới đúng. Mặc kệ. Dù sao cũng phải nhanh chóng hỏi cho rõ ràng. Đàm Quốc Thụy xoay người trở lại văn phòng, cầm lấy điện thoại gọi vào di động của Hạ Tưởng. Lương Hạ Ninh khi Hạ Tưởng an bài Tằng Trác ra ngoài đảm nhiệm phó thị trưởng, liền đoán Hạ Tưởng khả năng phải rời Tỉnh Tương, anh ta âm thầm tiếc hận, bởi vì từ lúc quen biết ở trường đảng Trung ương, anh ta cảm thấy Hạ Tưởng là người tốt bụng. Hạ Tưởng chẳng những chân thành mà điềm tĩnh, hơn nữa tuổi còn trẻ địa vị lại cao,
nhưng không hề có chút gì là lông bông và ngạo nghễ. Thật khó có thể tìm thấy một người như vậy. Là một trong những ủy viên thường vụ ở tỉnh Tương, Lương Hạ Ninh tuy rằng trên cơ bản thường nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhưng bằng hữu của anh ta cũng không nhiều, và đại đa số chỉ là quan hệ hời hợt sơ qua, anh ta chỉ có giao tình với Hạ Tưởng, mặc dù không phải là thân lắm, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Bởi vì Hạ Tưởng rất chân thành, kết giao cùng anh ta, không giống như người khác, ngay từ đầu chỉ nghĩ tới hiệu quả và lợi ích. Trong khi đó, mối quan hệ giữa anh ta và Hạ Tưởng thuần túy chính là tình bằng hữu, chính là sự thưởng thức lẫn nhau. Cũng bởi vì điều này, mới khiến Lương Hạ Ninh cảm giác khi kết giao với Hạ Tưởng đặc biệt thoải mái. Sau khi có tin tức truyền ra là Hạ Tưởng có khả năng rời khỏi tỉnh Tương, Lương Hạ Ninh cảm giác vô cùng tiếc hận. Nhưng không lâu sau, tin tức lại lắng xuống, khiến anh ta cảm thấy vui mừng. Anh ta cho rằng Hạ Tưởng ở lại tỉnh Tương, là may mắn cho tỉnh ủy tỉnh Tương và cũng là may mắn cho anh ta. Hạ Tưởng không chỉ là một bằng hữu mà còn là một đồng minh của anh ta. Mặc dù anh và Hạ Tưởng không cùng phe cánh, nhưng anh ta lại không đề phòng nghi ngại gì, đối với Hạ Tưởng anh ta chỉ có thưởng thức và hữu tình. Hạ Tưởng là chất kết dính cho mạng lưới quan hệ phức tạp và rắc rối ở tỉnh ủy tỉnh Tương, có Hạ Tưởng mới có thể duy trì được sự cân bằng ở tỉnh Tương, sẽ không bởi vì đấu tranh chính trị mà rối loạn, làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, mỗi ngày đều phải nghiên cứu quan hệ nhân sự. Lương Hạ Ninh đương nhiên hiểu rõ quan hệ của Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong, đối với lực ảnh hưởng của Đàm Quốc Thụy, cùng với Trịnh Thịnh cũng coi như có giao tình hòa hợp. Hạ Tưởng là người duy nhất duy trì sự cân bằng bên trong tỉnh ủy tỉnh Tương, ngoại trừ hắn ra, không có người thứ hai. Trong lòng Lương Hạ Ninh mơ hồ lo lắng, tin đồn lần trước nói Hạ Tưởng rời đi, chỉ sợ không phải là tin đồn vô căn cứ, là có người ở phía sau thúc đẩy, anh ta không dám phỏng đoán thêm. Nhưng anh ta thật lòng hy vọng Hạ Tưởng vẫn được giữ lại làm ở tỉnh Tương. Anh ta hy vọng có thể nói chuyện với Hạ Tưởng một lần, sau đó đem ý tưởng thực sự của Hạ Tưởng truyền đạt tới Thủ tướng, thuyết phục Thủ tướng cũng ủng hộ giữ Hạ Tưởng lại tỉnh Tương. Lương Hạ Ninh nghĩ thông suốt về vấn đề này, đứng dậy đi tới phòng làm việc của Hạ Tưởng tìm Hạ Tưởng nói chuyện, không ngờ sau khi gõ cửa đi vào, lại được thư ký của Hạ Tưởng trả lời là Hạ Tưởng đã rời khỏi Tương Giang. Sao lại khẩn cấp tới thủ đô? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lớn rồi? Lương Hạ Ninh một lòng lo lắng, suy nghĩ, cuối cùng cầm lấy điện thoại, gọi tới số điện thoại di động của Hạ Tưởng. Không ngờ ở tỉnh Tương quả thật lại có không ít người muốn giữ Hạ Tưởng lại, nhưng ai cũng không ngờ chính là Hạ Tưởng lần này bay về phía thủ đô, là giai đoạn đầu tiên cho việc hắn rời khỏi tỉnh Tương. Xuất phát đáy lòng, Hạ Tưởng cũng muốn vẫn ở lại tỉnh Tương, hơn nữa sau khi tổng hợp tin tức khắp nơi mà phân tích cho ra kết luận là, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn vẫn có thể được giữ lại làm đến tháng 5 năm nay. Hiện tại nguyên đán vừa qua, có rất nhiều công tác dự án cần khẩn trương thực hiện, hắn ở tỉnh Tương cũng toàn diện triển khai sắp xếp, thành viên tổ chức chính trị căn bản đã ổn, thành viên tổ chức kinh tế cũng đã đặt vốn vào đúng chỗ, bắt đầu tiến vào giai đoạn thứ hai thi công, có thể nói, có triển vọng rất tốt. Nếu hắn vẫn được giữ lại làm đến tháng 5, hắn mới nắm chắc rằng có thể lưu lại một thế cục thăng bằng ổn định ở tỉnh Tương, cũng tin tưởng vì thành viên tổ chức chính trị giải con đường rộng lớn, vì thành viên tổ chức kinh tế mọc cánh bay lên. Nếu hiện tại không có điều bất ngờ xảy ra, Hạ Tưởng tin kế hoạch của hắn có thể thuận lợi thực hiện, nhưng có một biến cố lại làm rối loạn bố trí của hắn. Chuẩn xác mà nói lúc hắn nghe được tin tức, ngay cả lúc hắn ngồi trên máy bay, hắn còn không có ý thức được hết biến cố thình lình xảy ra. Không ngờ sẽ ảnh hưởng tới bước đi tiếp theo của hắn, nằm ngoài sự dự đoán của mọi người. Lão sử bệnh tình nguy kịch. Lúc nhận được điện thoại biết lão sử bệnh tình nguy kịch, Hạ Tưởng sợ ngây người, sau đó lập tức bỏ tất cả các công tác, ngay lập tức cố gọi điện cho Trịnh Thịnh nhưng không được, trực tiếp lao nhanh như bay tới sân bay. Tuy rằng một năm gần đây hắn và lão sử ít liên hệ dần, hơn nữa sau khi hắn rời khỏi thành phố Yến, lão sử đối với sự trưởng thành của hắn đã không còn thực hiện bất cứ ảnh hưởng gì, nhưng không thể phủ nhận rằng đối với sự trưởng thành bên trong hắn, thì lão sử chính là người có ảnh hưởng quan trọng nhất. Không đề cập tới lão sử là cha vợ của Lý Đinh Sơn, chỉ lấy sự tôn trọng của Hạ Tưởng đối với lão sử cũng đủ để cho hắn đối với việc lão sử bệnh tình nguy kịch mà lòng nóng như lửa đốt. Cho tới nay, lão sử là một trong ba vị lão nhân cho hắn cảm nhận hòa ái dễ gần, để lại cho hắn một cảm giác thân thiết. So sánh với lão cổ người dù lui nhưng vẫn còn đầy uy lực, so với ông cụ họ Ngô thâm sâu không lường được, lão sử vừa có một quá khứ đầy gian nan vất vả,
lại là một lão nhân cơ trí nhưng đầy tang thương. Hạ Tưởng lúc mới vào quan trường, đã từng trong chóng đo chiều gió trong cuộc đời Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vừa xuống sân bay ở thủ đô, đã thấy có xe chuyên dụng chờ đã lâu đón hắn. Nhưng bất ngờ chính là, Lý Đình Sơn tự mình tới đón. Lão Sử. Hạ Tưởng không nói ra được những lời tiếp theo. Không tốt lắm, chỉ sợ là không qua khỏi. Lý Đình Sơn vẻ mặt đầy ưu tư. Cũng có không ít người tới thăm nhưng cũng là LJ, ông ấy cứ muốn gặp mặt cậu lần cuối cùng. Một câu nói khiến cho Hạ Tưởng nước mắt lưng tròng, không khỏi thổn thức, lão Sử luôn luôn xem hắn như người nhà. Còn chưa nói gì, điện thoại của Lý Đình Sơn lại vang lên, chỉ nghe một câu, vẻ mặt Lý Đình Sơn liền lập tức ngưng trọng. Tổng bí thư đến rồi. Năm đó, lão Sử vì đặc biệt muốn đề bạt Lý Đình Sơn, khiến cho Lý Đình Sơn từ chức cục trưởng nhảy lên tới chức giám đốc sở, đã phải dùng hết ân tình, từ đó về sau Lý Đình Sơn hoàn toàn phải tự mình tiến lên phía trước. Lý Đình Sơn làm ở vị trí giám đốc sở, cũng gần 10 năm không thể tiến thêm một bước nào, mãi đến sau này mới gặp được cơ hội. Sau khi qua lớp huấn luyện trung niên thanh niên, mới vượt qua chức giám đốc sở bước vào cánh cửa của phó tỉnh, rồi tới Bộ Thương mại làm phó trưởng ban. Hơn nữa còn là phó trưởng ban xếp hạng gần cuối, ngành mà anh ta được phân công quản lý cũng không có gì quan trọng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tiền đồ của Lý Đình Sơn cũng sẽ không có gì thay đổi, có khả năng sẽ ở mãi chức phó trưởng ban mà thôi. Lý Đình Sơn không luồn cúi, không đầu cơ, hơn nữa tính tình anh ta lại hơi lãnh đạm, trong quan trường lại chẳng thèm lựa ý hùa theo cấp trên, lại càng không chịu chạy quan, tặng quà để xây dựng mối quan hệ. Thật ra anh ta ở phó trưởng ban Bộ Thương mại, cũng là một lựa chọn không tồi, chỉ ít so với địa phương cũng không cần phải tranh đấu nhiều. Như vậy đối với anh ta mà nói, chẳng phải là cuộc sống mà anh ta mong muốn hay sao? Không phải ai ở trong cuộc đọ sức chính trị đầy khốc liệt cũng đều như cá gặp nước. Thật ra, Hạ Tưởng cũng cho rằng với tình trạng trước mắt của Lý Đình Sơn cũng có thể coi là không tồi. Đại khái hắn cũng đáng trách, đã lâu rồi chưa gặp lão Sử. Trong đợt quốc khánh vừa rồi hắn cũng muốn đi thăm hỏi lão Sử một lần, nhưng sau lại do quá bận đành bỏ lỡ, không ngờ giờ sắp gặp lại, là lúc người gần ra đi. Trong lòng Hạ Tưởng lẫn lộn đủ các cảm giác phức tạp khó tả, nhớ tới những chuyện về một thời đã qua cùng lão Sử, không khỏi thấy buồn bã thất vọng. Thương cảm rất nhiều, ngay cả Tổng Bí Thư cũng tự mình tới thăm lão Sử, thật là một hành động khác thường. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn bất ngờ không kịp phản ứng lại, không nghĩ phía sau hành động này lại ẩn chứa ý nghĩa chính trị sâu xa. Cho tới nay, Hạ Tưởng cũng không biết được bối cảnh của lão Sử thật sự sâu đậm tới đâu, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm tòi nghiên cứu cái gì. Nhưng sau khi lão Sử dùng hết mạng lưới quan hệ của mình mà đặc biệt đề bạt Lý Đình Sơn từ chức cục trưởng lên làm giám đốc sở, khiến hắn có thể kết luận rằng, hẳn ông đã đem tất cả ân tình dùng hết trong một ngày. Bỗng nhiên nghe tin lão Sử bệnh tình nguy kịch, Tổng Bí Thư cũng tới thăm, Hạ Tưởng lại liên tưởng nhiều hơn một chút, có lẽ phía sau cuộc đời chìm nổi trong quan trường của lão Sử, không nhẹ không nặng vẫn để lại rất nhiều ân tình. Vừa tới phòng bệnh cán bộ cao cấp của Bệnh viện Tổng cục Chính trị, hắn đã thấy phía ngoài phòng bệnh có rất nhiều người đang chen chúc. Bởi vì có Tổng Bí Thư đến thăm, nên những người không liên quan không được vào. Hạ Tưởng được Lý Đình Sơn dẫn, lách qua đám người ngoài cửa, đi vào trong phòng. Lão Sử nằm ở trên giường bệnh, trên người cắm đầy ống dẫn, người gầy trơ xương, hốc mắt sâu hóm, giống như một ngọn đèn khô dầu. Hạ Tưởng chỉ liếc mắt nhìn một cái liền cảm thấy đau xót, suýt rớt nước mắt. Bởi hắn thấy khí sắc của lão Sử liền hiểu, đại nạn sắp đến rồi. Tổng Bí Thư xoay người cúi xuống, khẽ nói như an ủi lão Sử điều gì. Môi lão Sử hơi run run, giọng nói yếu ớt, nhiều khi còn không nghe rõ người nói gì. Đầu năm, lúc Hạ Tưởng gặp lão Sử, dáng vẻ lão Sử vẫn còn rất kiên cường, đứng trước mặt hắn sừng sững như một ngọn núi cao, sắc mặt hồng nhuận, giọng nói sang sảng, ăn nói mạnh mẽ. Hơn nữa lão Sử với thân phận là một người đã từng làm bí thư tỉnh ủy, trong mắt hắn chính là một bậc tối cao. Năm đó tầm nhìn của hắn còn chưa rộng mở, trong mắt hắn một bí thư tỉnh ủy cho dù là tiền nhiệm cũng là một nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mà lúc ấy, lão Sử lại rất yêu thương hắn. Ông giống như một ông lão bình thường đầy hiền từ đáng yêu, thậm chí khiến hắn cảm thấy ấm áp như người nhà. Nói không khoa trương chút nào, lúc mới vào quan trường, trong một thời gian rất dài, tư tưởng của Hạ Tưởng đã bị lão Sử ảnh hưởng và chấn động rất lớn. Hiện giờ đã không còn là ông lão càng già càng dẻo càng dai nữa.
hắn và Lý Đình Sơn cũng một người nam một kẻ bắc, rời xa khỏi tầm mắt của lão Sử. Nhưng mặc kệ trăm núi ngàn sông xa xôi cách trở, khi ông lão bệnh tình hết sức nguy kịch, vẫn đinh ninh muốn gặp mặt hắn lần cuối cùng, có thể thấy được hắn ở trong lòng ông lão cũng như người thân của ông lão rồi, có lẽ ở sâu trong nội tâm của lão Sử, cũng có khi còn coi hắn như con cháu. Sau khi Hạ Tưởng đi vào quan trường, cho dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhiều nguy hiểm khốn khó, nhưng hắn chưa bao giờ lùi bước, cũng chưa từng chảy một giọt nước mắt. Nhưng hôm nay, nhìn thấy lão Sử, hắn liền không kìm nổi từ hai bên nước mắt tràn mi, mơ hồ như một đứa nhỏ đau khóc vì sắp mất người thân vậy, nghẹn ngào mà khóc giống lên. Không có mấy ai từng thấy Hạ Tưởng khóc, ngay cả Lý Đình Sơn đã quen biết hắn lâu như vậy cũng chưa từng nhìn thấy, huống gì Tổng Bí Thư. Bởi vậy sau khi Tổng Bí Thư trở lại, liếc mắt thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Hạ Tưởng, lập tức ngây người, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nhưng sau khi kinh ngạc, trong lòng Tổng Bí Thư bỗng nhiên có cảm xúc phức tạp khôn xiết. Anh ta luôn luôn cho rằng Hạ Tưởng là một người có phẩm chất ưu tú, là một người cứng cỏi, mỗi bước đi đều có sự định liệu trước. Anh ta chưa từng thấy Hạ Tưởng biểu lộ tình cảm chân thật như thế nên thực sự cảm động. Trong nháy mắt, hình tượng Hạ Tưởng ở trong lòng anh ta càng thêm phong phú và dồi dào hơn rất nhiều. Nhân vật chính trị, cũng là một người bình thường, cũng có cười vui và nước mắt. Trong nháy mắt, Tổng Bí Thư đã bị nước mắt Hạ Tưởng đánh trúng. Anh ta là một người được vạn người để ý, nhưng anh ta cũng có tình cảm, có hỉ nộ ái ố như người thường. Nếu không bị những suy nghĩ chính trị ảnh hưởng, ngập ngừng không quyết, anh ta đã làm hành động mà không một ai có thể tưởng tượng được. Anh ta tiến lên một bước, một tay nắm thật chặt tay Hạ Tưởng, tay kia thì đặt ở sau lưng Hạ Tưởng, gần như là ôm Hạ Tưởng, rồi cùng Hạ Tưởng đi tới trước giường lão Sử. Hành động của Tổng Bí Thư đã làm cho rất nhiều người phải kinh ngạc. Ngay cả Hạ Tưởng cũng thật bất ngờ khi Tổng Bí Thư đối xử với hắn như thế, hắn vốn định khách sáo từ chối, nhưng tâm tình kích động, còn không kịp phản ứng, đã bị Tổng Bí Thư kéo đến trước mặt lão Sử. Hai mắt lão Sử đã mất đi hào quang sáng rọi, hai tay run rẩy nắm lấy hai tay Hạ Tưởng, dùng giọng nói yếu ớt nói. Tiểu Hạ, cuối cùng cháu cũng đã đến đây, tôi còn tưởng rằng không thể nhìn thấy cháu một lần cuối. Hạ Tưởng cúi người phủ phục xuống cạnh giường. Trong lòng đau xót vô cùng, Trang Nghiêm nói. Lão Sử, ông có chuyện cứ việc nói, cháu nhất định sẽ làm theo. Trong lòng hắn hiểu được lão Sử nhất định còn có điều không yên lòng. Môi lão Sử run run vài cái, hình như nói điều gì, Hạ Tưởng lại không nghe rõ, đã ghé lỗ tai vào sát miệng lão Sử. Đinh Sơn không đủ sức làm ở các bộ ủy ban trung ương ở thủ đô, cháu về sau đừng quên Đinh Sơn. Một câu nói ước chừng tới một phút đồng hồ, mà hai tay Sử lão dùng sức nắm lấy tay Hạ Tưởng, dường như đã dùng hết sức lực của cả đời. Hạ Tưởng ngoại trừ gật đầu còn có thể nói được gì nữa, hắn cắn chặt hàm răng. Lão Sử, ông yên tâm, cháu sẽ luôn để ý tới trưởng ban Lý, cháu sẽ coi anh ấy như người thân của mình vậy. Lão Sử nghe thấy Hạ Tưởng chính miệng đã hứa như vậy, dường như đã dùng hết sức lực cuối cùng, thiêu đốt hết thời gian còn lại của cuộc đời. Cuối cùng dầu hết đèn tắt, hai tay buông thõng xuống, qua đời. Một ông lão đã từng nhiều năm ảnh hưởng tới Hạ Tưởng, một người mà lúc Hạ Tưởng vừa mới vào quan trường, đã khiến cõi lòng hắn đầy kính trọng, một người đã từng rất vô tư mà trợ giúp và yêu thương Hạ Tưởng, ngay trước mặt Hạ Tưởng đã vĩnh biệt cõi đời. Hạ Tưởng ngơ ngác, hơi đờ đẫn, lại có chút mờ mịt, trong lòng vừa đau lại vừa chua xót, không biết nên làm gì. Chỉ có nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Đã lâu rồi hắn không khóc, khi vừa bước chân vào quan trường, hắn liền đeo một chiếc mặt nạ rất nặng, lạnh lùng quên cả tình cảm chân thật, quên đi chân tình của rất nhiều người, trở nên tê liệt trước tình thân, tình bạn và tình yêu, lý trí chiếm giữ tâm tư của hắn, luôn phải cố gắng khống chế tình cảm. Cười cũng là cười giả, lúc cần trầm trọng, cũng giả vờ trầm trọng và vô cùng lãnh đạm. Giờ phút này, Hạ Tưởng dỡ xuống toàn bộ sự ngụy trang của mình, nước mắt tự nhiên chảy ra đầy bi thương. Không để ý đến thân phận của mình, một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, cũng không để ý tới Tổng Bí Thư đang ở bên cạnh, hắn chỉ còn là chính mình năm đó, một kẻ còn ít tuổi vừa mới bước vào quan trường, chỉ còn là chính mình, một kẻ đang đau đớn vì mất đi người thân. Nước mắt bi thương của Hạ Tưởng rõ ràng đã khiến mọi người để ý, bao gồm cả Tổng Bí Thư. Lý Đình Sơn tiến lên đỡ lấy Hạ Tưởng, anh ta so với Hạ Tưởng càng bi thương hơn, nhưng ngại Tổng Bí Thư đang ở bên cạnh. Vì chú ý đến hình tượng, nên không dám lớn tiếng khóc.
nhưng nước mắt của Hạ Tưởng vẫn khiến anh ta đau lòng không thôi. Có lẽ cả đời này, anh ta đã gặp vô số người, kết giao bằng hữu nhiều đến mức không đếm được, nhưng chưa bao giờ có một người nào giống như Hạ Tưởng, một người bằng hữu đáng để anh ta trân trọng cả đời. Tổng bí thư tháo mắt kính xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt. Cũng không biết sao lại thế này, với tâm tình và địa vị ông ta, gặp nhiều thăng trầm trong cuộc đời, cũng tới thăm vô số lãnh đạo cao tuổi, luôn luôn chạy theo hình thức mà đi. Hôm nay đến thăm lão Sử, đầu tiên tất nhiên cũng vì giao tình năm đó với lão Sử, nhưng hơn nửa động cơ lại là dựa vào giải quyết việc chung mà đến. Ông ta không nghĩ rằng, nhìn Hạ Tưởng khóc, lại khiến ông ta không hiểu sao liền cảm thấy bi thương, rốt cuộc không kìm nổi kích động, đau buồn mà rơi lệ. Nước mắt của Hạ Tưởng rõ ràng đã trực tiếp đánh trúng vào nội tâm gần như đau thương bất nhập của Tổng Bí Thư, khiến trong lòng ông ta đã lâu chưa từng cảm động, mà chỉ trong thời gian ngắn bất ngờ không thể kìm chế được mà ánh mắt ươn ướt. Tổng Bí Thư lúc gần đi thì tự mình nói với Hạ Tưởng. Tôi có chút chuyện muốn nói cụ thể với cậu, cậu nhớ chờ điện thoại của tôi. Thấy Tổng Bí Thư giọng điệu đầy kiên định, ánh mắt lại có thâm ý sâu sắc, trong lòng Hạ Tưởng có chút lo lắng. Một vài ý nghĩ không an phận bỗng hiện ra trong đầu, chẳng lẽ là... Không đợi Hạ Tưởng nghĩ thêm, Tổng Bí Thư đã lập tức rời đi. Hắn đành kìm nén bi thương, gạt mọi chuyện sang một bên, chú tâm vào trợ giúp Lý Đinh Sơn thu xếp hậu sự cho lão Sử. Với mạng lưới quan hệ của Lý Đinh Sơn ở thủ đô, thì việc thu xếp hậu sự cho lão Sử, tự nhiên không cần Hạ Tưởng phải sử dụng tới những mối quan hệ của mình. Bận rộn hết 3 ngày, sau khi đã xử trí thỏa đáng mọi chuyện, Hạ Tưởng mới ý thức được 3 ngày qua, hắn luôn quá bận rộn, không đi tới nhà họ Ngô, cũng không liên hệ với bất ai. Cuối cùng mọi việc cũng xong, Hạ Tưởng cảm giác toàn thân đều mệt mỏi, gọi điện thoại về tỉnh Tương, biết được tỉnh ủy cũng không có việc gì lớn xảy ra, lại nhớ tới lời Tổng Bí Thư đã nhắc nhở, Hạ Tưởng quyết định ở thủ đô chờ thêm 2 ngày nữa. Lý Đinh Sơn cả người gầy rộc đi, đối với trợ giúp của Hạ Tưởng, cũng không nhiều lời cảm tạ, lấy giao tình giữa anh ta và Hạ Tưởng. Mọi chuyện đều không cần phải nói nhiều. Hạ Tưởng vốn muốn đi tìm Thiếu Giai hoặc tới nhà họ Ngô, nhưng từ lão Sử qua đời không biết sao lại nghĩ tới lão Cổ, từ lão Cổ lại nghĩ tới Cổ Ngọc, có lẽ là thấy được sinh ly tử biệt, hắn cảm thấy tâm tình của mình không còn giống như trước kia, không hiểu sao lại càng yêu mến và thương tiếc Cổ Ngọc nhiều hơn. Đi vào sân nhà lão Cổ, đã thấy gió bắc đi qua, cảnh tượng sum suê ngày xưa đã không còn, giờ một góc sân hiu quạnh. Hạ Tưởng mơ hồ không rõ gõ cửa đi vào, thấy Cổ Ngọc đang ngồi một mình ở trong sân phía trước hòn non bộ giả, mặt ngẩn ra, vừa thấy Hạ Tưởng, lại hoảng hốt bất ngờ như không nhận ra hắn là ai vậy. Ánh mặt trời mùa đông mặc dù không mãnh liệt, cũng rất trong suốt, chiếu vào gương mặt của Cổ Ngọc, khiến cô có một vẻ đẹp mờ ảo, có lẽ là do vầng sáng, cả người cô giống như đều trong suốt như ngọc, linh hoạt mà kỳ ảo. Hạ Tưởng còn chưa mở miệng nói chuyện. Đã nghe được tiếng nói chuyện từ bên ngoài truyền đến, nhìn lại không khỏi ngẩn người, là thủ tướng. Thật ra từ sâu trong nội tâm, không thể nói Hạ Tưởng không có cảm tình với Cổ Ngọc. Trên thực tế, hắn yêu thương Cổ Ngọc theo một cách khác. Không chỉ lão Cổ cô độc, cũng không bởi vì Cổ Ngọc đẹp một cách linh hoạt kỳ ảo và dịu dàng, mềm mại như Ngọc. Mà trong lòng hắn, trước sau có một tình cảm khó có thể loại bỏ, có một khúc mắc không thể tháo gỡ. Đàn ông đều có tâm lý muốn bảo hộ người khác, Hạ Tưởng cũng thế. Liên Nhược Hạm có một tuổi thơ đầy cô độc và bất hạnh, nhưng ít nhất cô còn có một gia đình hạnh phúc, bất kể ngăn cách giữa cô và cha cô, dù sao vẫn còn có ông nội và đứa con yêu mến cô. Nghiêm Tiểu thì tuy rằng không có cha mẹ ở bên cạnh, cô vẫn là đứa con ngoan ngoãn được cha mẹ yêu thương, đều được hưởng sự ấm áp và ngọt ngào của một gia đình như bao gia đình khác. Vệ Tân cũng vậy, cha mẹ cô yêu cô như hòn ngọc quý trên tay. Trong mắt cha mẹ cô chính là toàn bộ hạnh phúc của họ. Đến cả Thiếu Giai cũng có tình thân nồng đậm, cũng có tình cảm chị em, cũng được cha mẹ yêu, cũng có một gia đình hạnh phúc. Thậm chí ngay cả kẻ phản nghịch Phó Tiên Tiên, cũng có ông nội chú bác yêu thương cô, còn có một người anh trai luôn yêu thương và bao che khuyết điểm cho cô ấy, đối xử với cô ấy như một báu vật. Lại càng không cần nói tới Tào Thù Lê, từ một gia đình nhỏ hạnh phúc mỹ mãn. Sau khi lớn lên lại được hắn nuông chiều, có thể nói 3.000 sủng ái đều dành cả cho cô. Chỉ có Cổ Ngọc là cô đơn, trong suốt như Ngọc, không may cha mẹ sớm qua đời, chỉ còn cô và lão Cổ sống nương tựa lẫn nhau. Cho dù cô có giữ trong tay của cải vô cùng lớn, nhưng cuộc đời đảo mắt trời thu mát mẻ, nhỡ khi lão Cổ qua đời,
Cổ Ngọc cô độc một mình thì sẽ sống như thế nào? Cô lại là người thẳng thắn không dành thế sự, nói về khôn khéo, thì cô không bằng Nghiêm Tiểu Thì. Nói về nhân duyên, cô lại không bằng Tào Thù Lê. Nói về kiên cường, cô không bằng Phó Tiên Tiên. Nói về sự mềm dẻo, cô không bằng Vệ Tân. Cô một mình trơ trọi đi lại giữa trần thế mênh mông, một đứa nhỏ ngỡ ngàng trước thế giới xung quanh, ai có thể bảo vệ và sưởi ấm cho cô? Sau khi trải qua sự kiện Lão Sử, Hạ Tưởng đã suy nghĩ rất nhiều, càng cảm thấy thẹn với Cổ Ngọc. Một người con gái như hoa như ngọc, chính là một tiên tử rơi vào thế gian, cô không nên có bi thương và ai oán của trần thế. Chỉ có điều cho dù cô là tiên tử, một khi yêu người phàm trần, cũng khó thoát khỏi phải lăn lộn trong hồng trần. Hạ Tưởng chính là chiếc lưới của hồng trần, giữ Cổ Ngọc ở trong, khiến tâm hồn Cổ Ngọc khó có thể cất cánh, không thể tự do tự tại mà bay lượn giữa đất trời. Bởi vì cô bị ràng buộc. Anh là ai? Anh tìm ai? Hai mắt Cổ Ngọc đầy ngỡ ngàng, không ngờ hỏi một câu ngốc như vậy. Hạ Tưởng không kịp trả lời, lão cổ đã lớn tiếng nói. Hạ Tưởng đã đến đấy à? Sao không báo trước để còn tiếp đón? Tới đúng lúc lắm, mời không bằng tình cờ gặp, thủ tướng cũng đang muốn nói chuyện với cháu. Hóa ra là Hạ Tưởng. Cổ Ngọc lấy lại tinh thần, mắt sáng rực lên, niềm vui bất ngờ sáng lên trên khuôn mặt, nhưng lại nhanh chóng ảm đạm. Ồ, anh đã đến rồi. Trong lòng Hạ Tưởng bỗng nhiên cảm thấy mất mát, muốn nói điều gì, lại thôi chỉ quay đầu lại, cố gắng trấn an tinh thần đi vào cùng lão cổ, thủ tướng nói chuyện. Tinh thần lão cổ cũng không tồi, hai mắt có thần, bước đi mạnh mẽ cứng cáp. Ngược lại, thủ tướng lại lộ vẻ mệt mỏi, vừa thấy Hạ Tưởng, lập tức thân thiết tươi cười, chủ động chìa tay ra. Đồng chí Hạ Tưởng, xin chào. Hạ Tưởng cung kính mà khách khí dùng hai tay nắm lấy tay thủ tướng. Thủ tướng, chào ông. Việc Lão Sử, tôi cũng có nghe nói qua, hãy cố nén bi thương. Thủ tướng an ủi vỗ vỗ vào bả vai Hạ Tưởng. Không cần bi thương mà hại tới sức khỏe, sự tình cũng đã qua, người già rồi, cũng khó thoát khỏi cửa cuối cùng. Giọng điệu thủ tướng vẫn thân thiết mà ấm áp, vĩnh viễn khiến người ta cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của ông. Phải thừa nhận, thủ tướng rất có nghệ thuật nói chuyện. Lão cổ cũng an ủi Hạ Tưởng vài câu, tuy nhiên lời của ông nghe lại có vẻ cứng rắn hơn, vừa nghe cũng biết là ông ta nói cho có lễ độ chứ không thật tâm trấn an. Hạ Tưởng thật ra cũng không có ý oán giận lão cổ. Lão cổ và Lão Sử không có giao tình, Lão Sử cũng không phải là người thân của ông ta, lão cổ cũng chỉ là khách khí mà nói. Nhưng hắn vẫn khâm phục trình độ của thủ tướng, bởi vì thủ tướng và Lão Sử cũng không có giao tình gì. Nhưng lời trấn an của ông ấy vẫn khiến cho người ta nghe xong rõ ràng thấy cảm động. Đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. Sau khi vào tới phòng khách, thủ tướng ngồi vào chỗ của mình, liền nói thẳng với Hạ Tưởng về vấn đề chính. Hạ Tưởng, Trung ương cho rằng công tác của cậu cần phải điều chỉnh lại một chút. Quả nhiên là vậy, Hạ Tưởng cảm thấy sốc trong lòng. Từ lúc còn ở trong phòng bệnh của Lão Sử, đến lúc Tổng Bí Thư cố ý dặn dò trước khi đi khiến cho Hạ Tưởng đã đoán được điều gì. Nhưng không ngờ, tạm thời hắn còn chưa làm rõ, lại may mắn thế nào gặp được Thủ tướng ở trong nhà Lão Cổ, Thủ tướng đã đi trước một bước. Xin Thủ tướng cứ chỉ thị. Hạ Tưởng chỉ có thể thành thật nghe Thủ tướng chỉ thị. Tôi cũng không lấy danh nghĩa là Trung ương, cũng không lấy danh nghĩa là Ban Tổ chức Trung ương, chỉ lấy thân phận cá nhân nói với cậu một tiếng. Thủ tướng ngồi đối diện với Hạ Tưởng, người mặc một chiếc áo màu xám, trời lạnh, khiến sắc mặt ông ta ửng đỏ. Ủy ban kỷ luật Trung ương cho rằng cậu có thành tích lớn trong công tác, cố ý điều cậu đến bộ giám sát. Nói được một nửa, thủ tướng cố ý tạm dừng một lát, dường như muốn để ý tới phản ứng của Hạ Tưởng. Chỉ tiếc là, Hạ Tưởng cũng không có kích động gì hoặc biểu hiện kích động, vẻ mặt thản nhiên và kính cẩn, thái độ làm cho người ta không thấy được bất luận tật xấu gì. Chỉ có điều so lúc ở tỉnh Tương thì bây giờ hắn có vẻ rất khiêm tốn, thậm chí còn có chút thận trọng. Lão cổ cười không nói, trong lòng lại nghĩ, hay cho thằng nhỏ này, đúng là một tay giả ngu rất giỏi, đổi lại là người khác, thật sự có khả năng đã bị anh lừa rồi, thực sự sẽ nghĩ rằng anh là một con cừu ngoan ngoãn. Thủ tướng thấy không nắm bắt được ý nghĩ thực sự của Hạ Tưởng, cũng đành để sang một bên, trở về vấn đề chính. Tuy nhiên cá nhân tôi cho rằng, vũ đài của cậu còn rộng lớn vẫn nên ở lại địa phương, tôi sẽ đề nghị với Ban Tổ chức Trung ương, tiếp tục giữ cậu lại địa phương để có thể phát huy hết tài năng của mình. Cảm ơn Thủ tướng đã quan tâm tới tôi.
Hạ Tưởng liền kịp thời tỏ ý cảm tạ. Thủ tướng có chút không vừa lòng. Đồng chí Hạ Tưởng, cậu có ý tưởng gì về công tác của mình, có thể trực tiếp đề xuất. Lão cổ cũng không phải là người ngoài, cậu cũng không cần xem tôi như người ngoài. Cậu cũng biết, tôi luôn luôn ủng hộ công tác của cậu. Lão cổ vẫn như cũ chỉ mỉm cười, tuy nhiên lại nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không biết là ám chỉ Hạ Tưởng điều gì, hay là đang tán thưởng cách nói của thủ tướng. Hạ Tưởng thật sự cảm thấy không tiện mở miệng nói điều gì. Nói lời khách sáo, thủ tướng đã nói đừng làm như người xa lạ. Nói thật ra, làm sao có thể ngay trước mặt thủ tướng đối mặt với tiền đồ đang mở rộng tại Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Hướng thấp thảo luận, sợ bạc đãi chính mình. Hướng cao thảo luận, lại thành có ý chí tiến thủ quá cao. Hơn nữa, hắn cho dù muốn tiến thêm một bước, cũng không trực tiếp nhắc tới trước mặt thủ tướng. Như vậy là không hợp với quy củ, cũng không chắc hắn làm được việc. Nhưng thủ tướng cố tình, rất nhiệt tình rất thân thiết hỏi đến, hắn cho dù hoài nghi nhiệt tình của thủ tướng không biết là thật hay không, cũng phải lấy chân thành mà đáp lại. Sự tình, sẽ rất khó làm. Cá nhân tôi sẽ nghe theo quyết định của Trung ương. Sau khi nói một câu khách sáo, Hạ Tưởng liền nói một câu vừa bảo thủ lại vừa giả bộ ngớ ngẩn để đánh lừa. Tôi hy vọng tiếp tục được giữ lại làm ở tỉnh Tương, hy vọng hoàn thành sự nghiệp còn đang dang dở ở tỉnh Tương. Thủ tướng sắc mặt hơi cứng đờ, lập tức khôi phục lại bình thường, ha hả cười, cũng không tiếp lời Hạ Tưởng nói. Điều cậu rời khỏi tỉnh Tương, cũng là suy xét tới quá trình trưởng thành của cậu và tổng hợp với đại cục ở tỉnh Tương, ý kiến của tôi là, trước mặt cổ lão, tôi luôn ăn ngay nói thật, bước tiếp theo của cậu hẳn là làm phó tỉnh ủy. Tuy nhiên cũng có đồng chí lãnh đạo cho rằng, cậu có thể làm ở vị trí ủy ban kỷ luật. Còn có đề nghị của một vài đồng chí khác hiện đang được khai thác, đó là đề nghị cậu đảm nhiệm chức phó chủ tịch tỉnh, bây giờ còn chưa có đạt được sự nhất trí chung. Cho nên nói, ý kiến cá nhân của cậu cũng rất quan trọng, khi chính thức thảo luận, tôi sẽ tham khảo ý kiến của cậu. Hạ Tưởng cũng không biết rằng trong một lần vô ý gặp mặt, không ngờ thủ tướng không thể tóm lấy hắn, lại không thể khiến hắn tỏ thái độ, liền làm hắn phải lâm vào thế khó xử. Không tỏ rõ thái độ, không chỉ khiến thủ tướng không vui, cũng là không nể mặt lão cổ, càng khiến hắn có vẻ rất tự cao tự đại. Đến lúc đó lúc Bộ Chính trị thảo luận vấn đề của hắn, thủ tướng hoàn toàn có thể nói đến thái độ của hắn. Tỏ thái độ, có hay không cuối cùng vẫn khiến người không hài lòng, vấn đề là, hắn nên nói như thế nào? Ai không muốn bước tiếp theo bay lên một bước, lấy cấp bậc hiện giờ của hắn, bước tiếp theo đảm nhiệm chức phó tỉnh ủy là lựa chọn tốt nhất, nhưng sắp xếp cho hắn lên chức phó tỉnh ủy, chỉ có thể là quyết định của ông cụ họ Ngô. Hoặc là ngược lại có thể nói, nếu hắn trực tiếp nói với thủ tướng là hắn muốn làm phó tỉnh ủy, sẽ làm thủ tướng cho rằng hắn phù phiếm không thật. Nhưng nếu nói muốn tiếp tục đảm nhiệm chức ủy ban kỷ luật tỉnh, như vậy lúc Bộ Chính trị thảo luận, thủ tướng sẽ nói ra ý kiến của hắn. Đến lúc đó ban tổ chức trung ương cho dù muốn để danh hắn lên phó tỉnh ủy, cũng sẽ thành trò cười. Thật đúng là một lựa chọn khó cả đôi đường. Im lặng đại khái nửa phút, Hạ Tưởng rốt cục mở miệng. Thật ra tôi khăng khăng giữ lại ý kiến của tôi vì hiện giờ ở tỉnh Tương có rất nhiều công tác vừa mới được khai triển, ở lại tỉnh Tương là tốt nhất. Đương nhiên nếu trung ương có suy xét tới toàn diện, tôi cũng sẽ nghe theo quyết định của trung ương. Mặc kệ có phải là còn làm tại ủy ban kỷ luật hay không, tôi nhất định sẽ tiếp tục chú tâm tới các công tác bên trong, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Tốt, tốt, tốt. Ông ta nói liền ba lần tốt, mắt đầy thâm ý nhìn Hạ Tưởng vài lần, sau đó chuyển hướng nhìn lão cổ nói. Lão cổ, ông yên tâm, tiền đồ của Hạ Tưởng, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Cũng không biết một câu ghi nhớ trong lòng là như thế nào, Hạ Tưởng cung kính đưa lão cổ và thủ tướng đi ra ngoài. Sau khi lão cổ cùng thủ tướng ngồi xe rời đi, hắn mới giật mình chợt tỉnh, sao lão cổ không ở lại, mà lại đưa thủ tướng đi ra ngoài. Cả ngôi nhà to như vậy, chỉ còn hắn và cổ Ngọc. Sau khi cùng thủ tướng nói chuyện một hồi, tuy vẫn nói chỉ là nói, nhưng trong lòng Hạ Tưởng đã hiểu rõ một sự thật, mặc kệ thủ tướng có dụng ý gì, ngày hắn ở tỉnh Tương sẽ không còn lâu nữa, nhưng nguyên nhân mà hắn phải rời tỉnh Tương là gì? Trung ương toàn diện suy xét là một lý do thoái thác dễ nghe, mỗi một lần điều chỉnh từ cấp phó tỉnh trở lên, sau lưng đều che giấu ý nghĩa chính trị nằm sâu phía trong. Nhất là cán bộ cấp phó tỉnh trẻ tuổi như hắn, tính gộp tất cả lực lượng dự bị của nhà họ Ngô, mỗi một lần bị điều động, đều là một hành động chính trị với thâm ý sâu sắc. Nhưng mặc kệ, dù sao tin rằng chỉ trong một hai ngày,
nhất định sẽ đích thân nói rõ với hắn. Chỉ có điều trong lòng Hạ Tưởng trước sau đều lo lắng chính là, cũng không biết lão sử đã nói cái gì, rõ ràng là, lão sử nếu có điều phó thác cho hắn, hẳn là cũng phải có cơ sở để chờ mong. Chẳng lẽ là, Hạ Tưởng bỗng nhiên đoán được cái gì, việc điều động hắn có liên quan tới bước đi tiếp theo của Lý Đinh Sơn. Đêm mùa đông, nước đóng thành băng. Thủ đô cách thành phố Yến về phía bắc chưa đến 300 km. Mùa đông ở thủ đô lại lạnh và khô ráo hơn thành phố Yến rất nhiều. Ngay cả mùa xuân ở thủ đô cũng khô hanh hơn thành phố Yến gấp mấy lần. Hạ Tưởng thậm chí còn không chút thú vị nghĩ tới, thật ra thủ đô hiện giờ đã không thích hợp với diễn xuất ở thủ đô nữa, gió mùa xuân rất lớn, mùa hè quá nóng, mùa thu rất khô hanh, mùa đông rất lạnh, hơn nữa một năm bốn mùa đều quá nhiều người, mỗi ngày đều bị kẹt xe, không nên ở lại. Chỉ cách 300 km về hướng nam, thành phố Yến trở thành thủ đô mới thì không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ lúc nhàm chán mà thôi. Nhưng nói đi thì nói lại, Hạ Tưởng nhớ tới lời của một giáo sư kinh tế học nào đó đã lớn tiếng tuyên bố Giang Thành tỉnh sở thực tế càng thích hợp làm thủ đô hơn. Giang Thành ở Trung Bộ, về đường thủy, đường bộ và đường không đều rất phát triển, lại có hai con sông giao nhau, đường lớn thông chín tỉnh lại tiện lợi, nhưng đây là mảnh đất của người Trung Nguyên, khí tượng không ôn hòa. Và lại trong lịch sử chưa từng có vương triều nào đóng đô ở đây, không có số mệnh được mở rộng ra, muốn trở thành thủ đô, cũng là điều không thể. Dân thành thị quá nhiều, khí nhiên nhiên quá ít. Tất nhiên, Hạ Tưởng cũng có ý tưởng muốn thành phố Yến trở thành một thủ đô mới, tuy nhiên chỉ là khi nhàn rỗi mà nghĩ loạn, theo kế hoạch lâu dài, thành phố Yến càng thích hợp làm thủ đô thứ hai, chia sẻ áp lực với Bắc Kinh, vì Bắc Kinh cung cấp sức lao động và nhà ở, vân vân. Thật ra cho tới nay, thành phố Yến mặc dù còn chưa có danh phận rõ ràng, nhưng vẫn được coi là thủ đô thứ hai. Đã bao nhiêu năm nay, vì phát triển thủ đô khiến không biết bao nhiêu kẻ phải hy sinh. Cũng như Cổ Ngọc, có lẽ hắn yêu cô rất ít, nhưng cô luôn luôn ở sau lưng hắn yên lặng ủng hộ hắn trong mọi chuyện, chưa bao giờ rời xa, cũng không bỏ đi, bất kể là được mất, đều nỗ lực. Cho nên, sau khi Lão Cổ và Thủ tướng đi rồi, Cổ Ngọc tuy rằng ngồi ở trước mặt Hạ Tưởng mà tiếp hắn, nhưng vẻ mặt vẫn lãnh đạm như trước, Hạ Tưởng cũng không có bất luận oán giận và bất mãn nào, mà chỉ nhẹ nhàng rót cho Cổ Ngọc một chén nước, cẩn thận đặt vào tay cô, sau đó ngồi ở bên cạnh cô. Hạ Tưởng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cổ Ngọc, mặc dù hệ thống sưởi hơi vẫn làm việc, trong phòng ấm áp như xuân, nhưng bàn tay nhỏ bé của Cổ Ngọc lại lạnh lẽo như băng. Hai tay cầm bàn tay nhỏ bé của Cổ Ngọc, nắm ở lòng bàn tay. Lại hà hơi vào mấy lần, mới cảm giác được lòng bàn tay cô có chút ấm áp hơn. Cổ Ngọc từ đầu đến cuối vẫn để Hạ Tưởng cầm tay, không nhúc nhích, ánh mắt dường như rất mờ mịt, lại dường như rất tự do, cũng không nhìn Hạ Tưởng. Vừa mới đã trải qua một trận sinh ly tử biệt, nội tâm Hạ Tưởng hiện tại đã mềm mại hơn rất nhiều. Hắn chỉ lặng lặng ngồi bên cạnh Cổ Ngọc, cũng không nói gì, kéo cô tựa vào người hắn, không dám nhúc nhích, không đành lòng kinh động cõi mộng của cô. Cứ như vậy, hai người dựa vào nhau suốt nhiều giờ. Không biết từ khi nào, Cổ Ngọc ở trong lòng hắn đã say sưa đi vào giấc mộng. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống đôi môi tinh tế, hai mắt cực phong tình khác thường, cái mũi cao hơn so với người bình thường càng khiến cô đẹp như thuần khiết như ngọc. Cô co người, đầu gối lên đùi Hạ Tưởng, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng Hạ Tưởng, ôm thật chặt, chỉ sợ buông lỏng tay sẽ vĩnh viễn mất đi Hạ Tưởng vậy. Có lẽ ở càng cao, ánh mắt càng xa. Đối với rất nhiều sự tình tuy đều cho là tại tâm, hắn hiện tại không chỉ ít quan tâm tới Cổ Ngọc, mà đối với Tiếu Giai, Vệ Tân, Nghiêm Tiểu Thì, Liên Nhược Hạm đều ít quan tâm, chỉ có Tào Thù Lê Thường ở bên cạnh hắn, mới cảm nhận được tình yêu của hắn. Lão sử đến chết, khiến Hạ Tưởng rất xúc động, khiến hắn cũng trầm tĩnh hơn rất nhiều. Mắt thấy mặt trời ngã về Tây, vô tình đã cùng Cổ Ngọc ngồi một buổi chiều, Hạ Tưởng đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy Cổ Ngọc. Cổ Ngọc thân cao hơn 1m6, vậy mà nặng cũng chưa tới 50kg, đem Cổ Ngọc đưa vào trong phòng, đắp chắn cho cô, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng, sau đó Hạ Tưởng làm một việc mà hắn chưa bao giờ làm cho Cổ Ngọc. Nấu cơm. Hạ Tưởng vào phòng bếp, buộc tạp dề, xắn tay áo bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Đã lâu hắn không làm, bây giờ cảm thấy hơi gượng gạo. Tuy nhiên cũng may, tay nghề nấu cơm của Hạ Tưởng được luyện từ nhỏ vẫn chưa hề giảm sút. 10 phút sau, cũng đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, đốt dầu, sau đó hắn liền bắt đầu thi triển tay nghề làm bếp.
Khoảng hơn nửa giờ, hắn đã vì Cổ Ngọc làm ra một bữa tối có chút phong phú. Cổ Ngọc cảm giác ngủ đẫy giấc, dụi mắt, đi dép lê, vừa ngáp vừa đẩy cửa phòng. Chợt cô không khỏi ngẩn người, Hạ Tưởng mặc tạp dề tay cầm nồi cơm, đây là hình ảnh mà cô chưa bao giờ thấy qua, hơn nữa trên mặt còn tươi cười vui vẻ mà thân thiết, khiến nội tâm băng giá của cô như chợt tan ra. Lại thấy một bàn ăn đầy những món ăn phong phú, cô nghĩ cũng không dám nghĩ là Hạ Tưởng tự tay làm. Nháy mắt, một cảm giác hạnh phúc và ấm áp chưa từng có lan rộng toàn thân. Trong lòng Cổ Ngọc như nở hoa. Biết anh không rõ đã bao nhiêu năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh phá lệ nấu cơm cho em. Cảm ơn anh, Hạ Tưởng, em thật sự rất vui. Cổ Ngọc cười, khắp nhà sinh hương, cô chạy về phía trước, ôm lấy cổ Hạ Tưởng, dùng sức hôn một cái lên mặt Hạ Tưởng. Một bữa tối thật lãng mạn với ánh nến, khiến Cổ Ngọc kiều diễm như một bông hoa. Dưới ánh đèn, mặt cô hồng nhuận, hai mắt trong suốt như ngọc, khi ăn cơm cứ cúi đầu mỉm cười suốt, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn Hạ Tưởng cười trộm, khi thì ngượng ngùng, khi thì đẹp tới thuần khiết. Hạ Tưởng cũng không biết rằng, dù Cổ Ngọc lặng yên mà vụng trộm cười nhưng trong nội tâm của cô lại vẫn không hết phiền muộn, có lẽ bẩm sinh đã bi quan, trước mắt càng tuyệt vời, thì sau khi chia tay lại càng thê lương. Buổi tối, lão Cổ vẫn chưa trở về, cũng không biết đi đâu, khó có thể luôn cùng thủ tướng ở một chung chỗ chăng. Tình nghĩa giữa lão Cổ và thủ tướng, Hạ Tưởng không tiện đánh giá, có lẽ quẳng đi nhân tố chính trị, thì giữa hai ông lão có được ân tình ấm lạnh hiếm có thế nào cũng chưa biết được, hắn không thể bởi vì tình nghĩa giữa hắn và lão Cổ L mà sinh lòng bất mãn đối với tình bạn giữa lão Cổ và thủ tướng. Công bằng mà nói, lão Cổ và thủ tướng đã quen biết từ trước, mà hắn mới là người đến sau. Ban đêm, gió bắc càng mãnh liệt, nhiệt độ càng lạnh, vì bắt đầu một ngày mùa đông lạnh nhất từ trước tới nay. Ban đêm, Hạ Tưởng ngồi cùng với Cổ Ngọc suốt một đêm, ôm cô vào lòng, kể cho cô nghe về thời thơ ấu và rất nhiều chuyện cũ của hắn. Cổ Ngọc nghe đến mê muội, đôi mắt to chớp động, thỉnh thoảng toát ra sự thương tiếc hoặc vui sướng. Sáng sớm hôm sau, có điện thoại gọi tới, yêu cầu Hạ Tưởng đến Trung Nam Hải, vẫn là chỗ lần trước Tổng Bí Thư tiếp kiến hắn và cùng hắn dùng cơm trưa. Và khác hẳn lần trước, lần này Hạ Tưởng ngựa quen đường cũ đi tới địa điểm đã xác định. Có nhân viên ngồi trong phòng chờ hắn. Vẫn là phòng lần trước, bố trí vẫn đơn giản, chẳng qua chưa đến giờ ăn cơm, nên không có bàn ăn. Và khác với lần trước khi tiếp Cổ Thu Thật, lần này chỉ có một mình hắn và Tổng Bí Thư mặt đối mặt, Hạ Tưởng không khỏi có chút khẩn trương. Ngồi chưa đến 5 phút đồng hồ thì Tổng Bí Thư vào. Hạ Tưởng vội vàng đứng dậy, vừa muốn mở miệng, Tổng Bí Thư đã đi trước hắn một bước nói. Thời tiết thật lạnh. Trận tuyết đầu tiên của năm nay sắp rơi xuống, Hạ Tưởng, hiện tại Tương Giang, lại ấm áp hơn thủ đô nhiều nhỉ. Hạ Tưởng bắt tay Tổng Bí Thư, nói. Mùa đông ở Tương Giang cũng khó qua, nếu bên trong không có hệ thống sưởi, thật sự trời quá lạnh. Cũng không tưởng tượng được ở phương Bắc, bên ngoài gió Bắc gào thét, bên trong lại ấm áp như xuân, chính là Lưỡng Trọng Thiên. Lưỡng Trọng Thiên cũng không có gì tốt cả, nóng lạnh tương phản quá lớn, dễ dàng cảm mạo. Ngược lại không bằng bên trong bên ngoài nhiệt độ không khí đều giống nhau càng làm cho người ta cảm giác trước sau như một. Lời Tổng Bí Thư nói có thâm ý rất sâu sắc, hiển nhiên có điều muốn ám chỉ. Hạ Tưởng cũng không dám đoán lung tung về ý tưởng thực sự của Tổng Bí Thư, đành phải tiếp tục nói. Đàn ông hy vọng phụ nữ có thể ra được phòng khách cũng vào được bếp, cán bộ đảng viên cũng muốn có năng lực thích ứng với mọi việc, mặc kệ là ấm áp hay là rét lạnh, đều phải luôn luôn kiên trì tin tưởng. Còn nghiêm túc công tác. Tổng Bí Thư rốt cục ha hả cười. Nói như vậy, anh không sợ gian khổ mà đến công tác ở địa phương. Cái gì nên đến sẽ đến. Nói thật, hiện tại, Hạ Tưởng cũng không muốn rời tỉnh Tương, không phải vì lưu luyến với hoàn cảnh hiện tại, mà là có rất nhiều sự tình còn chưa hoàn thành, hiện tại nếu đi, sẽ luôn luôn có chút tiếc nuối. Nhưng việc đời dù sao cũng khó mà hoàn toàn tốt đẹp được. Không có nhiều thời gian để hắn đem thành viên tổ chức chính trị và thành viên tổ chức kinh tế ở tỉnh Tương mở rộng một cách toàn diện. Tuy nhiên theo góc độ kia mà nói, Chu Duệ Nhạc và Tôn Hiện Vĩ cũng đều đã trải qua sóng to gió lớn, tin tưởng bọn họ cũng có đủ năng lực để tự bảo vệ mình, cũng có dũng khí để vật lộn với sóng gió. Không sợ, tôi còn trẻ, dù phải đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Hạ Tưởng nửa đùa nửa thật trả lời. Tổng Bí Thư cười ha ha. Sau khi cười xong, ánh mắt Tổng Bí Thư lại lắng xuống vài phần. Nói thật, Hạ Tưởng,
căn cứ theo suy nghĩ của tôi, hiện giờ cậu ở lại Tỉnh Tương vẫn là tốt nhất, nhưng bởi vì có vài biến cố bất ngờ, trước tiên không thể không an bài bước tiếp theo của cậu. Biến cố bất ngờ, ngoại trừ việc lão sử chết và trước khi Lâm Trung có phó thác cho hắn, mặt khác, xem ra, lời nói lúc lão sử Lâm Trung, vẫn có trọng lượng, ít nhất cũng khiến trong lòng Tổng Bí Thư cũng phải vướng bận. Lý Ninh Sơn điều ra thủ đô, cậu cho rằng ông ta làm chức vụ gì thì tốt. Tổng Bí Thư nhìn thẳng vào mắt Hạ Tưởng, hỏi. Lão sử chiếu cố tới tiền đồ Lý Ninh Sơn. Hạ Tưởng sớm đã có dự đoán, thậm chí năm đó không ngại thiệt thòi mà đốt cháy giai đoạn, giờ bình tĩnh mà xem xét. Sau khi Lý Ninh Sơn lên tới phó bộ, con đường làm quan khá gập ghềnh, không phải ông không đủ năng lực, mà là đối mặt với sự kìm kẹp của các cấp cao khác trong quan trường, với tính cách thư sinh như của ông ta khiến ông lực bất tòng tâm. Lý Ninh Sơn thích hợp nhất vẫn là làm một công tác cụ thể, tỉ như phó chủ tịch tỉnh, tỉ như trưởng ban thư ký tỉnh ủy, hoặc cũng có thể là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Lấy cấp bậc phó trưởng ban bộ thương mại của anh ta hiện giờ, đưa tới địa phương. Lấy chức ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh làm bước khởi đầu thấp nhất để cất cánh, nếu một bước lên chức phó tỉnh ủy, xem như đã có thể ngẩng đầu cất cánh. Cũng không thiếu người từ các bộ và ủy ban trung ương thủ đô cất cánh, lấy thân phận phó trưởng ban của anh ta, vừa ra khỏi thủ đô liền bay cao tới chức chủ tịch tỉnh. Nhưng Hạ Tưởng hiểu, Tổng Bí Thư nhận sự phó thác của lão sử lúc Lâm Trung, đỡ cho Lý Ninh Sơn một đoạn đường, nhưng sẽ không tận tình dùng hết sức lực để trợ giúp Lý Ninh Sơn vút thẳng lên trời. Mấu chốt là, Lý Ninh Sơn cũng không đủ kinh nghiệm lý lịch để vút thẳng lên trời. Về phương diện chính trị, muốn động tới vị trí của một cấp phó tỉnh cũng không phải là một điều dễ dàng. Hạ Tưởng nói ra ý tưởng thật sự trong lòng mình. Trưởng ban Lý tính cách trầm ổn, nguyên tắc khá quật cường, thực tế có khả năng thích hợp với các vị trí phó chủ tịch tỉnh, trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Tiến thêm một bước nữa, cũng có thể làm tới phó tỉnh ủy. Hiện tại không phải lúc khách sáo. Hơn nữa Tổng Bí Thư cũng không có thời gian nghe hắn nói quanh co, cho nên Hạ Tưởng cũng rất thông minh mà ăn ngay nói thật. Tổng Bí Thư từ chối trả lời ý kiến của Hạ Tưởng, đột nhiên hỏi một câu. Nếu nói đưa Lý Ninh Sơn và cậu thu xếp vào cùng một chỗ, như vậy có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực nào tới cậu không? Hạ Tưởng sửng sốt một chút, không nghĩ lại có một sự lệch lạc như vậy. Tuy rằng Lý Ninh Sơn hơi giống như là người dẫn đường trên con đường làm quan của Hạ Tưởng. Nhưng từ sau khi ở huyện Bá, Hạ Tưởng và Lý Ninh Sơn đi theo hai con đường khác nhau, thậm chí quan điểm chính trị cũng dần dần có những sự khác biệt không nhỏ. Con đường của Hạ Tưởng tiến nhanh nhưng gập ghềnh, sau khi trải qua mưa gió thì nhanh chóng trưởng thành và bay rất cao. Còn con đường mà Lý Ninh Sơn đang đi là một con đường lớn và bằng phẳng, không nguy hiểm cũng không trắc trở, thuận buồm xuôi gió, nhưng chính vì vậy mà không đủ sự thúc đẩy để có thể bay cao. Nhiều năm qua Hạ Tưởng vẫn luôn để ý tới con đường làm quan của Lý Ninh Sơn, mặc dù đã từng trải rất nhiều nhưng tính tình của y vẫn chẳng thay đổi được bao nhiêu, giống như một kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng dù vấp phải trắc trở khắp nơi, y vẫn hết lòng tuân theo quan điểm của chính mình một cách cố chấp mà kiên định, không vì sự ô nhiễm của cái quan trường và thế tục này mà bị vẩn đục, chấp nhận không lên tới địa vị cao, cũng không muốn hòa mình với ô hợp. Thật ra là theo nguyện vọng của Hạ Tưởng, thật không muốn để Lý Ninh Sơn đến địa phương theo nghiệp chính trị, bởi Lý Ninh Sơn lý tưởng hóa mọi thứ, không đủ nhận biết kẻ lừa người gạt trên quan trường, khi gặp những chuyện bất công thì hoặc là sẽ rất dễ bị người ta lợi dụng, hoặc là có thể bị đem ra làm vật thế thân. So sánh với các bộ và ủy ban trung ương, những đả kích dù là ngấm ngầm hay công khai ở địa phương càng nhiều hơn, gút mắc về lợi ích càng phức tạp hơn. Nhưng lão sử luôn không muốn Lý Ninh Sơn chỉ dừng lại ở cấp thứ trưởng, lúc Lâm Trung. Không những nhờ Tổng Bí Thư đối đãi thận trọng, mà còn lôi cả hắn vào cuộc. Cũng nói rõ một điều là, lão sử nhìn thấu triệt những khuyết điểm của Lý Ninh Sơn nên mới phó thác cho Tổng Bí Thư an bài tiền đồ của Lý Ninh Sơn, lại e sợ cho Lý Ninh Sơn ở địa phương gặp nhiều trở ngại, liền khiến hắn cùng làm việc với Lý Ninh Sơn, mà còn cân nhắc hết những sắp xếp chăm lo cho Lý Ninh Sơn, thật là một ông cụ khiến người ta không khỏi ngậm ngùi tiếc thương mà cũng không có lời nào để nói. Cũng bởi vì như thế mới khiến cho Tổng Bí Thư vì để sắp xếp hắn và Lý Ninh Sơn vào cùng một chỗ mà không thể không làm xáo trộn một vài bố trí, sắp xếp trước bố cục. Cũng không thể vì thế mà chỉ trích lão sử, cả đời lão không có con trai, yêu thương Lý Ninh Sơn như người nối dõi, âu cũng là cái lẽ thường tình của con người. E là Tổng Bí Thư cũng điều tra về lý lịch của Lý Ninh Sơn, trong lòng hiểu rõ về tính tình cũng như con người của Lý Ninh Sơn,
vì thế cũng là có lo nghĩ về việc sắp xếp Lý Đinh Sơn cùng làm việc với hắn, lo rằng việc chăm lo quá mức cho Lý Đinh Sơn mà ảnh hưởng đến tiến trình bình thường của hắn. Từ giờ trở đi, muốn đạt đến một mục tiêu cao quý hơn, mỗi bước đi của hắn đều không được sai lệch, nhất là trước khi lên chính bộ tuyệt đối không được phép thất bại. Nói một cách khó nghe, Cổ Thu thực có thể ngồi được vào vị trí người nối nghiệp nhảy cóc hay không còn chưa biết được, mà hắn đứng sau vị trí của Cổ Thu thực, càng có vô số người muốn giành lấy nó. Mặc kệ là Tổng Bí Thư hay là ông Cụ Ngô, không cần bàn bạc cũng đã hiểu ngầm với nhau rằng, nếu như có một ngày vì sự tồn tại của Lý Đinh Sơn mà gây trở ngại bước tiến của hắn, khỏi cần nghĩ Hạ Tưởng cũng biết, Lý Đinh Sơn tất nhiên sẽ bị hy sinh. Vì thế Tổng Bí Thư mới hỏi một câu như thế, là không muốn hắn khó xử. Hạ Tưởng hiểu được tấm lòng tha thiết của Lão Sử, cũng hiểu được cái khó của Tổng Bí Thư, suy nghĩ trong giây lát rồi kiên định nói. Bộ trưởng Lý là người dẫn dắt khi tôi vừa mới vào quan trường, không có bộ trưởng Lý thì cũng không có tôi ngày hôm nay, ưu điểm lớn nhất cũng là khuyết điểm của tôi là trọng tình trọng nghĩa, xin Tổng Bí Thư hãy yên tâm, tôi sẽ giải quyết tốt mọi vấn đề của mối quan hệ này. Cố ý nhấn mạnh trọng tình trọng nghĩa, thực ra cũng bao hàm việc bày tỏ tiếng lòng của Hạ Tưởng với Tổng Bí Thư. Tổng Bí Thư vui sướng mỉm cười, vỗ vỗ vai Hạ Tưởng và nói. Thật là làm khó cậu, Hạ Tưởng, cậu phải gánh trọng trách nặng nề rồi. Hạ Tưởng vốn tưởng rằng Tổng Bí Thư sẽ ít nhiều ám chỉ hướng đi cho bước tiếp theo, dù sao đây cũng là việc liên quan đến tiền đồ của hắn và Lý Đinh Sơn, không ngờ Tổng Bí Thư vừa chuyển đề tài liền hỏi sang vấn đề khác. Năng lực và tính tình của Trịnh Hải Kỳ thế nào, cậu thử nói xem, phải nói thật đấy nhé, đừng có giả bộ nói dối tôi. Tổng Bí Thư cố ý nhấn mạnh một câu, hiển nhiên, bây giờ y đã không coi Hạ Tưởng là người ngoài rồi. Tại sao lại hỏi đến Trịnh Hải Kỳ? Hạ Tưởng trong lòng không khỏi nghĩ ngợi, chẳng lẽ việc hắn và Trịnh Hải Kỳ trước đây có mâu thuẫn đã đến tai của Tổng Bí Thư sao? Hoặc là nói, đợi hắn rời khỏi Tỉnh Tương, vị trí của Trịnh Hải Kỳ sẽ bị điều chuyển. Lời nói của Tổng Bí Thư tuy rằng khéo léo, thân thiết nhưng Hạ Tưởng vẫn không dám nhiều lời và càng không dám nói lung tung. Hắn có một ấn tượng hết sức bình thường về Trịnh Hải Kỳ, cảm thấy đây là một gã khoách trương, có lúc lỗ máng, khi thì lại lấy lòng mọi người, thích đầu cơ lợi dụng, nhưng lại thiếu con mắt tinh tường nhận định tình hình. Nhưng vấn đề là, Trịnh Hải Kỳ là thân tín của Trịnh Thịnh, nói không chừng khi hắn rời khỏi Tỉnh Tương, muốn để Trịnh Hải Kỳ lên chức chính là ý đồ của Trịnh Thịnh, với mối quan hệ của Trịnh Thịnh và Tổng Bí Thư, hắn còn có thể nói gì hơn? Hạ Tưởng chỉ có thể giả bộ ngớ ngẩn để nói dối. Tôi và đồng chí Trịnh Hải Kỳ ít trao đổi công việc, không hiểu nhiều về cậu ấy, đưa ra ý kiến thật không hay. Cậu ấy là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, ý kiến của Bí Thư Trịnh là điển hình hơn cả. Tổng Bí Thư đột nhiên cười. Bằng với việc chưa nói gì. Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc, Tổng Bí Thư tiễn Hạ Tưởng ra đến cửa, không nói thêm lời nào nữa, để lại cho Hạ Tưởng một cái kết mở đầy thâm ý. Là phải rời khỏi Tỉnh Tương sớm rồi, nhưng rốt cuộc là khi nào? Đi đâu thì vẫn chưa hề nói rõ, đáng lẽ hắn còn muốn nhắc đến việc hắn gặp thủ tướng, nhưng không thể tìm được một cơ hội nào để mở lời. Đến cửa Trung Nam Hải, rét lạnh thấu xương, khí trời âm u, quả nhiên là sắp có tuyết rơi. Hạ Tưởng đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên một chiếc ô tô từ bên trong đi ra, đỗ ngay trước mặt khiến hắn sửng sốt, từ trên xe bước xuống một người, chính là Cổ Thu Thực. Lên xe đi, trên xe ấm hơn. Cổ Thu Thực đích thân xuống xe đón, có thể nói là vô cùng lễ độ, trên thực tế thì với cấp bậc của Cổ Thu Thực, chỉ cần mở cửa sổ vẫy tay với Hạ Tưởng là được rồi. Hạ Tưởng cũng không khách sáo, lập tức lên xe ngồi bên cạnh Cổ Thu Thực, cũng một thời gian không gặp Cổ Thu Thực rồi, Hạ Tưởng thật cũng có vài điều muốn nói với Cổ Thu Thực. Hiện tại, mối quan hệ giữa hắn và Cổ Thu Thực so với trước kia đã có sự phát triển nhảy vọt, tuy rằng khoảng cách về cấp bậc khá lớn, nhưng trước mặt Cổ Thu Thực, Hạ Tưởng không hề có chút áp lực, cảm thấy thân thiết như bạn bè vậy. Trên xe vô cùng ấm áp, Hạ Tưởng thở một hơi. Đang lạnh mà được giúp cho ấm áp thế này, thật khiến cho người ta không muốn nhớ cũng khó. Cổ Thu Thực cười và nói. Không hiểu sao nghe giọng điệu của cậu, cảm thấy có gì đó rất bất mãn thì phải. Đâu có. Hạ Tưởng bất đắc dĩ xua tay. Chỉ là vì phải rời khỏi Tỉnh Tương rồi, hơi có chút lưu luyến mà thôi. Dường như mỗi lần tôi rời khỏi đây đều rất gấp gáp, hơn nữa đi đâu, trong lòng cũng chưa có chắc chắn, xác định. Cổ Thu Thực nghe ra hàm ý của Hạ Tưởng, trái lại cười rất vui vẻ. Đi nào,
chúng ta cùng đi ăn trưa. Rồi lại cười một cách thần bí. Đừng nghĩ đến việc chụp lời của tôi, bước tiếp theo cậu sẽ đi đâu, tôi cũng không biết. Hạ Tưởng tin Cổ Thu Thực nói thật, Tổng Bí Thư hôm nay chỉ nói hắn nhất định sẽ bị điều chuyển, hơn nữa có thể sẽ cùng với Lý Đinh Sơn, nhưng vẫn chưa chỉ rõ chức vụ và đi đến đâu, đoán chừng không phải là cố ý giấu giếm, mà là vẫn chưa xác định. Với thân phận của Tổng Bí Thư, trước khi sự việc chưa được quyết định, y nhất định sẽ không để lộ ra dù chỉ nửa phần. Nhưng Cổ Thu Thực thì không giống như thế, chỉ cần có một chút manh mối là có thể lộ ra, không ngờ Cổ Thu Thực cũng trốn tránh không trả lời, cũng khiến Hạ Tưởng đoán được ít nhiều, bước tiếp theo tuy đã được nêu ra nhưng hiển nhiên là rất khó khăn, hướng đi không rõ, chức vụ vẫn phải chờ. Thôi, không phải đoán thêm nữa, nói không chừng việc này tuy rằng đã đề ra nhưng cũng có khi kéo dài đến vài ba tháng mới có thể chính thức chứng thực được. Ăn cơm trưa với Cổ Thu Thật, nói một vài chủ đề tản mạn. Không nói về bước tiếp theo và Lý Đinh Sơn nữa, chỉ là Cổ Thu Thực có hàm ý vài câu về Trịnh Hải Kỳ, vẫn là mơ hồ để lộ ra Trịnh Hải Kỳ có khả năng sẽ được đề bạt. Hạ Tưởng không tỏ rõ ý kiến, Trịnh Hải Kỳ là tốt hay xấu, thắng hay bại, với hắn chẳng có một chút quan hệ gì, hắn cũng không cần phải vì từng có chút mâu thuẫn với Trịnh Hải Kỳ mà nói xấu sau lưng gã, ngược lại còn thể hiện hắn là người nhỏ mọn. Sau khi ăn xong, Cổ Thu Thực vẫn lộ ra ít nhiều điều gì đó. Theo ý của tôi, đương nhiên là muốn bước tiếp theo của cậu có thể đảm nhiệm chức phó bí thư, tuy nhiên nói không chừng còn tiếp tục làm ở ủy ban kỷ luật. Cậu nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, trước tiên nên bắt tay vào giải quyết những vấn đề còn sót lại ở tỉnh Tương, tránh khỏi đến lúc đó lại không kịp. Đúng rồi, hiện tại có kẻ dường như cố ý đánh đồng cậu với Chu Hồng Cơ, mặc kệ bước tiếp theo đi nơi nào, đảm nhiệm chức vụ gì, trong một khoảng thời gian dài. Sợ là luôn có kẻ muốn so sánh nhất cử nhất động của cậu với Chu Hồng Cơ. Xem như tạo dựng nên một đối thủ mạnh. Hạ Tưởng lắc đầu, mỉm cười vô vị. Tôi còn có việc phải đi trước, chiều nay phải gặp mặt với Phó Thủ tướng Đại. Cổ Thu Thực vẫy tay tạm biệt Hạ Tưởng. Phó Thủ tướng Đại cũng rất có hứng thú với cậu, vẫn luôn nói nếu có cơ hội nhất định gặp mặt cậu một chút. Cổ Thu Thực đi rồi, Hạ Tưởng một mình uống thêm một hớp trà. Mãi đến khi những bông hoa tuyết bên ngoài rơi xuống, hắn mới dường như bừng tỉnh. Phó Thủ tướng Đại Phục Thịnh là Phó Thủ tướng Thường vụ Quốc hội, là một trong những ủy viên thường vụ của Bộ Chính trị, xếp song song với Tập Cận Bình, hiện giờ được miêu tả là người có thể được chọn đảm nhiệm chức Thủ tướng, nhiệm kỳ mới năm tới, sẽ cùng với Tập Cận Bình quản lý tình hình chung trong nước. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M Là một trong những thủ lĩnh mạnh nhất trong đoàn hệ, Hạ Tưởng vẫn chưa có dịp được tiếp xúc với Đại Phục Thịnh, cũng thật đáng tiếc. Nhưng hắn tin rằng thế nào rồi cũng sẽ có cơ hội, chỉ là không dễ nhận định, Đại Phục Thịnh có thái độ thế nào đối với hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, từ năm sau, Đại Phục Thịnh sẽ trở thành một trong những nhân vật mấu chốt quyết định triển vọng của hắn sau này, đúng như Cổ Thu Thực đã từng nói, có thể quen biết với Đại Phục Thịnh, là việc vô cùng cấp bách. Khi đến nhà họ Ngô, tuyết đã rơi thành một lớp mỏng. Hạ Tưởng vốn định gặp gỡ Liên Nhược Hàm, chuẩn bị nói chuyện với cô, lấy uy nghiêm của chồng mà phê bình cô vài câu, ai bảo cô có việc lớn mà không bàn bạc với hắn, còn cố ý giấu giếm, không ngờ Liên Nhược Hàm không biết là cố ý trốn hắn hay là không đúng dịp, đã đi nước ngoài rồi. Đi nước ngoài mà cũng không báo trước với hắn một tiếng, có thật còn xem hắn là người đàn ông của cô không? Hiển nhiên, ông cụ Ngô cũng đã biết việc Liên Nhược Hàm có thai. Vừa thấy Hạ Tưởng liền vui vẻ ra mặt, kéo tay Hạ Tưởng và nói. Tiểu Hạ, bước tiếp theo của cậu, tôi sẽ dùng quyền lực của mình, làm một cái kết xong Hỷ Lâm Môn. Khi cần đẩy cậu lên thì sẽ đẩy, nếu không, đợi đến khi tôi nhắm mắt xuôi tay thì có muốn cũng giúp cậu không nổi nữa. Có lẽ ông cụ Ngô cũng từ cái chết của lão Sử mà ý thức được cái tuổi già, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, không ai có thể tránh được. Ông trầm ngâm nhìn Hạ Tưởng, xúc động nói một câu. Cậu là một thanh niên có tình có nghĩa, về điểm này, tôi thật sự rất thích. Sau đó, ông cụ Ngô lại nổi hứng mà nói thêm một câu. Mỗi lần cậu tiến bước đều có kẻ muốn ngáng chân, lần này dù bất cứ giá nào, nói bất cứ điều gì tôi đều muốn tuân theo ý chí của tôi, Hạ Tưởng, cậu chờ xem là được. Đó là một đêm gió bắc gào thét, một đêm hoa tuyết nhẹ nhàng rơi. Ban đêm, Hạ Tưởng và ông cụ ngồi đối diện với nhau xung quanh bếp lò, nghe gió xem tuyết. Nói rất nhiều những câu chuyện phiếm.
Lần đầu tiên Hạ Tưởng trong hơi men say đã nói với ông cụ về người nhà hắn, thời thơ ấu của hắn, những con đường hắn đã đi và lý tưởng hoài bão của hắn. Lý tưởng lên đến một cấp độ nào đó sẽ trở thành quan niệm. Thật phải nói thêm, Hạ Tưởng từ trước đến nay thường bàn luận về lý luận chính trị của hắn trước vẻ mặt nghiêm trang của ông cụ nhà họ Ngô, hôm nay lại nói ra rất nhiều lời thực mà trước kia hắn vẫn che giấu trong lòng, có lẽ là vì say, cũng có lẽ là vì gió tuyết làm nảy ra ý nghĩ. Kỳ thật nguyên nhân căn bản nhất là vì việc lão Sử đã tạ thế khiến hắn rất đau lòng. Đối với người già, thời gian là của cải quý giá nhất, nhưng cũng là thứ tài sản không đáng tin nhất, nếu hôm nay không cùng ông cụ tâm sự. Có lẽ một ngày kia quay đầu nhìn lại thì đã không còn cơ hội nữa rồi. Hạ Tưởng cùng ông cụ nhà họ Ngô uống rượu, tổng cộng đã uống hết bao nhiêu rượu hắn cũng không nhớ rõ, dù sao đây cũng là lần uống say đầu tiên từ khi hắn bước vào quan trường. Sáng sớm hôm sau, gió và tuyết đã ngừng, Hạ Tưởng hỏi sân bay xem chuyến bay có thể cất cánh không, hắn từ biệt ông cụ và đi tới sân bay. Buổi chiều, Hạ Tưởng đã an toàn đáp xuống Tương Giang, có người tiến đến đón hắn, chính là Mai Hiểu Lâm. Tương Giang không có tuyết, trời trong, tuy nhiên dù sao cũng đã là mùa đông, gió lạnh thổi qua cũng khiến khắp người phát lạnh. Cũng may Hạ Tưởng từ Bắc Kinh đến, quần áo cũng khá dày nên không cảm thấy lạnh giá. Mai Hiểu Lâm lại chỉ mặc có một cái áo gió màu xanh lam, khá phong phanh, lúc xuống xe chờ, lạnh tới mức môi tím tái. Hạ Tưởng nhìn ra Mai Hiểu Lâm cố ý làm dáng, đã hơi chút thoát khỏi cái vẻ nặng nề trịnh trọng trong quan trường, nhưng hiển nhiên hiệu quả cũng không tốt lắm. Đắm chìm lâu trong quan trường, vẻ đẹp của phụ nữ sẽ phai nhạt đi rất nhiều. Mai Hiểu Lâm mặc dù không phải là kiểu con gái quá xinh đẹp, nhưng lúc mới quen tại huyện An, cũng khiến cho người ta ngạc nhiên vì nét thanh xuân. Mới có 10 năm trôi qua, hiện nay Mai Hiểu Lâm đã lên đến địa vị chủ tịch thành phố Tương Giang, không thể tránh khỏi lúc giơ tay nhấc chân, vì thế ít đi vẻ ý nhị mà thêm phần thong dong. Khi mà cái sự thong dong trong cuộc sống và thong dong với quyền lực xuất hiện ở một cô gái tuổi đã ngoài 30, sẽ khiến cho người ta có cảm giác không phải thân thiết mà là kính trọng và giữ khoảng cách. Có lẽ thân là nữ quan lớn, lựa chọn dấn thân vào quan trường thì nhất định phải đối mặt với nỗi đau xót mất đi vẻ nữ tính, hấp dẫn. Mai Hiểu Lâm không cho lái xe hay thư ký đi theo, mà tự mình lái xe đến đón hắn. Sau khi lên xe, Hạ Tưởng liền ngồi vào ghế tài xế, hắn không có thói quen để nữ giới lái xe cho hắn. Trời lạnh, nên mặc nhiều một chút, cẩn thận không là bị cảm đó. Hạ Tưởng nói một câu quan tâm, lại nhẹ nhàng giúp Mai Hiểu Lâm thắt dây an toàn. Đôi mắt của Mai Hiểu Lâm sáng ngời lên và chớp vài cái, lộ ra cái vẻ dịu dàng và hạnh phúc, trong ấn tượng của cô ta. Hạ Tưởng dường như từ trước tới nay chưa từng có lúc nào dịu dàng với cô ta như thế này, rồi đột nhiên nghĩ tới việc Hạ Tưởng sắp phải rời khỏi Tương Giang, không tránh khỏi ánh mắt trở nên ảm đạm vài phần. Lại phải đi sao, khó khăn lắm mới có thể ở cùng một chỗ làm việc chung, lần này đi, sợ rằng khó có cơ hội cùng nhau nữa, nói không chừng cả đời này cũng không còn cơ hội nữa. Mai Hiểu Lâm đến đón Hạ Tưởng, là tự ý đi một mình, dám chắc là muốn thể hiện ra tình cảm của mình. Cô và Hạ Tưởng chỉ cùng làm việc ở huyện An có hơn 2 năm, từ đó về sau có lẽ không còn cơ hội nữa, dù có liên lạc cũng chỉ là nói chuyện nhạt nhẽo, như không có gì. Khó lắm mới có thể gặp nhau ở Tương Giang, tuy rằng Hạ Tưởng vẫn đối với cô như trước đây, cũng không tỏ vẻ gì tha thiết, nhưng ít ra vẫn còn được ở bên nhau. Trong hơn 1 năm ở Tương Giang, cơ hội cô và con gái được gặp mặt Hạ Tưởng, như đã hơn 10 năm rồi. Chỉ có điều trong chớp mắt. Hạ Tưởng lại phải rời khỏi Tương Giang rồi, tuy là không muốn, nhưng cũng là bất đắc dĩ, cô càng biết rõ, Trung Quốc to lớn thế, từ nay về sau sợ rằng sẽ là người trời Nam kẻ đất Bắc, không còn cơ hội làm việc cùng nhau nữa rồi. Đừng nói là làm việc cùng nhau, cùng ở trong cùng thành phố e rằng cũng chẳng có chút khả năng. Mai Hiểu Lâm vẫn không khỏi ảm đạm thương cảm. Vốn là có rất nhiều lời muốn nói, không ngờ là vừa gặp Hạ Tưởng. Đột nhiên cảm thấy trăm lời ngàn ý không biết đâu hết cả. Mà Hạ Tưởng hành động vô tình, càng làm cô ruột đau như cắt. Phụ nữ cuối cùng vẫn chỉ là phụ nữ, quan trường có thể khiến cho phụ nữ biến thành chính khách, nhưng đứng trước mặt người đàn ông mà mình yêu thương, người phụ nữ dù địa vị có cao đến đâu, quyền lực có lớn đến đâu, vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối cần được dựa dẫm và an ủi. Hạ Tưởng hiểu được tâm tư của Mai Hiểu Lâm, trong tất cả những người phụ nữ. Chỉ có đối với Mai Hiểu Lâm là hắn thản nhiên nhất, có lẽ thật sự là duyên mỏng tình nhạt, hắn không muốn hứa hẹn với Mai Hiểu Lâm điều gì,
cũng không muốn làm cô ta chờ mong thêm gì, bởi lẽ hắn không đủ sức để chịu trách nhiệm cho quá nhiều những khoản nợ tình này. Có thể gìn giữ trạng thái không thân không sơ như lúc này, có một khoảng cách nhất định, lại có một chút chờ mong, như vậy là tốt lắm rồi. Đoán chừng đây cũng là sự tình trong vòng 1-2 tháng, cụ thể đi đến đâu thì vẫn chưa tiện nói. Hạ Tường chuyển chủ đề tới chuyện chính sự. Cô và đứa nhỏ sau này nên tự chăm sóc bản thân, có thời gian tôi cũng sẽ cố gắng thường xuyên đến thăm Mai Đình. Thái độ của Hạ Tường khiến Mai Hiểu Lâm vô cùng vui sướng, ít ra thì trong lòng hắn còn có cô, có đứa nhỏ, như vậy là đủ rồi, cô cũng không dám hy vọng gì hơn vào hắn nữa, dù sao thì hắn cũng đâu có thiếu nợ cô điều gì. Sau khi anh đi, nếu ở Tương Giang mà có chỗ nào cần tôi ra mặt, anh cứ việc nói. Ánh mắt của Mai Hiểu Lâm sáng ngời, vẻ mặt cũng vô cùng ấm áp. Tin rằng chẳng bao lâu sau, sẽ có các tổ chức kinh tế của tôi đến Tương Giang đầu tư, lúc đó còn cần cô ra mặt giúp đỡ ít nhiều. Hạ Tường gật gật đầu. Nếu cô có yêu cầu gì về tài chính hay dự án của các địa phương, cũng có thể trực tiếp nói với Lý Thấm, yêu cầu cô ta phụ trách việc phối hợp đầu tư. Kinh nghiệm và lý lịch của cô không đủ, muốn lên chức, cần phải lập công. Cảm ơn anh đã quan tâm. Mai Hiểu Lâm hạ giọng nói, trước mặt Hạ Tường, còn đâu một vị chủ tịch thành phố Tương Giang đang nắm quyền lớn trong tay. Rõ ràng chỉ là một cô gái nhỏ biết vâng lời mà thôi. Hơn một năm anh sống ở Tương Giang, là quãng thời gian vui nhất của tôi. Thực ra mà nói, hơn một năm Hạ Tường ở Tương Giang, cũng là thời kỳ mở mày mở mặt nhất với khá nhiều những người có học thức. Bốn cậu ấm của thành phố Tương Giang thất bại, hội đồng minh bốn người tan rã, giới cầm quyền sụp đổ, theo sau đó, cơn lốc chống tham nhũng của hai thành phố Thần Đông, Hoài Dương khiến cho một số lớn tham quan phải thất thế, bầu không khí của quan trường toàn thành phố Tương Giang như sôi lên, hoàn toàn đổi mới, tất cả đều là công lao của Hạ Tường. Vô số cán bộ đảng viên dường như đã mất tin tưởng đối với cục diện chính trị thành phố Tương Giang, bởi vì Hạ Tường mạnh mẽ quyết đoán, bởi vì Hạ Tường cố xoay chuyển tình thế mà giữ lấy lòng tin và hy vọng, cũng có những cán bộ mượn cơn lốc chống tham nhũng này mà lên chức, không những hiểu và cảm kích Hạ Tường, lại thầm hạ quyết tâm, nhất định phải dốc lòng xây dựng đất nước, với trách nhiệm của mình, đem lại hạnh phúc khắp một phương. Bầu không khí trong quan trường hiện nay tuy rằng không sôi nổi, nhưng cũng có những cán bộ đảng viên có học thức và một lòng vì dân, mà cũng không thiếu những người như vậy. Vì thế mọi hành động của Hạ Tường ở thành phố Tương Giang mặc dù đắc tội với khá nhiều người, vô số tham quan hận không thể giải quyết việc tuyên truyền của Hạ Tường, nhưng đồng thời, cũng có không ít người hy vọng Hạ Tường tiếp tục ở lại làm việc, tiếp tục ở lại thành phố Tương Giang trừng trị lũ tham quan, làm kinh sợ lũ tham ô hủ bại. Danh tiếng của Hạ Tường ở thành phố Tương Giang, kẻ chê người khen, nhưng Hạ Tường đã có nhiều kinh nghiệm đi trên con đường này. Biết được rằng người trong cái vòng xoáy của quan trường này không ai có thể tránh khỏi những chuyện lôi thôi, cho dù có ở vị trí cao nhất đi nữa thì cũng có nhiều cách nói dối ren, tốt xấu đều có, không cần cho là thật. Hắn chỉ làm việc bằng nguyên tắc và tấm lòng, không xem tình cảnh và xa gần, chỉ cần là việc có lợi cho dân cho đất nước, thân lo việc trước, đâu nề hà thanh danh. Sau khi trở lại tỉnh ủy, Hạ Tường tiếp tục vùi đầu vào công việc. Đối với tin đồn truyền khắp nơi trong tỉnh ủy về việc hắn sắp rời khỏi tỉnh Tương, hắn nhắm mắt bịt tai làm ngơ, không giải thích cũng không để ý đến. Kỳ thực, vấn đề còn sót lại của Hạ Tường ở tỉnh Tương cũng không nhiều, Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ và Bành Dũng đang công tác ở địa phương, đã đi vào nề nếp, như hắn và Phó Tiên Phong có một cái nhìn nhất trí là, Chu Duệ Nhạc và Trần Thiên Vũ đã dựa vào nhân vật có ưu thế số 1 để nhanh chóng mở ra cục diện, mà Bành Dũng thân là Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố. Xếp hạng trong thành ủy cũng không ở hàng đầu, lại trong một khoảng thời gian ngắn mà như cá gặp nước, rời xa thành phố Yến, thoát khỏi ảnh hưởng của sự cố huyện An. Bành Dũng tung ra tiềm lực và tình cảm mãnh liệt nhất. Dựa vào bản lĩnh của cá nhân, lại thêm vào chiến tích thu hút đầu tư, Bành Dũng không những rất là nổi tiếng trước mặt thành ủy, cũng là nhân tài trong mắt chủ tịch tỉnh. Mọi việc của Bành Dũng đều thuận lợi vì y đã liên kết kinh doanh với nhà họ Phó, có thể đoán được trong tương lai. Chỉ cần Phó Tiên Phong còn ở tỉnh Tương, tiền đồ của y sẽ là một màn tươi sáng. Mà với Tôn Hiện Vĩ, Tề Á Nam, những kẻ cầm đầu các tổ chức kinh tế, cũng rất nhanh thích ứng được với điều kiện chính trị và đầu tư ở tỉnh Tương, hiện tại đang bổ sung đầu tư, quyết đem tỉnh Tương trở thành quê hương thứ hai, trở thành một trạm đầu tiên mà các tập đoàn từ thành phố Yến mở rộng cả nước. Cùng lúc đó, bầu không khí chính trị của tỉnh ủy cũng đã ổn định hơn rất nhiều,
Trịnh Hải Kỳ ban đầu còn muốn âm thầm khiêu khích quyền uy của Hạ Tưởng cũng đã từ bỏ suy nghĩ đó, chủ động thể hiện thiện ý với Hạ Tưởng, mời Hạ Tưởng đi ăn cơm, cùng Hạ Tưởng tâm sự những điều trong lòng, kín đáo bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Hạ Tưởng, cũng khéo léo mà thành khẩn hy vọng Hạ Tưởng có thể ở lại tỉnh Tương cần Hạ Tưởng. Trịnh Hải Kỳ có lẽ đã nhận được ám hiệu ngầm nào đó, thái độ đối với Hạ Tưởng đột nhiên có những thay đổi lớn, thật khiến cho người ta thấy khó hiểu. Hạ Tưởng cũng chẳng muốn đoán nội tình sau lưng những chuyển biến của Trịnh Hải Kỳ, hắn cũng không coi Trịnh Hải Kỳ là kẻ thù, càng không nghĩ đến sự ồn ào của Trịnh Hải Kỳ có thể tạo ra cho hắn những ảnh hưởng tiêu cực gì. Đương nhiên nếu để Hạ Tưởng biết rằng Trịnh Thịnh đã từng một lần đào tạo cho Trịnh Hải Kỳ trở thành lực lượng dự bị có ý lật đổ địa vị của hắn, có lẽ hắn cũng sẽ không khoan dung và rộng lượng để bắt tay giảng hòa với Trịnh Hải Kỳ. Tuy nhiên, Hạ Tưởng cũng không nghe được những tin đồn liên quan đến tình hình của tỉnh Tương sau khi hắn đi có những điều chỉnh như thế nào, Trịnh Hải Kỳ hình như cũng không có động tĩnh gì, chỉ là gần đây thực sự là có một dạo Trịnh Hải Kỳ hoạt động mạnh hơn trước. Dựa vào địa vị trưởng ban thư ký thành ủy của Trịnh Hải Kỳ, bước tiếp theo nếu như có thể tiếp nhận chức vụ của hắn ở ủy ban kỷ luật tỉnh, cũng có thể coi là một tiến bộ không nhỏ, nhưng Hạ Tưởng cũng không lạc quan cho lắm, Trịnh Hải Kỳ và Trịnh Thịnh có quan hệ quá thân cận. Một phe phái khác khả năng không lớn sẽ để Trịnh Hải Kỳ đảm nhiệm một chức trong ủy ban kỷ luật tỉnh, có cơ hội tốt để bổ nhiệm người nhà, ai cũng sẽ không bỏ qua. Mặt trời mùa xuân tháng 3, mùa đông của Tương Giang đã qua đi, sắc xuân tươi đẹp đang đến gần, từ sau khi Hạ Tưởng từ Bắc Kinh về Tương Giang cũng đã qua được hơn một tháng, đang lúc Hạ Tưởng cho rằng việc hắn phải đi đâu vẫn còn đang đợi tính toán, có lẽ phải khoảng một tháng nữa mới có tin tức xác thực. Một cuộc điện thoại từ Bắc Kinh đã phá tan sự yên ổn vốn có của tỉnh Tương Giang. Cũng đối với hướng đi của Hạ Tưởng, gần như được xác định. Chẳng những sớm hơn so với những dự tính bên trong, đối với những suy đoán của Hạ Tưởng cũng nảy sinh những sai lệch rất lớn. Bước tiếp theo, thật đúng là nơi trời cao biển rộng. Điện thoại vừa rồi không phải là điện thoại của ban tổ chức trung ương, cũng không phải là điện thoại của Cổ Thu Thực, càng không phải điện thoại của Thủ tướng. Điều khiến Hạ Tưởng không thể ngờ tới là, cuộc điện thoại đầu tiên quyết định việc hắn sẽ rời khỏi tỉnh Tương là của Ủy ban Kỷ luật Trung ương gọi đến. Đồng chí Hạ Tưởng, tôi đại diện Ủy ban Kỷ luật Trung ương biểu thị tán thành đối với công việc của cậu, đồng thời, cũng có chút vấn đề muốn xin ý kiến của cậu. Long Gia Thành giọng nói nhẹ mà uy nghiêm. Không biết bây giờ có thuận tiện không? Đường đường là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương đích thân gọi điện đến. Hạ Tưởng dù có phải đi báo cáo công tác cho Trịnh Thịnh đi nữa thì cũng phải coi việc nhận điện thoại của Long Gia Thành là việc quan trọng hơn cả. Thuận tiện, xin Bí Thư Long chỉ thị. Thái độ cung kính và giọng điệu khiêm tốn nhất định phải có, Hạ Tưởng không thể để Long Gia Thành tìm ra bất cứ sai lầm nào trong biểu hiện của hắn, không thể để hiện ra hắn là kẻ quá là không biết đối nhân xử thế. Cảm ơn sự tán thành của chủ nhiệm Long đối với công tác của tôi. Hạ Tưởng lại bổ sung thêm một câu. Long Gia Thành nửa như có nửa như không, một tiếng, tiếp tục nói. Ủy ban Kỷ luật Trung ương cho rằng, đồng chí Lại Liệt Anh thích hợp với việc đảm đương chức chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tương, tôi thay mặt Ủy ban Kỷ luật Trung ương đặc biệt có ý xin ý kiến của cậu. Long Gia Thành không nói rõ ràng là hắn sắp phải rời khỏi tỉnh Tương, nhưng từ việc đưa ra những ý chính về chọn người thay thế đã nói ở trên, cũng đủ khiến cho Hạ Tưởng đưa ra kết luận. Những điều liên quan đến việc hắn bị thuyên chuyển đi đâu với chức vụ gì, hẳn là đã được quyết định rồi. Theo lẽ thường, khi lựa chọn người thay thế chức vụ, sẽ phải suy xét thỏa đáng và tham khảo ý kiến của người tiền nhiệm, nhưng cũng không nhất thiết là phải trưng cầu quan điểm của người tiền nhiệm. Hơn nữa lời đã nói rồi, danh sách đề bạt người thay thế không phải là trong số phó chủ nhiệm đương nhiệm của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Giang sao, cần gì phải uổng công hỏi quan điểm của hắn. Hắn căn bản cũng không biết Lại Liệt Anh là người như thế nào. Do đó, Long Gia Thành dương như cố ý hạ mình gọi điện thoại tới hỏi ý kiến hắn, lấy tiếng là cân nhắc, thực ra là tạo một cái bẫy không lớn không nhỏ, không cần nghĩ cũng biết, Lại Liệt Anh chắc là người tuyến dưới của y, nhưng đoán chừng là lúc đề bạt bị cản trở không ít, Long Gia Thành liền muốn lấy ý kiến của hắn để có cớ mà nói. Ý kiến của hắn cũng được, quan điểm của hắn cũng được, cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng nếu như hắn có nói đến hoặc nói sai, việc này mà truyền ra ngoài, nhiều khả năng là sẽ đắc tội với một vài ủy viên trung ương trong bộ chính trị. Vốn dĩ hắn chỉ cần lặng lẽ rời khỏi tỉnh Tương là ổn rồi, không nghĩ tới Long Gia Thành cũng muốn lừa hắn, vừa bắt rồi lại thả, thật khiến Hạ Tưởng cảm thấy không thoải mái. Rất xin lỗi, Bí Thư Long,
tôi cũng không hiểu biết nhiều về đồng chí Lại Liệt Anh, không có điều tra nên vốn không có quyền để nói, vì vậy xin phép không có ý kiến gì. Thái độ của Hạ Tưởng vẫn cung kính, giọng điệu vẫn khiêm nhường, nhưng ý tứ biểu đạt ra thì vô cùng kiên định, quyết im lặng không nói thêm nữa. Long Gia Thành dường như sớm đã chuẩn bị tâm lý, cười ha hả. Không hiểu rõ về đồng chí Lại Liệt Anh thì không nói, tốt lắm, có nguyên tắc của một đảng viên, nhưng cũng có một vấn đề cần nói đến, cũng có người đề nghị đồng chí Trịnh Hải Kỳ đảm nhiệm chức chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tương. Đồng chí Hạ Tưởng, cậu và đồng chí Trịnh Hải Kỳ nhất định là có quen biết, dựa vào những hiểu biết của cậu về cậu ấy, căn cứ theo thái độ trách nhiệm của cậu ấy đối với Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tương, cậu thử nói xem đồng chí Trịnh Hải Kỳ có thích hợp đảm nhiệm chức chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật hay không. Được rồi, cuối cùng vẫn là đào hầm để hắn nhảy xuống, Hạ Tưởng bây giờ không còn đường lui, buộc phải trả lời trực tiếp. Đồng chí Trịnh Hải Kỳ suy nghĩ nhạy bén, có nguyên tắc, ở cương vị trưởng ban thư ký của tỉnh ủy, đã có những thành tích rất lớn lao, tin rằng ở cương vị mới cậu ấy cũng có thể làm ra những cống hiến nên có. Hạ Tưởng nói châm trước vài câu, cố gắng khiến lời nói của hắn chặt chẽ, không để cho người khác tìm ra những sai sót. Trầm tư một lát, Long Gia Thành chẳng biết tại sao lại nói ra một câu. Đồng chí Hạ Tưởng, cậu có lòng tốt, chưa chắc người khác sẽ mang ơn. Cậu hẳn là không biết bước tiếp theo của mình bởi vì cậu nghĩ không ra sự cản trở của một người, mà thiếu chút nữa là không thể đi được nữa. Điện thoại ngắt, một cuộc điện thoại không hiểu ra sao kết thúc như vậy, Hạ Tưởng sửng sốt trong chốc lát, buông điện thoại, trong một khoảng thời gian ngắn tâm tư thăng trầm, suy nghĩ miên man. Có thể nhận định là, những lời của Long Gia Thành là lời thực, khẳng định là sau lưng có người ngáng chân, không muốn hắn thuận lợi thăng chức, mà người này không phải là một phe phái chống đối nào, cũng không phải người thường, mà là một nhóm người hay một dòng họ có thế lực. Rốt cuộc là ai, Long Gia Thành chưa nói, hắn cũng không thể gọi điện để hỏi lại, càng không thể âm thầm nghe ngóng, có một số việc giá như vĩnh viễn không biết được chân tướng, không biết được so với biết có lẽ còn tốt hơn. Sau khi nghe điện thoại của Long Gia Thành, sự rời đi của Hạ Tưởng đã chính thức được lên lịch trình. Một tuần sau, Trung ương chính thức tuyên bố, Kiều Thanh Văn đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh Ninh, Dương Tùy Thừa là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh Ninh, Trương Phạm Sơn đảm nhiệm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh Thiểm. Nếu nói việc bổ nhiệm của Kiều Thanh Văn và Trương Phạm Sơn đã là dự định từ trước, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Dương Tùy Thừa thật khiến Hạ Tưởng hết sức giật mình. Trong lúc nhất thời, thật không thể nhớ ra Dương Tùy Thừa là ai, nghĩ kỹ hơn mới nhớ ra, Dương Tùy Thừa vốn là phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tề, y rời khỏi tỉnh Tề, để chống cái chức phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tề. Như thế, Hạ Tưởng biết rằng, tiền đồ của hắn đã được xác định, chính là tỉnh Tề. Tại sao là tỉnh Tề? Hạ Tưởng vẫn chưa tin lắm vào cái kết quả cuối cùng, bởi hắn vẫn luôn tưởng rằng có thể lên tỉnh Cát Giang ở phía Bắc cùng với Tống Triệu Độ, hoặc là xuống tỉnh Lĩnh Nam ở phía Nam mà Trần Hạo Thiên lãnh đạo, không thể ngờ, không thể lên phía Bắc cũng chẳng xuống phía Nam, mà lại là lại theo dòng Đại Giang chảy về phía Đông, thẳng hướng tỉnh Tề mà đi. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tề là Khâu Nhân Lễ, chủ tịch là Hình Đoan Đài, mà hiện tại cái ghế chức phó bí thư tỉnh ủy chuyên môn vẫn còn để trống, hẳn là sự thể hiện một cách rõ ràng ý chí của ông cụ nhà họ Ngô và tổng bí thư rồi. Nghĩ thêm nữa, tỉnh Tề cách thủ đô Bắc Kinh không xa cũng chẳng gần. Kinh tế so với thành phố Yến và thành phố Tương Giang cũng phát triển không ít, trong thời kỳ năm 2007 đã đứng ở vị trí thứ 2 toàn quốc, hiện tại đang bị tỉnh Tương tạm vượt qua nên ở vị trí thứ 3, nhưng khoảng cách cũng không lớn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng vượt lại. Là một tỉnh lớn có kinh tế xếp hạng trong nước như thế, có thể đảm nhiệm chức phó bí thư tỉnh ủy, đúng là không dễ dàng gì, không thể không nói. Dù là tổng bí thư hay là ông cụ nhà họ Ngô cũng đã ở sau lưng hắn mà bỏ ra không ít công sức. Nhưng lại suy nghĩ, sợ là vẫn còn vấn đề chưa được giải quyết, Hình Đoan Đài vốn là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Yến, mà y cũng từng đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ tỉnh Yến, Lý Đinh Sơn cũng là người của thành phố Yến, Trung ương không thể sắp xếp ba quan chức cao cấp có quan hệ mật thiết với tỉnh Yến ở cùng trong một tỉnh ủy được. Còn nữa, trong tỉnh ủy thành phố Tề, không còn ghế trống nào cho Lý Đinh Sơn cả. Hạ Tưởng rất rõ một điều rằng, nếu như không vì muốn hắn và Lý Đinh Sơn ở cùng một chỗ, sự việc đã không kéo dài lâu đến vậy. Chẳng lẽ phía sau vẫn chưa có sự thống nhất? Sau đó, lại có một tin được tuyên bố, gây sốc cho rất nhiều người trong đó có Hạ Tưởng.
đồng chí Hình Đoan Đài không còn đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ, phó bí TH tỉnh ủy thành phố Tề, cũng từ đi chức chủ tịch tỉnh, trung ương quyết định, đồng chí Tôn Tập Dân đảm nhiệm ủy viên thường vụ phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tề, quyền chủ tịch. Phản ứng của Hạ Tưởng khi nghe được tin này đầu tiên là sửng sốt, sau đó là cười đau khổ, được, khen cho một tên Tôn Tập Dân, lúc trước thì phối hợp với cấp trên để diễn trò, lấy lý do kinh nghiệm và lý lịch không đủ để đến tỉnh thiểm nhậm chức, bây giờ quay phát lại, hiên ngang lẫm liệt trở mình một cái biến thành chủ tịch tỉnh Tề, thật là cao siêu hơn người. Tỉnh Tề kinh tế phát triển hơn tỉnh thiểm, hơn nữa tỉnh Tề lại là tỉnh cảng lớn, bất luận nói theo góc độ nào thì sức nặng tỉnh Tề cũng là rất lớn. Hơn nữa, tỉnh Tề đã từng ra quá bộ ủy viên thường vụ đảng ủy bộ chính trị. Khâu Nhân Lễ đảm nhiệm chức bí thư tỉnh Tề được 2 năm, chẳng lẽ nói, Tôn Tập Dân lần này đến, chính là muốn chính thức cố định ngồi ở tỉnh Tề. Chỉ đáng tiếc cho đồng chí Hình Đoan Đài, luôn luôn ở xung quanh vị trí chủ tịch tỉnh, cuối cùng lại không thể một lần đảm nhiệm chức bí thư, kết cục ảm đạm. Tuy nhiên không phải tất cả chủ tịch tỉnh đều có cơ hội phù chính. Hình Đoan Đài từ vị trí chủ nhiệm ủy ban kỷ luật lên chức trực tiếp thành chủ tịch tỉnh, nhiều lần đảm nhiệm chức chủ tịch ở cả hai tỉnh Tây và tỉnh Tề, cũng có thể coi là người đã lên đến đỉnh cao rồi. Đồng thời với việc tiếc cho Hình Đoan Đài, Hạ Tưởng cũng âm thầm lắc đầu, người còn chưa rời tỉnh Tương, cái ghế cao phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tề đã để trống dường như đang chờ hắn đến ngồi, cái niềm vui sướng được tiến thêm một bước còn chưa kịp bùng cháy, không ngờ tỉnh Tề đã bày ra một cái lưới lớn chờ hắn tự chui đầu vào. Lại trở thành cấp trên cấp dưới với Tôn Tập Dân, thật đúng là cuộc gặp gỡ khiến người ta dở khóc dở cười, cũng chứng minh từ một góc độ khác, có người vẫn đang tiếp tục chèn ép hắn. Tuyên bố sau đó với những thay đổi về nhân sự càng khiến cho Hạ Tưởng âm thầm kinh ngạc, chỉ từ một biểu hiện bên ngoài của một loạt những sự sắp xếp cũng đủ đưa ra kết luận, ở phía sau đã có những cuộc đọ sức tàn sát khốc liệt như thế nào. Vấn đề nhân sự luôn là vấn đề nặng nề hơn cả, điều động một loạt các cán bộ quan chức cao cấp tỉnh bộ. Thật là một cuộc chiến tranh không có khói thước súng. Ủy viên thường ủy tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Tề Tăng Tỉnh Ngôn điều tới Bộ Thương mại đảm nhiệm phó bộ trưởng, Lý Đinh Sơn đảm nhiệm ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Tề, đề danh phó chủ tịch tỉnh. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Tề Từ Lượng Kim nhận chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Tương, đồng chí Chu Hồng Cơ đảm nhiệm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Tề. Đồng chí Hạ Tưởng không tiếp tục đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Tương nữa, mà đảm nhiệm chức phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tề. Một màn điều chỉnh nhân sự cơ hồ làm người ta rối mắt, đến tận đây mới hạ màn chậm hơn kế hoạch, không cần ở thủ đô có người, cũng không cần gọi điện đi hỏi rõ, chỉ cần dựa theo biểu hiện của một loạt các thay đổi và điều chỉnh này cũng có thể đưa ra kết luận, phía sau sự thay đổi nhân sự lần này, e rằng đã trải qua một cuộc chiến tranh chính trị không ngừng nghỉ. Đúng, dùng chiến tranh để hình dung cũng không có gì là khoa trương, hơn nữa, Hạ Tưởng càng hiểu rõ hơn là chiến tranh chỉ vừa mới bắt đầu, bởi lẽ điều khiến hắn không bao giờ ngờ tới chính là, có người không những coi việc Tôn Tập Dân đảm nhiệm chủ tịch tỉnh là một phần đại lễ cho hắn, dường như còn e sợ thế trận chưa đủ long trọng, liền điều tiếp Chu Hồng Cơ sắp xếp tại tỉnh Tề, mà hơn nữa còn đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Chẳng lẽ, Chu Hồng Cơ muốn noi theo hắn, đi theo con đường thăng quan của hắn? Tỉnh Tề, thật sự là có nét đẹp, không nói những người khác. Riêng phe hắn và Lý Đinh Sơn cùng đến đối lập với phe của Tôn Tập Dân và Chu Hồng Cơ, đã hoàn toàn đứng vào thế yếu rồi. Những ủy viên thường vụ quan trọng có những quan điểm gì, có những lai lịch và bối cảnh gì, hiện tại vẫn chưa thể biết được. Phóng tầm mắt nhìn ra toàn tỉnh Tề, người duy nhất mà hắn có thể dựa vào chỉ có Khâu Nhân Lễ. Có thể đoán được rằng, con đường tỉnh Tề, không những trọng trách nặng nề, hơn nữa đối phương đã đưa ra con át chủ bài Chu Hồng Cơ chặn ngang trên con đường của hắn hướng về chính bộ. Đi tỉnh Tề lần này, không những núi cao đường xa, khắp nơi gập ghềnh, mà còn phải dẫn Lý Đinh Sơn thoát khỏi vòng vây, khó khăn lớn như vậy, thật là một khảo nghiệm lớn đầu tiên trong đời Hạ Tưởng trải qua mà không được phép có một chút sơ suất. Tỉnh Tề có nền lịch sử lâu đời, trong quá trình phát triển hào hùng của văn minh Trung Hoa, từng có rất nhiều cống hiến lớn, trong đó phát triển mạnh nhất là tư tưởng nho gia của Khổng Tử mà chúng ta biết hôm nay. Tỉnh Tề là vùng duyên hải, đối với kinh tế quốc nội có 9 phần cống hiến. Tổng sản lượng GDP đứng vị trí thứ 3 trong cả nước. Tỉnh Tề nằm ở phía đông vùng Duyên Hải, hạ lưu sông Hoàng Hà, nơi tấp nập nhất là thành phố Lỗ. Tỉnh Tề là một bán đảo, bắc giáp giới tỉnh Yến, tây giáp giới tỉnh Dự, nam bộ còn giáp tỉnh An, tỉnh Giang, giao thông vô cùng phát triển, bán đảo trải dài Hoàng Hải, đông cách Hoàng Hải và bán đảo Triều Tiên,
Đông Nam nhìn ra Biển Đông và Nhật Bản, cho nên thu hút số lượng lớn người Hàn Quốc và người Nhật Bản tới đây cư trú và đầu tư. Kết cấu kinh tế chính trị tỉnh Tề so với tỉnh Yến, tỉnh Tương đều phức tạp, không đề cập tới kinh tế vùng duyên hải của tỉnh Tề so với kinh tế tỉnh Yến, tỉnh Tương thì kết cấu một trời một vực, tỷ trọng kinh tế tỉnh Tề ở quốc nội có vị trí hết sức quan trọng, chính là cục diện chính trị tỉnh Tề, so với tỉnh Yến và tỉnh Tương đều quan trọng hơn rất nhiều. Thành phố Yến tuy rằng cũng là thành phố cấp phó tỉnh, nhưng mặc kệ là địa thế lịch sử hay là tổng sản lượng kinh tế đều không thể so sánh với thành phố Lỗ. Thành phố Yến sở dĩ trở thành thành phố cấp phó tỉnh, cũng là lịch sử ngẫu nhiên hoặc nói là kỳ ngộ không ngờ, mà thành phố Lỗ trở thành thành phố cấp phó tỉnh, tất cả đều là dựa vào thực lực thật. Tỉnh Tề có hai thành phố cấp phó tỉnh, ngoại trừ thành phố Lỗ, còn có thành phố Phẩm Đô là thành phố quy hoạch độc lập, đồng thời, quân khu thành phố Lỗ là quân khu lớn. Không chỉ như thế, căn cứ hạm đội Bắc Hải cũng thiết lập tại thành phố Phẩm Đô, mặc kệ theo địa vị chiến lược hay là địa vị kinh tế mà nói. Tỉnh Tề đều nằm trong bản đồ chính trị trung ương, chiếm cứ vị trí vô cùng quan trọng. Có phó trưởng ban tổ chức trung ương Tạ Tiến Tài cùng đi, Hạ Tưởng đáp máy bay rời thủ đô, đang ngồi trên chuyến bay đến thành phố Lỗ. Tạ Tiến Tài là người mà Ngô Tài Dương tín nhiệm, lúc này hắn hơi hơi híp mắt, giống như đang ngủ, gần đây việc điều chỉnh nhân sự xảy ra thường xuyên, Tạ Tiến Tài bôn ba bận rộn, quả thật rất mệt mỏi. Hạ Tưởng không buồn ngủ. Hướng về một nữ tiếp viên hàng không có khuôn mặt bầu bĩnh hay cười xin một tách cà phê. Bình thường hắn không hay uống cà phê, chỉ thích uống trà, nhưng vì muốn tinh thần hưng phấn, cố ý uống một ly cà phê để kích thích mỏi mệt một chút. Gần nửa tháng, quả thật cũng là hoa tâm tổn sức. Công tác chuyển giao của tỉnh Tương rất nhanh, rất thuận lợi, chỉ có điều khi nhớ lại dáng vẻ mất mát và nụ cười gượng ép của Trịnh Hải Kỳ, Hạ Tưởng tuy rằng cũng không ác ý trào phúng, nhưng là vui mừng. May mắn thay Trịnh Hải Kỳ không có tiếp nhận chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, nếu không với năng lực và đối nhân xử thế của y, công tác Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tương không may mắn thụt lui thì đã cảm ơn trời đất. Càng chưa nói đến, nói không chừng Trịnh Hải Kỳ sau khi đắc chí sẽ nhàn đến nỗi không có việc gì nên bắt bẻ công tác thành viên tổ chức chính trị của hắn. Trịnh Hải Kỳ chỉ cần tiếp tục đảm nhiệm trưởng ban thư ký tỉnh ủy, công việc chủ yếu của y chính là đại quản gia tỉnh ủy. Sự quản lý sẽ giới hạn ở trong trụ sở tỉnh ủy, đối với các sự việc ở dưới thành phố sẽ bớt đi sự chú ý. Như vậy cho dù y không có việc gì, muốn làm khó dễ đám người Chu Duệ Nhạc, cũng là không thể. Mà mới nhậm chức chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh là Hà Lập Trường, năng lực như thế nào, hắn không cần nói nhiều, một loạt nhân sự mới bổ nhiệm của hắn được tuyên bố cuối cùng, cho nên hắn nhậm chức cũng xếp cuối cùng, đợi Tôn Tập Dân. Chu Hồng Cơ và Lý Đinh Sơn đã đến nhận chức sau gần một tuần, Hạ Tưởng mới chính thức nhận được thông báo từ Ban Tổ chức Trung ương, cử hắn tới tỉnh Tề. Trước đây, hắn đã giao nhận toàn bộ công tác ở tỉnh Tương, ở thủ đô nhàn rỗi hơn nửa tháng. Nói là nhàn rỗi, người nhàn rỗi nhưng lòng không thanh thản, Hạ Tưởng chẳng những lại gặp mặt Tổng Bí Thư một lần, sau khi nghe Tổng Bí Thư giáp mặt dạy bảo, lại cùng đàm đạo với Ngô Tài Dương. Cuộc đàm đạo với chủ đề đương nhiên không ngoài thế cục tỉnh Tề. Thế cục tỉnh Tề phức tạp hơn so với tỉnh Tương, mặc dù so với tỉnh Yến thì cách xa thủ đô hơn một chút, nhưng là hơi có gió thổi thì cỏ lay nên khiến thủ đô chú ý tới. Giống như những gì đã nói trước đây, tỉnh Tề là tỉnh lớn về chính trị, tỉnh lớn về kinh tế và tỉnh lớn về quân sự. Cách nói tỉnh lớn về quân sự không quá chuẩn xác, nhưng cơ bản chính là biểu đạt một ý tứ như vậy. Trước tiên sẽ không đề cập tới hạm đội Bắc Hải ở thành phố Phẩm Đô, thứ nhất là thành phố Lỗ còn có quân khu thành phố Lỗ và quân khu tỉnh Tề đóng quân, mối quan hệ phức tạp này, có thể thấy được một chấm nhỏ. Chẳng những Tổng Bí Thư rất kỳ vọng khi gửi Hạ Tưởng tới tỉnh Tề, mà Ngô Tài Dương cũng vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Tưởng ở tỉnh Tề sẽ đương nhiệm hết một nhiệm kỳ. Đợi Hạ Tưởng hết một nhiệm kỳ, khi chuẩn bị đề bạt chính bộ, Tổng Bí Thư và Thủ tướng đã bị đổi người. Cục diện chính trị lại hoàn toàn thay đổi một bầu không khí mới. Tuy nói Ngô Tài Dương có thực lực đảm nhiệm ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, nhưng sự việc trên lĩnh vực chính trị luôn luôn nằm ngoài dự đoán biến hóa của mọi người, ai cũng không dám cam đoan Ngô Tài Dương nhất định chính là một trong số 9 đầu sỏ trong nhiệm kỳ. Cho nên, Tổng Bí Thư và Ngô Tài Dương tất cả đồng thanh dặn dò Hạ Tưởng, lần này đi tỉnh Tề, gánh nặng đường xa, phải kiên định làm tốt Phó Bí Thư tỉnh ủy. Tạo ra cơ sở tiến vào chính bộ. Tuy rằng Tổng Bí Thư không nhắc, Ngô Tài Dương cũng không có nói, nhưng Hạ Tưởng chính mình trong lòng hiểu rõ,
Tỉnh Tề hiện có thế cục nhân sự, nói cho cùng vẫn là kết quả cân bằng của các bên. Tôn Tập Dân, Đông Sơn tái khởi, một bước đúng chỗ, lần thứ hai ngồi vào ngai vàng chủ tịch tỉnh, Chu Hồng Cơ lần đầu ra thủ đô, nổi danh thiên hạ, đảm nhiệm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, một gã chức vụ chính của chính phủ, một gã chức vị đảng ủy quan trọng, vừa lúc hắn thân là phó bí thư tỉnh ủy hình thành thế gọng kìm, bố cục không thể cao hơn. Nếu chỉ là một mình hắn còn tốt, cho dù gặp phải Tôn Tập Dân giáp mặt áp chế, đối mặt Chu Hồng Cơ kiềm chế bên cạnh, hắn cũng có thể bình tĩnh đánh trả. Tôn Tập Dân là chủ tịch tỉnh, giao tiếp công tác với hắn không nhiều lắm, hơn nữa hắn còn có lực lượng Khâu Nhân Lễ, có thể mượn dùng. Chu Hồng Cơ là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, xếp hạng gần cuối so với hắn, đối với hắn không hình thành được hạn chế có hiệu quả, Hạ Tưởng cũng không lo lắng lần đầu ra thủ đô, Chu Hồng Cơ có thể làm gì hắn. Vấn đề ở chỗ, hắn hoàn toàn không phải một người, còn có Lý Đinh Sơn cùng hắn đồng hành. Trước khi Lý Đinh Sơn nhậm chức đã gặp hắn một lần ở Bắc Kinh. Đối với việc lần này đi tỉnh Tề, Lý Đinh Sơn vẫn là rất chờ mong. Thân là ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh, ở tỉnh ủy cũng coi như nhân vật quyền cao chức trọng số một, hắn tin tưởng 10 phần phải ra tay làm lớn một phen. Thậm chí chưa ra thủ đô, Lý Đinh Sơn liền chỉ ra rất nhiều chính sách sai lầm của tỉnh Tề cho Hạ Tưởng biết, quyết sách địa phương sai lầm, cũng công bố sau khi ông nhậm chức, nhất định trong phạm vi ông quản hạt. Tận sức thi hành quy định pháp luật về hành chính một cách công bằng chính trực, cố gắng đạt tới cân bằng và hoàn mỹ. Hạ Tưởng không còn lời nào để nói, vẫn là Lý Đinh Sơn của chủ nghĩa lý tưởng, vẫn là ước nguyện ban đầu không thay đổi của Lý Đinh Sơn, y thư sinh nghĩa khí, ôm ấp tình cảm công bằng của y cố nhiên đáng được xưng là một trong các phẩm chất đạo đức, nhưng trong quan trường, cái cần đến không phải nhiệt huyết và cảm tình, mà là thỏa hiệp lấy lui để tiến, thậm chí là vì đạt tới mục đích không thể không áp dụng các thủ đoạn mờ ám. Chỉ có điều Hạ Tưởng lại không muốn chỉ trích Lý Đinh Sơn cái gì, lại muốn khuyên Lý Đinh Sơn vài câu, lại thấy y khí phách, thật sự không đành lòng dội cho y một gáo nước lạnh. Hạ Tưởng trong lúc ở thủ đô, vốn định an tâm nghiên cứu hiện trạng tỉnh Tề cùng với Lý Lịch ủy viên thường vụ chủ chốt tỉnh ủy, nhưng sự việc nhiều không ngừng. Gặp mặt Lý Đinh Sơn còn nằm trong dự định, việc gặp mặt Cổ Ngọc cũng coi như trong vòng dự kiến, thậm chí gặp mặt Tiếu Giai cũng là có ý tứ. Nhưng trò chuyện với Tôn Tập Dân thì đúng là bất ngờ không nhỏ. Hạ Tưởng lúc ấy đang cùng Tiếu Giai thương lượng phương hướng đầu tư bước tiếp theo, điện thoại vang lên, là một dãy số xa lạ ở thủ đô. Sau khi điện thoại reo 3 tiếng, Hạ Tưởng chưa kịp nhận điện thì ngừng reo. Vốn tưởng rằng sự tình trôi qua, không ngờ qua nửa giờ, điện thoại lại reo lên. Hạ Tưởng chỉ biết khẳng định có việc tìm hắn, mới nghe điện thoại, không ngờ vừa mới nhận điện thoại đã khiến hắn giật mình không nhỏ. Không ngờ là Tôn Tập Dân. Bí thư Hạ, nghe nói anh cũng ở thủ đô, nếu tiện thì qua đây uống một chén trà. Tôn Tập Dân thanh âm không thay đổi, làn điệu vẫn như cũ, giật mình như vài năm trước khi Hạ Tưởng đảm nhiệm ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yên, y chính là thản nhiên mà không mất uy nghiêm. Thời gian trôi qua, mấy năm đã qua, năm đó chủ tịch tỉnh, hiện tại vẫn là chủ tịch tỉnh, năm đó Hạ Tưởng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Hiện tại dĩ nhiên là nắm quyền lớn của nhân vật số 3 tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy gần với chủ tịch tỉnh. Nhưng cho dù là phó bí thư tỉnh ủy cách chủ tịch tỉnh chỉ có một bước, nhưng có khi thường thường vì chính một bước này, mà khiến vô số người dừng bước, không thể vượt qua cái hào rộng. Tôn Tập Dân chủ động đề xuất uống trà, giọng điệu tuy rằng vẫn như cũ có hương vị thản nhiên trên cao nhìn xuống, nhưng Hạ Tưởng biết rằng Tôn Tập Dân nói chuyện là đã có thói quen uy nghiêm 10 phần, đều không phải là hắn cố ý ngạo mạn. Theo lý mà nói trước khi nhậm chức, cùng Tôn Tập Dân tiếp xúc một lần là một mở màn không tồi, Hạ Tưởng vốn định ậm ừ đồng ý, lại quay đầu nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Tiếu Hạ. Bởi vì hắn đáp ứng con gái phải cùng cô đi khu vui chơi. Hạ Tưởng liền khéo léo từ chối đề nghị của Tôn Tập Dân. Thật sự xin lỗi chủ tịch tỉnh Tôn, hôm nay việc của tôi khá nhiều, thật sự là không tới được. Không sao, tôi vốn cũng định vậy thôi. Cũng biết anh ở thủ đô chắc sự tình khá nhiều. Tôn Tập Dân thanh âm rất bình tĩnh, nghe không ra thất vọng hay thản nhiên. Tới thành phố Lỗ gặp nhau vậy, tuy nhiên tôi nói trước, lần sau anh phải làm chủ, xem như tôi đã mời khách rồi đó. Một câu vui đùa cuối cùng làm dịu đi không khí, Hạ Tưởng ha hả cười. Không thành vấn đề, chờ tôi tới thành phố Lỗ, nhất định mời chủ tịch Tôn uống một bình trà ngon. Buông điện thoại, Hạ Tưởng mới hồi tưởng cuộc đối thoại vừa rồi, Tôn Tập Dân nói là mời hắn uống một chén trà,
hắn đáp lễ nói phải mời chủ tịch tỉnh tôn uống một bình trà, nếu là người tâm tư tế nhị, nói không chừng sẽ nghĩ nhiều. Cách nói uống một bình trà cũng không phải là cái gì tốt đẹp. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng chính là tưởng tượng quá nhiều, dưới con mắt của hắn, Tôn Tập Dân đường đường chủ tịch tỉnh Tôn Nghiêm, sao lại vì một câu nói vô ý mà để bụng. Thật không ngờ, Tôn Tập Dân lại rất để bụng. Ở tỉnh Tề sau khi trên có Tôn Tập Dân, dưới thì Chu Hồng Cơ và Lý Đinh Sơn đều lần lượt ngồi vào đúng chỗ, lại qua một tuần, Hạ Tưởng nhậm chức mới được đưa vào nhật trình. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì kéo dài nửa tháng mới để Hạ Tưởng đi nhậm chức, Hạ Tưởng không được biết, cũng không đoán lung tung, chỉ cho là Ngô Tài Dương để lại một ít thời gian cho hắn thăm dò nhân sự tỉnh Tề, là lưu lại thời gian cũng đủ giảm sóc. Lại không nghĩ rằng, Lý Đinh Sơn người đến nhậm chức nửa tháng trước, mới tới tỉnh Tề liền gây mâu thuẫn không nhỏ với người khác, khiến Hạ Tưởng khi vừa tới tỉnh Tề, khi bước vào thành phố Lỗ, liền tràn ngập tức giận. Cùng với tiếng gầm rú thật lớn, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế thành phố Lỗ. Vừa ra khỏi sân bay, đón ở sân bay là lãnh đạo tỉnh ủy, ngoại trừ trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tỉnh Tề Liêu Đắc Ích, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Hạ Lực, thì không còn một người nào khác. Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân còn chưa tới sân bay nghênh đón cũng có thể bỏ qua, đều không phải là cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, nhưng khiến Hạ Tưởng khó hiểu chính là Lý Đinh Sơn, về công có thể không đến, về tư, ông ta là phải tới sân bay mới đúng. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tỉnh Tề Liêu Đắc Ích thoạt nhìn giống như một vị lão nông, vẻ mặt nếp nhăn và tang thương, đi ở trên đường cái, đừng nói không ai cho rằng ông là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, 100 người, chỉ sợ sẽ có 99 người cho rằng ông là một tiểu thương. Trên mặt khắc khổ, vết hằn sâu rất rõ, rất khiến người khác để ý, dường như từ nhỏ nếm trải qua không ít đắng cay. Tuy nhiên lúc này, trưởng ban Liêu trên mặt tươi cười cũng rất tự nhiên. Lại vừa lúc hôm nay bầu trời thành phố Lỗ khá ảm đạm, trưởng ban Liêu đưa đến cho Hạ Tưởng một ấn tượng đầu tiên chính là, nham hiểm. Đúng vậy, cũng không biết tại sao, Hạ Tưởng chỉ liếc mắt nhìn Liêu Đắc Ích một cái liền kết luận như vậy, có lẽ là Liêu Đắc Ích tươi cười rất rạng rỡ, quá mãnh liệt, đến nỗi khiến cho bên ngoài sân bay ánh mặt trời đều ảm đạm thất sắc. Trưởng ban tổ chức cán bộ không thể sánh kịp trưởng ban thư ký tỉnh ủy, không cần cười giống như ánh mặt trời rạng rỡ. Ngược lại thân là đại quản gia tỉnh ủy trưởng ban thư ký tỉnh ủy Hạ Lực, vẻ mặt ôn hòa tươi cười, cười về cười, ít nhất duy trì được lễ tiết và sự hòa nhã nên có. Hạ Tưởng thật không có ý chỉ trích Liêu Đắc Ích, bởi vì hắn cũng nhìn đi ra mối quan hệ riêng giữa Liêu Đắc Ích và Tạ Tín Tài. Hàn huyên khách sáo qua đi, Liêu Đắc Ích và Hạ Lực mời Tạ Tín Tài và Hạ Tưởng lên xe. Một chiếc xe ngồi không đủ, Hạ Lực chần chừ một chút, cười nói. Tôi và Phó Bí Thư Hạ ngồi cùng một xe, vừa lúc chúng tôi nói chuyện gia đình một chút. Không hổ là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, vừa nhìn ra Liêu Đắc Ích muốn cùng Tạ Tín Tài ngồi cùng xe nói chuyện riêng, lại thuận thế mượn tên gia đình, cùng Hạ Tưởng kéo gần lại quan hệ. Hạ Lực và Liêu Đắc Ích đều là những người đã ngoài 50 tuổi, nhưng so với vẻ mặt tang thương của Liêu Đắc Ích, thì Hạ Lực mắt đeo kính, đầu tóc gọn gàng giống như một giáo sư đại học. Một phần tử trí thức, để lộ ra ba phần khí chất nho nhã. Sau khi lên xe, ô tô chậm rãi rời sân bay. Thành phố Lỗ không nằm ở vùng Duyên Hải, khí hậu không khác nhiều lắm so với thành phố Yến, ôn hòa hơn một chút. Tháng tư là thời tiết ấm áp để trăm hoa đua nở, cây cối bên đường tràn trề sức sống. Thành phố Lỗ xanh tươi, mặc dù sánh không kịp Tương Giang, nhưng so với thành phố Yến thì đẹp hơn nhiều, phóng mắt nhìn ra, xanh tươi tốt một mảnh. Làm người ta rất thích thú. Thật lòng hoan nghênh Phó Bí Thư Hạ đến tỉnh Tề công tác. Hạ Lực nhiệt tình, bên trong có ba phần chân thành, làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy, mối quan hệ giữa y và Khâu Nhân Lễ tự nhiên không tồi, liền có thiện cảm đối với Hạ Tưởng vì cùng trận doanh Khâu Nhân Lễ. Huống chi, y và Hạ Tưởng cũng là cùng họ. Sân bay cách tỉnh ủy có một đoạn, trên đường nói một chút chuyện cho thoải mái, lần đầu tiếp xúc, ai cũng sẽ không nói những lời thâm ý. Về phần 500 năm trước là một nhà, bổn ra gom lại cùng nhau không dễ dàng, có thời gian thì ngồi cùng nhau, những lời khách sáo như thế, tự nhiên là nhẹ nhàng, Hạ Lực nói chuyện rất nhiệt tình, Hạ Tưởng đáp lại được cũng rất thoải mái. Ăn ngay nói thật, lần đầu tiếp xúc chưa nói sâu tới việc tìm hiểu các vấn đề khác, Hạ Tưởng rất có ấn tượng với Hạ Lực, đương nhiên, cũng không bài trừ việc trước đây hắn đã nghe qua Khâu Nhân Lễ nói về nguyên nhân lập trường của Hạ Lực,
mà nguyên nhân mang cùng dòng họ cũng có, lại hiển nhiên không đủ để ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Lúc sắp đến tỉnh ủy, Hạ Tưởng dường như chợt nhớ ra, không chút do dự hỏi một câu. Trưởng ban thư ký và phó chủ tịch tỉnh Lý, từng có tiếp xúc qua không? Câu hỏi này thật sự rất hàm xúc, trưởng ban thư ký tỉnh ủy và phó chủ tịch tỉnh, công tác không có tiếp xúc với nhau, cũng gần như mỗi ngày đều chạm trán, như thế nào lại không có tiếp xúc? Nhưng bởi vì hỏi quá hàm xúc nên khó hiểu, Hạ Lực mới biết được Hạ Tưởng rốt cuộc muốn hỏi là cái gì. Điều Hạ Tưởng không ngờ chính là, Hạ Lực với dáng vẻ hơi không tiện mở miệng, do dự một lát, mới lập lờ trả lời một câu. Phó chủ tịch tỉnh Lý rất tốt, làm việc rất chăm chỉ, nhưng nguyên tắc thì hơi cứng nhắc. Hạ Tưởng trong lòng đột nhiên nhảy dựng, lập tức nghe ra ngụ ý, thấy Hạ Lực ánh mắt toát ra, rõ ràng là có chuyện đang giấu giếm. Kỳ thật việc hôm nay Lý Đinh Sơn không ra sân bay, Hạ Tưởng liền bước đầu đoán được khả năng Lý Đinh Sơn có chuyện, hơn nữa còn là chuyện phiền toái, vốn đang ôm một tia ảo tưởng, hy vọng Lý Đinh Sơn đến tỉnh tề, điềm đạm, chắc chắn mà khiêm tốn một chút, không nghĩ Lý Đinh Sơn căn bản vẫn là như vậy. Nếu Hạ Lực không muốn nói rõ, Hạ Tưởng cũng không miễn cưỡng hỏi nhiều, vừa ngẩng đầu, ô tô đã tiến vào bên trong trụ sở tỉnh ủy. Lấy danh nghĩa Khâu Nhân Lễ là ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Tề, toàn thể ủy viên thường vụ xếp thành hàng nghênh đón. Trở thành nhân vật thứ ba trong tỉnh ủy, tuổi trẻ đã là phó bí thư tỉnh ủy, Hạ Tưởng ở tỉnh Tề được xếp hạng gần với Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân, toàn thể ủy viên thường vụ ra mặt nghênh đón cũng là điều hợp lý, hơn nữa còn có phó trưởng ban tổ chức trung ương Tạ Tín Tài. Phó trưởng ban tổ chức trung ương cuống đến địa phương, gặp quan lớn một bậc, Khâu Nhân Lễ tự mình ra mặt là điều tất nhiên. Theo thứ tự bắt tay hàn huyên, các trình tự nề nếp cần có đã thực hiện xong, không thể có một tia sơ suất. Hạ Tưởng và Khâu Nhân Lễ bắt tay, chỉ nói hai câu khách sáo, vốn chính là trường hợp công khai đi ngang qua, cũng không cần nhiều lời. Hơn 2 năm không gặp, Tôn Tập Dân không thấy nét già nua, ngược lại còn dạng người trói lọi, quả nhiên là người gặp việc vui tinh thần liền tốt lên, yên lặng gần 2 năm, chủ tịch tỉnh Tôn lại trở thành nhân vật kiên định. Thật đáng mừng. Chỉ có điều Hạ Tưởng không phải không có ác ý nghĩ, kiếp trước Tôn Tập Dân từng 2 lần ở tỉnh bộ tự nhận lỗi từ chức, không biết lệ thường của lịch sử hùng mạnh tuy là thời gian kéo dài về sau, nhưng có dựa theo quỹ đạo như cũ hay không. Phó Bí Thư Hạ, hoan nghênh, hoan nghênh. Chủ tịch tỉnh là người to nhất ở đây, trước hết phải để Tôn Tập Dân bắt tay, và theo lời nói của ông ta, sau khi nói một câu khách sáo, y lại ra vẻ thoải mái mà cười, nói một câu cũ. Vừa tạm biệt ở tỉnh Yến giờ lại gặp mặt ở tỉnh Tề, nhân sinh gặp gỡ thật sự là thần kỳ. Là rất thần kỳ, Hạ Tưởng cười mà không nói, chỉ có điều gật đầu, nghĩ thầm rằng nếu chủ tịch tỉnh Tôn biết sự tình ở trên người hắn càng thần kỳ, cũng không biết sẽ có cảm tưởng gì. Nhớ nhé, cậu còn nợ tôi một bình trà. Tôn Tập Dân ha hả cười, còn cố ý vỗ vỗ bả vai Hạ Tưởng, làm như rất thân thiết. Khâu Nhân Lễ đối với hành động giữa Tôn Tập Dân và Hạ Tưởng. Mắt không nhìn, làm như không thấy, tuy nhiên khóe miệng lại nổi lên một tia cười như không cười. Sau Tôn Tập Dân là Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Tần Khản. Hạ Tưởng ở tỉnh ủy xếp hạng thứ 3, Tần Khản đứng thứ 4, Chu Hồng Cơ bởi vì lý lịch kinh nghiệm có vấn đề, xếp hạng thứ 5, cũng không giống như Hạ Tưởng ngày đó ở tỉnh Tương, được xếp đến vị thứ 4. Tần Khản là người tỉnh Thiểm, thân hình cao lớn, khi nói chuyện thanh âm vang dội, đối với việc Hạ Tưởng đến tỏ vẻ hoan nghênh. Hoan nghênh Phó Bí Thư Hạ, tin tưởng Bí Thư Hạ đến đây sẽ mang đến cho tỉnh Tề một sức sống hoàn toàn mới. Người dường như tục tằn, nhưng nói chuyện cũng rất cẩn thận. Sau Tần Khản chính là Chu Hồng Cơ nghe đại danh đã lâu. Bình tĩnh mà xem xét, so với các vị lãnh đạo tỉnh ủy đã ngoài 50, thì Chu Hồng Cơ 41 tuổi quả nhiên tuổi trẻ hơn người, lại bởi vì y diện mạo trắng nõn, rất tuấn tú, thân cao mà thẳng. Nếu không phải trên mặt đeo một cặp kính viền vàng có vẻ quá mức nho nhã một chút, thì Chu Hồng Cơ thật đúng là tuấn tú lịch sự. Thậm chí ở trong mắt phụ nữ thích công tử bột, Chu Hồng Cơ so với Hạ Tưởng càng được hoan nghênh, tuy nhiên có thể khẳng định chính là, dưới con mắt của Liên Nhược Hạm hoặc Cổ Ngọc thì diện mạo Chu Hồng Cơ rất giống con gái. Chủ nhiệm Chu, anh còn đến sớm hơn tôi vài ngày đấy, mặc kệ nói như thế nào cũng coi như nửa chủ nhân rồi, bữa cơm chiều hôm nay, anh mời. Hạ Tưởng chủ động giơ tay ra bắt tay với Chu Hồng Cơ, xét về xếp hạng, hắn đứng trước Chu Hồng Cơ, theo lý nên nắm giữ thế chủ động.
Chu Hồng Cơ không nghĩ tới Hạ Tưởng nói câu đầu tiên trong lần gặp mặt này lại là một câu vui đùa, y giấu đằng sau mắt kính là ánh mắt vừa thu lại, tận lực không cho ánh mắt đem ý tưởng chân thật biểu lộ ra ngoài, nhưng trong ánh mắt biến hóa vẫn lộ ra nội tâm khiếp sợ của y. Hạ Tưởng so với trong tưởng tượng của y càng trẻ tuổi, càng anh tuấn, càng có lực xung kích.